Hà Nhược Ngu, ai là Hà Nhược Ngu? Vì sao lại kỳ quái? Tần Lạc mặt mày ngu ngơ hỏi. Anh không biết Hà Nhược Ngu à? Trần Tư Tuyền trợn tròn mắt, hỏi. Tần Lạc lắc đầu, hắn không thích không hiểu lại giả vờ hiểu, càng không thích hiểu còn giả vờ không hiểu. Có điều, đại đa số người đều phạm phải điều đầu tiên hoặc là điều thứ hai. Anh từ trước tới giờ không đọc tạp chí tài chính và kinh tế à? Trần Tư Tuyền hỏi. Không đọc, Tần Lạc đáp, tôi chỉ có đọc tạp chí y khoa thôi. Vậy anh kinh doanh khuynh thành quốc tế như thế nào vậy? Tập đoàn công ty lớn như vậy, lại có tới mấy công ty con, còn chuẩn bị khai thác thị trường Đông Nam Á nữa, anh quản lý thế nào vậy? Tôi không quản lý, đều là do Khuynh Thành quản lý cả. Tần Lạc nói. Tôi biết cô ta đang quản lý, nhưng ý của tôi là, anh tin cô ta như vậy, chuyện gì cũng không hỏi, để cô ta thích làm gì thì làm nấy à? Trần Tư Tuyền kinh ngạc hỏi. Cô ta sẽ không lừa tôi đâu, Tần Lạc thật thà nói. Trần Tư Tuyền ngây người, mắt chớp chớp nhìn Tần Lạc, một hồi lâu vẫn không nói gì. Sao vậy? Tần Lạc bị cô ta nhìn chằm chằm, không nhịn được lên tiếng hỏi. Ai, hai người đúng là quái thai. Trần Tư Tuyền cảm thán, Lệ Yêu Tinh đúng là hạnh phúc. Có cô ta giúp tôi cũng đỡ hơn không ít. Tần Lạc cười nói. Tần Lạc, anh không hiểu đâu. Trần Tư Tuyền lại cảm thán. Quan hệ giữa người và người kỳ thực rất mỏng manh, cha con anh em biến thành kẻ thù là chuyện rất thường xảy ra, tất cả đều vì một chữ lợi. Chúng ta không thể qua tin tưởng người khác, cũng không thể dành cho người khác một sự tín nhiệm thái quá. Anh và Lệ Yêu Tinh rất là đặc biệt, tôi rất hâm mộ trạng thái này. Được một người tin tưởng hết mình như vậy, nhất định là rất hạnh phúc. Tôi cũng tin cô, Tần Lạc nói với Trần Tư Tuyền. Trần Tư Tuyền gật đầu cảm kích, nói, tôi cũng đảm bảo rằng, tôi tuyệt đối sẽ không lừa gạt anh. Tần Lạc cười cười, nói, Hà Nhược Ngu là ai? Vì sao lại gửi thiệp mời cho cô? Không phải cho tôi mà là cho chúng ta. Anh ta còn đặc biệt nhắc tới anh, nói là xin anh nể mặt mà tới dự. Tôi cho rằng các người quen nhau, cho nên mới chạy tới hỏi anh. Không ngờ anh còn mơ hồ hơn cả tôi. Trần Tư Tuyền cười khổ, nói, bọn họ không phải đưa nhầm đấy chứ. Hoặc là anh ta cũng bị sự tích quang vinh của anh làm cho cảm động rồi, cho nên mới có lòng kết giao. Có khả năng, Tần Lạc cười nói, nghe cô nói vậy, anh ta hình như là một đại nhân vật thì phải. Đương nhiên là đại nhân vật rồi, một trong những công tử có danh vọng nhất Đài Loan đấy, con một của Hà Tước Sĩ, thiếu đông gia của tập đoàn Đài Tố. Mấy năm trước còn giành được hai học vị tiến sĩ quản lý kinh tế và tài chính quốc tế tại Học viện Harvard, hiện tại một mình quản lý thông tín vạn đạt, trị giá hơn 300 ức, tài sản cá nhân hơn 100 ức. Thế có tính là đại nhân vật không? Trần Tư Tuyền giải thích với vẻ tự hào, giống như Đài Loan xuất hiện nhân vật ưu tú như vậy, cô ta cũng được thơm lây. Lợi hại vậy à, Tần Lạc kinh ngạc nói. Vậy chúng ta tối nay có tới tham gia yến hội không? Đương nhiên là phải đi rồi. Đây là cơ hội tối để chúng ta kết giao với nhân vật có tiếng trong giới chính trị và thương nghiệp. Sau này Mỹ Nhược Thiên Thành của chúng ta muốn phát triển còn phải có qua lại với những người này đấy. Trần Tư Tuyền nói, cô ta nhìn quần áo trên người Tần Lạc, bảo, anh không thể mặc quần áo như thế này đến tham gia yến hội được. Tôi dẫn anh đi chọn một bộ đồ tây nhé. Không cần, tôi mặc thế này được rồi. Tần Lạc cự tuyệt, hiện tại vẫn chưa tới lúc hắn mặc đồ tây. Tiệc chúc mừng của Hà Gia không phải cử hành tại Tửu Điếm mà là ở trong một hào trạch tư nhân của Hạ Gia dưới chân núi Liên Hoa. Trần Tư Tuyền thân mặc lễ phục màu đen rất gợi cảm, tóc dài quấn lên đỉnh đầu, lộ ra cái cổ dài hơn một chút so với cổ người bình thường, lại tạo cho người ta một loại cảm giác phú quý ung dung. Cô ta tối nay không lái xe mà là tìm một lái xe rồi ngồi sánh vai với Tần Lạc ở ghế sau, thân thể như có như không dựa vào Tần Lạc. Mùi hương thoang thoảng tỏa ra, mê hoặc trái tim không an phận của Tần Lạc. Hà Gia có thể coi là một trong những gia tộc lớn nhất ở Đài Loan, điện tử thông tin, năng lượng, bất động sản cùng với công nghiệp điện tử, tất cả họ đều nhúng tay vào, thực lực phi thường hùng hậu. Bất kể là bối cảnh chính trị hay thương nghiệp đều rất lợi hại, là một nhân vật không thể đắc tội nhất ở Đài Loan. Trần Tư Tuyền giới thiệu với Tần Lạc. Tần Lạc chỉ ngồi an tĩnh. Vừa phải hao phí tinh thần để kháng cự lại sự dụ hoặc mà Trần Tư Tuyền mang tới cho mình, ngoài ra còn phải suy nghĩ xem nguyên nhân mà Hà Nhược Ngu mời mình tới dự tiệc là gì. Hiện tại hắn có thể thể hội tâm tình của Mễ Tử An. Kêu đau không phí sức, mà muốn nén nhịn cơn đau mới là vô cùng hao phí tinh lực. Nếu hắn có thể phát tiết dục vọng ra, cũng không phải là một chuyện khó khăn. Nhưng bảo hắn khống chế dục vọng, hơn nữa không thể để người khác biết,
điều này thực sự là quá khó. Xuyên qua một con đường to dài phong cảnh tú lệ, sau đó xe dừng lại trước cửa một hào tranh đèn đuốc sáng trưng. Nhìn từ xa, giống như là một nửa sườn núi liên hoa đều bị tòa đại trạch này chiếm cứ. Trước cửa giới bị xâm nghiêm, hơn chục bảo vệ mặc tây trang màu đen phụ trách kiểm tra xe cộ đi qua và thiếp mời của mỗi một vị khách. Khi xe đi tới, Trần Tư Tuyền đưa thiếp mời của mình ra. Bảo vệ áo đen cầm lấy thiếp mời nhìn nhìn, lại thò đầu vào trong xe quan sát một lượt, sau khi không phát ra điều gì bất thường mới phất tay cho đi. Xe đi trên đường giống như là bò lên núi vậy, trên đường có đèn chỉ thị, hơn nữa phía trước còn có đội xe dài ngoằng dẫn đường, không cần bọn họ phải tìm đường. Đội xe ở phía trước giảm tốc đi chậm lại, bọn Tần Lạc có thể từ cửa sổ xe mở ra nhìn thấy một tòa thành giống như cung điện bồng bềnh trôi nổi giữa sườn núi. Hoàng Kim Tử Yến lần trước cũng tính là tụ hội nhiều xe đẹp, nhưng so với tràng diện ngày hôm nay thì thực sự là còn kém xa. Ở cửa cung điện là bãi đỗ xe rộng thênh thang, có vô số xe đẹp đang đỗ. Cho dù là một kẻ không hiểu về xe như Tần Lạc nhìn thấy tạo hình xa hoa hoặc là cổ điện của những chiếc xe này cũng biết giá trị của chúng không rẻ. Hiện tại biết thực lực của nhà họ rồi chứ? Trần Tư Tuyền cười nói. Khi xe dừng hẳn lại, cô ta khẽ ôm tay Tần Lạc, hai người giống như một đôi tình nhân bước vào trong. Trên đường nhìn thấy nam thì thân sĩ hữu lễ, nữ thì đoan trang xinh đẹp, thực sự là giống như cuộc sống trên thiên đường vậy. Dạng hình ảnh này, Tần Lạc không xa lạ gì, bởi vì nó thường xuất hiện trong một số phim thần tượng của Đài Loan hoặc là Nhật Hàn. Trần Tư Tuyền lúc trước là một người mẫu có danh tiếng trong giới người mẫu. Cho nên, vẫn có không ít khách khứa hoặc là bạn bè trong giới chào hỏi với cô ta. Mà người không khách lạ như Tần Lạc thì một mực bảo trì yên lặng. Tuy hai ngày nay giới truyền thông của Đài Loan nhắc tới hắn rất nhiều, thậm chí còn đặt cho hắn rất nhiều tên gọi dễ nghe, nhưng vậy thì sao chứ? Đây là thế giới cá lớn nuốt cá bé. Thực lực của anh càng mạnh, người khác càng tôn trọng anh. Nếu anh không có thực lực, cho dù là có danh tiếng hơn nữa thì trong mắt những người có quyền hoặc là có tiền thì vẫn không đáng để nhắc tới. Danh tiếng là cái gì? Bọn họ chỉ cần bằng lòng, có thể lột trần một ngôi sao nam hoặc nữ rồi đè xuống giường. Thực lực của Tần Lạc, không đáng để bọn họ chạy tới hàn huyên thân thiết. Đại đa số người còn nhìn hắn mà như không thấy. Trần Tư Tuyền tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt rồi. Phía sau bọn họ, đột nhiên có người cao giọng nói. Tần Lạc và Trần Tư Tuyền đồng thời quay lại, liền thấy lão bản Ngôn Thừa Hoan của tập đoàn Thanh Ninh đang cầm một chén rượu đứng sau bọn họ. Mà bên cạnh hắn có mấy vị bằng hữu quần áo chỉnh tề, giống như là hiểu rõ ân oán giữa hai người, cho nên đứng ở phía sau đợi xem một màn kịch hay. Đúng là bất hạnh thật, Trần Tư Tuyền cười nói, phát ngôn cực kỳ châm chọc. Cô ta đã từ bạn bè biết được Ngôn Thừa Hoan cưỡng bách bọn họ tối hôm đó tới biểu diễn, cho nên bọn họ mới không có cách thoát thân. Hiện tại nhìn thấy kẻ thù suýt chút nữa thì hủy danh dự của mình và sản phẩm phấn dưỡng da Kim Dũng, tâm cảnh của cô ta sao có thể bảo trì được bình tĩnh. Lời này của Trần Tiểu Thư quá xa lạ rồi. Sau khi tại Yến Kinh tình cờ gặp phải sự cự tuyệt của Trần Tiểu Thư, Ngôn Mỗ thực sự nhớ nhung Trần Tiểu Thư vô cùng. Ngôn Thừa Hoan cười ha ha, nói, hôm nay gặp mặt, bất kể là như thế nào cũng phải uống hai chén với Trần Tiểu Thư. Xin lỗi, tôi không có tâm tình đó. Trần Tư Tuyền lạnh lùng nói, tối hôm đó để Ngôn Tổng phải thất vọng rồi, thật là xin lỗi. Trần Tư Tuyền, cô đừng tưởng mình hay, có Mễ Tử An chống lưng thì cô sẽ yên ổn ư. Cô thực sự cho rằng tôi dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy à? Ngôn Thừa Hoan tuy vẫn cười, nhưng nụ cười trên mặt lại biến thành vô cùng ác độc. Vậy anh muốn gì? Tần Lạc cười hỏi. Ngôn Thừa Hoan lúc này mới đưa ánh mắt sang Tần Lạc, nói, thằng nhóc, ở đây không có chỗ cho mày nói chuyện. Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à, trước tiên tự xem lại mình đi đã. Mày cho rằng được giới truyền thông thổi phồng là mày bay lên trời à? Tỉnh lại đi, thằng bé ngốc. Cô ta có thể cự tuyệt anh một lần thì có thể cự tuyệt lần nữa. Tần Lạc không hề bị hắn dọa mà sợ hãi. Tôi có thể đánh thủ hạ của anh một lần thì cũng có thể đánh thêm lần nữa. Ngôn Thừa Hoan cười rất cuồng vọng, nói, mày cho rằng mày là ai? Mày cho rằng mày đang ở đâu? Mày cho rằng mày đang nói chuyện với ai? Mày cho rằng mày đang nói chuyện với tao ở đâu? Tôi là Tần Lạc, tôi đang ở Đài Loan. Tần Lạc nói, những cái này tôi rất rõ. Chỉ là anh quên rất nhiều thứ. Xem ra tao phải dạy cho mày làm người như thế nào. Ngôn Thừa Hoan nhìn chằm chằm vào Tần Lạc, giống như là một con sói đói khát đang nhìn đồ ăn của mình. Tôi cũng muốn vậy đấy. Tần Lạc thật thà gật đầu.
Chương 347, anh đến rồi. Đúng vào lúc hai người đang giằng co, không ai chịu nhường một bước thì bên trong đại sảnh đột nhiên rối loạn. Hà tước sĩ ra rồi. Cô gái đó là ai vậy? Có chút lạ mắt. Cô gái xinh đẹp quá, sao trước đây chưa từng gặp nhỉ? Trên cầu thang xoáy tròn màu trắng, Hà tước sĩ thân hình thẳng tắp mặc tây trang đang bước xuống, bên cạnh ông ta là cô gái xinh đẹp mặc lễ phục màu lam. Tóc cô gái vấn trên đỉnh đầu, giống như là mũ của nữ vương. Trên cổ đeo một viên bảo thạc xanh thắm, mặt như trăng sáng nắng chiều, mắt như thái dương buổi sớm, chói lọi đến mức người khác không dám nhìn thẳng. Váy dài quét trên đất, giống như là con gái của Long Vương muốn xuất giá, lại giống như mỹ nhân ngư lê đuôi dài dưới đất. Vào thời khắc mà cô gái này xuất hiện, toàn trường trở nên yên tĩnh. Tất cả nam nhân đều bị sự lãnh diễm cao quý của cô ta chinh phục, tất cả nữ nhân trong lòng đều tràn ngập cảm giác thất bại, chua xót. Thị tuyến của tất cả mọi người đều tập trung trên người cô ta giống như là ánh sáng duy nhất trong bóng tối và là tiêu điểm duy nhất trong đám người có cả ngàn vạn người. Cô ta là duy nhất. Cô ta sao cũng tới ư? Tần Lạc lẩm bẩm, hắn nhận ra văn nhân Mục Nguyệt, quen thuộc ví văn nhân Mục Nguyệt, còn có một chút thấu hiểu văn nhân Mục Nguyệt. Nhưng, hắn trước giờ chưa từng thấy văn nhân Mục Nguyệt ăn mặc long trọng như vậy. Tuy văn nhân Mục Nguyệt trong cuộc sống thường ngày đã khiến người ta kinh diễm, khiến người ta có một loại cảm giác hư ảo khó có thể sờ tới được. Nhưng, khi cô ta trang điểm ra ngoài, mặc lên mình bộ chiến ý đẹp nhất, thì sự xinh đẹp vẫn vô cùng kinh tâm động phách. Cho dù là Tần Lạc đã hơi có năng lực miễn dịch đối với sự xinh đẹp của cô ta cũng không phải là ngoại lệ, trong một khoảng thời gian rất dài, đầu óc của hắn không có cách nào suy nghĩ được. Hắn nghĩ, trong nháy mắt vừa rồi, nếu như Ngôn Thừa Hoan đột nhiên rút ra một thanh đao đâm hắn, có lẽ là mình căn bản không có biện pháp né tránh. Có điều, bộ dạng của Ngôn Thừa Hoan càng bất kham hơn. Cho tới hiện tại, hắn vẫn còn đang dùng ánh mắt ngốc trệ nhìn chằm chằm vào cô gái giống như tiên nữ đang nhẹ nhàng bước xuống bậc thang. Lúc này, hắn lấy đâu ra sức mà rút đao. Vào giây phút nhìn thấy cô ta, mê đề trong lòng Tần Lạc cũng được giải quyết. Chẳng trách Hà Nhược Ngu trước giờ chưa từng gặp mặt lại nhiệt tình đối đãi với mình như vậy, khẳng định văn nhân Mục Nguyệt ở trước mặt họ đã nhắc tới tên mình. Trên thế giới này, không có hận vô duyên vô cớ, càng không có yêu vô duyên vô cớ. Nếu một người đột nhiên đối tốt với bạn, bạn phải cẩn thận một chút. Hoặc là hắn yêu bạn, hoặc là trong lòng hắn rất hận bạn. Cô gái xinh đẹp quá. Trần Tư Tuyền cũng từ trong ngây ngốc tỉnh lại, cười khổ, nói, tối hôm nay là ngày kiếp nạn của tất cả nữ nhân. Bạn nam ở bên cạnh họ nhất định không thể đặt tâm tư lên người họ nữa rồi. Phí công trang điểm thật đẹp để rồi trở thành vô ích. Luôn có những chuyện bất ngờ mà, Tần Lạc cười nói. Cái này thì chẳng liên quan gì tới bất ngờ cả. Mắt người luôn biết truy tìm những sự vật đẹp. Sức đề kháng của nam nhân đối với mỹ nữ càng là con số không. Bọn họ yêu nữ nhân bên cạnh mình, nhưng không chứng tỏ rằng bọn họ có thể cự tuyệt hân thưởng mỹ nữ ở bên cạnh. Anh nhìn những nam nhân ở xung quanh là biết ngay thôi. Trần Tư Tuyền phân tích rất chuyên nghiệp, có điều mị lực của cô gái này đúng là quá lớn. Cũng là nữ nhân mà không còn kìm lòng được bị cô ta hấp dẫn, anh chẳng phải là cũng vậy sao? Tần Lạc cười cười, không nói gì. Nếu như mình nói với cô ta rằng cô gái này từng là vị hôn thê của mình, nhưng lại bị mình đến cửa cự tuyệt. Cô ta nhất định là sẽ không tin đâu nhỉ. Hà tước sĩ do văn nhân Mục Nguyệt dắt tay, hai người sánh vai bước tới một sân khấu cỡ nhỏ hình chữ T. Nơi sớm đã chuẩn bị tốt thiết bị khoách âm dùng để phát biểu. Hà tước sĩ là một lão nhân hơn 60 tuổi, tuy tóc đã hoa râm, nếp nhăn trên mặt cũng rất sâu nhưng eo lưng thẳng tắp, xem ra trạng thái tinh thần tốt vô cùng. Đại danh của ông ta phụ nữ và trẻ em của Đài Loan đều biết. Cũng chính lão nhân này chấp trưởng tập đoàn Đài Tố khổng lồ. Các vị tiên sinh, nữ sinh, rất hân hạnh có thể mời được cái vị tới tham gia tử yến của Hà Mỗ. Hôm nay, tôi rất long trọng giới thiệu với các vị một cô gái ưu tú vô cùng trẻ tuổi, xinh đẹp, trí tuệ. Mọi người ở dưới đều chú ý thấy, Hà tước sĩ liên tục dùng các loại từ ngữ như trẻ tuổi, xinh đẹp, trí tuệ, cùng với ưu tú, để khen ngợi cô gái ở bên cạnh. Điều này đối với Hà tước sĩ luôn kiệm lời khen ngợi người khác mà nói thực sự là rất hiếm hoi. Hà tước sĩ quay người lại nhìn văn nhân Mục Nguyệt ở bên cạnh, nói, cô ấy chính là văn nhân Mục Nguyệt tiểu thư ở bên cạnh tôi đây. Đối với danh tự này, tôi nghĩ tất cả các bằng hữu ở bên dưới đều đã từng nghe nói đến. Nhưng tôi không muốn giới thiệu nhiều về những truyền kỳ về cô ấy. Tôi chỉ muốn mời mọi người tới chứng kiến,
Hà gia cùng với tập đoàn xí nghiệp mà Văn Nhân tiểu thư chấp trưởng ước định thành lập một xí nghiệp liên minh chiến lược. Đối với việc này, Hà Mỗ rất cảm thấy tự hào và vinh hạnh. Những lời này càng dẫn tới sự hoảng sợ và dậy sóng. Những người đã nghe qua và quen thuộc với cái tên Văn Nhân Mục Nguyệt tất nhiên biết cô gái này đại biểu cho cái gì. Đại biểu cho thực lực, đại biểu cho tư bản, đại biểu cho một con hồng hoang cự thú hùng chiếm một mảnh đất rộng lớn, giàu có tại Trung Quốc. Mà những người trẻ tuổi chưa nghe thấy danh tự này thì sự chấn kinh trong lòng chắc không nghĩ cũng biết. Hà Tước Sĩ là dạng nhân vật gì chứ? Là người đứng đầu một trong những xí nghiệp được người ta tôn trọng nhất tại Đài Loan. Hơn nữa, tài phú mà ông ấy trực tiếp và gián tiếp chấp trưởng vượt quá ngàn ức. Dạng người này, không ngờ lại cảm thấy vinh hạnh khi hợp tác với một cô bé. Hiện tại, xin Văn Nhân Mục Nguyệt tiểu thư nói mấy câu với mọi người. Hà Tước Sĩ lui sang một bên, làm ra tư thế mời. Đợi khi tiếng vỗ tay tắt hẳn, Văn Nhân Mục Nguyệt bước tới, đôi mắt mê người lướt qua toàn trường, nói, tôi cũng vậy, có thể hợp tác với tiền bối trong thương giới như Hà Tước Sĩ đây tôi cũng rất cảm thấy vinh hạnh. Cũng hy vọng có thể có cơ hội hợp tác với các vị bằng hữu ở bên dưới. Tôi thích Đài Loan, nơi đây có phong cảnh mê người và những người bạn rất hiếu khách. Cảm ơn. Nói xong liền gật đầu rồi lui sang một bên, chứng tỏ mình đã nói xong. Đây vốn là tính cách của cô ta. Cô ta chỉ nói những lời mình bằng lòng nói và nên nói. Những lời sáo rỗng vốn không phải là sở trường của cô ta. Mọi người không ngờ lời phát biểu của Văn Nhân Mục Nguyệt lại kết thúc nhanh như vậy, cả hội trường lặng im. Cho tới khi Hà Nhược Ngu ở bên dưới vỗ tay thì mọi người mới nhiệt liệt vỗ tay theo. Mục Nguyệt, tôi dẫn cô đi làm quen với mấy bằng hữu. Bọn họ sẽ có sự giúp đỡ rất lớn đối với sự nghiệp của cô. Hà Tước Sĩ giống như là trưởng bồi hiền từ, mặt nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt với vẻ khen ngợi, nói. Cảm ơn Tước Sĩ, Văn Nhân Mục Nguyệt gật đầu. Trường hợp này không xa lạ gì đối với cô ta. Tử hội, yến hội là nơi tốt nhất để kết giao bạn bè với bàn bạc làm ăn. Cho nên mỗi lần có tụ hội như thế này, những nhân sĩ thành công bất kể là bận rộn như thế nào đi chăng nữa cũng đều tới tham dự. Tụ hội có quy cách càng cao thì càng khiến người ta mong chờ. Ai, cô khách khí với tôi làm gì? Đừng xa lạ như vậy, tôi hy vọng cô coi tôi như người nhà. Hà Tước Sĩ cười nói. Sau đó dẫn Văn Nhân Mục Nguyệt bước xuống đài, đi về phía đám người đang đứng túm năm tụm ba ở. Mục Nguyệt, vị này là Lý Vũ Điền tiên sinh, viện trưởng viện hành chính. Vị này là Uông Đại Thụ tiên sinh của Viện Lập Pháp. Vị này là Thái Minh Ngọc tiên sinh, tổng tài của tập đoàn Bách Niên. Thái tiên sinh, sản nghiệp dưới cờ Mục Nguyệt cũng là nguồn sinh lực có thể thu về lại với nhau rồi, sau này hai nhà các vị có thể hợp tác nhiều hơn. Bất kể là danh tiếng của Văn Nhân Mục Nguyệt và tài phú khổng lồ mà bản thân cô ta đại biểu thì cô ta vẫn là một nữ nhân, điều kiện bên ngoài của cá nhân cô ta, khiến cô ta đi tới đâu cũng đều là đối tượng mà mọi người quan chiếu, ra sức lấy lòng. Văn Nhân Mục Nguyệt ở trong đại sảnh phú lệ hào hoa này giống như là một nữ vương, một quân lâm thiên hà chờ đợi các thần dân của nàng ta cúng bái và ca tụng. Ngôn Thừa Hoan nhìn đến si ngốc, ánh mắt trở nên nóng bỏng chuyển động theo thân ảnh của Văn Nhân Mục Nguyệt. Đây chính là một vưu vật của nhân gian, đáng tiếc là không thể bắt nàng ta bỏ vào túi. Nam nhân chính là quái thai như vậy, nếu nữ nhân đầu hàng quá tùy ý, bọn họ lại không có cảm giác chinh phục. Nếu nữ nhân quá lạnh lùng cao quý, khiến bọn họ chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn, thì bọn họ lại cảm thấy tiếc nuối. Tiếp theo là một màn khiến hắn kinh hỉ xuất hiện. Chỉ thấy dưới sự bồi bạn của Hà Tước Sĩ, Văn Nhân Mục Nguyệt bước về phía bọn họ. Ngôn Thừa Hoan là lão tổng của một công ty cỡ lớn, nam chinh bắc chiến nhiều năm, cũng tính là một người từng trải, nhưng thời khắc này, hắn rõ ràng cảm thấy tim của mình đang run rẩy, không che giấu nổi sự tham lam trong ánh mắt. Hắn vốn muốn biểu hiện ra sự trấn định, hờ hững, phong độ. Nhưng nụ cười trên mặt rõ ràng có chút khoa trương, có chút quá ân cần. Các vị đại ca, hôm nay các vị đừng cướp mồi của tôi nhé. Hắn cố giả vờ trấn định quay người lại, nói đùa với mấy vị bằng hữu đứng cạnh hắn. Ngôn Tổng giỏi thật, có mị lực quá cao. Đúng vậy, vẫn chưa có mỹ nhân nào mà Ngôn Tổng không đối phó được. Trần Tư Tuyền lạnh lùng nhìn Ngôn Thừa Hoan một cái rồi nói với Tần Lạc ở bên cạnh, chúng ta đi thôi. Nói xong liền kéo Tần Lạc chui vào góc, cô ta không cho rằng Văn Nhân Mục Nguyệt giống như nữ thần hạ phàm sẽ tới chào hỏi họ. Cô ta càng không muốn nhìn thấy bộ dạng tiểu nhân đắc chí của Ngôn Thừa Hoan. Công ty của Ngôn Thừa Hoan thực lực không tồi, Hà Tước Sĩ rất có thể giúp đỡ giới thiệu. Không ngờ, Văn Nhân Mục Nguyệt nhìn thấy cảnh này lại nhíu mày lại.
Tôi đi gặp một người bạn. Văn nhân Mục Nguyệt nhỏ giọng nói với Hà Tước Sĩ. Cô ta buông tay Hà Tước Sĩ ra, sau đó lộ tuyến bước đi cũng nghiêng theo, không ngờ lại đuổi theo về phía góc hành lang mà Tần Lạc vừa đi tới. Anh tới rồi, cô ta đứng trước mặt Tần Lạc, ôn nhu nói. Ngôn Thừa Hoan sớm đã chuẩn bị tốt sắc mặt, trong lòng cũng nghĩ sẵn trong đầu mấy câu chào hỏi ấn tượng, đang định lộ ra nụ cười mê người nhất để chuẩn bị nghênh đón nữ thần tới liền trợn tròn mắt, tất cả nam nhân đang chiếu thị tuyến lên người văn nhân Mục Nguyệt cũng vậy. Ngay cả Trần Tư Tuyền cũng trợn tròn mắt, mặt mày ngơ ngác nhìn nữ nhân ở trước mặt, không ngờ lại thất lễ đến mức quên cả chào hỏi. Chương 348, bỏ nhà theo trai thượng. Giọng nói của cô ta rất ôn nhu, nụ cười trên mặt cô ta rất nhạt, nhưng vì cảm giác mà cô ta tạo cho người khác là quá kiệm lời, quá lãnh ngạo, so sánh hai thứ với nhau thì sự ôn nhu và nhạt nhẽo này vẫn khiến người ta cảm thấy lóa mắt. Văn nhân Mục Nguyệt giống như là Phật tổ ở sau đầu lấp lánh hào quang, cô ta mỉm cười đứng đó, thế là Tần Lạc liền bị hào quang của cô ta chiếu phủ, cho nên thoáng một cái cũng trở thành tồn tại mà toàn trường chú mục. Không có ai có thể ngờ rằng, vì sao văn nhân Mục Nguyệt lại chủ động đuổi theo một nam nhân tới góc hành lang, hơn nữa còn lộ ra một nụ cười mà hôm nay chưa từng xuất hiện đối với hắn. Càng không có ai ngờ rằng, người mà cô ta đuổi theo lại là một nhân vật nhỏ mà lúc trước bị mọi người bỏ qua. Phải biết rằng, vừa rồi là dưới sự dẫn dắt giới thiệu của Hà Tước Sĩ thì cô ta mới hở hững chào hỏi với mọi người. Hiện tại, cô ta vì sao lại làm ra chuyện khác người như thế này? Thân phận của nam nhân này có đáng để tìm tòi hay không? Những công tử gia đình giàu có chút hào cảm với văn nhân Mục Nguyệt tim dở như vỡ nát. Còn chưa kịp tiến vào trạng thái chiến đấu đã bị bại trận một cách mạc danh kỳ diệu rồi. Tim của Ngôn Thừa Hoan vỡ rồi lại vỡ, sau cùng hóa thành cho bụi. Nữ nhân mà mình yêu không thích thì mình thôi bỏ đi. Nhưng cô ta lại đuổi theo đối thủ mà vừa rồi bị mình lạnh lùng vũ nhục một trận rằng sẽ dạy hắn làm người như thế nào, đây không phải là mất mặt trước toàn trường sao. Sắc mặt của hắn hết xanh rồi lại trắng. Sự nóng bỏng trong mắt không còn nữa, cũng bắt đầu biến thành âm ngoan oán độc. Đúng vậy, Tần Lạc mỉm cười gật đầu, ở tha hương gặp tri kỷ cũng là một chuyện vui lớn của đời người. Nhìn thấy cô ở Đài Loan tôi mới biết cô cũng tới Đài Loan. Cô tới lúc nào vậy? Hôm nay mới tới, văn nhân Mục Nguyệt đáp, mắt vô ý lướt qua bộ vị mà tay của Trần Tư Tuyền đang vắt qua tay của Tần Lạc, Trần Tư Tuyền giống như là bị điện giật, vội vàng rụt tay lại. Cho tới hiện tại, cô ta mới thực sự nhớ ra thân phận của cô gái này. Lần trước tới Yến Kinh, cô ta từng nhìn văn nhân Mục Nguyệt ở một khuynh thành quốc tế. Chính lúc đó cô ta không trang điểm, lãnh diễm cao quý, lại có trợ thủ xinh đẹp và Lệ Khuynh Thành đi theo sau, vội vàng tiến vào bao xương dành cho quý khách. Hiện tại nhớ lại, lúc đó quá vội chỉ nhìn lướt nên mình chỉ nhớ khí chất không ai có thể sánh bằng và khí trường cường đại khiến tim người ta cảm giác như bị thắt lại của cô ta. Nhưng lại quên mất khuôn mặt xinh đẹp như dùng phần mềm máy tính vẽ ra của cô ta. Nhưng lại không ngờ rằng cô ta lại tới Đài Loan, càng không ngờ rằng, cô ta lại dùng trang điểm như mỹ nhân ngư long trọng xuất tràng. Dạng đối thủ này, thực sự là khiến người ta khó có thể sinh ra được lòng muốn cạnh tranh. Trần Tư Tuyền cho tới lúc này mới minh bạch, vì sao dạng nhân vật lớn như Hà Nhược Ngu lại tự mình gọi điện thoại tới mời mình. Nếu không, hắn há lại để một cô gái ở trong giới người mẫu như mình vào mắt. Cô chuẩn bị lúc nào thì quay về, Tần Lạc hỏi, sau khi hỏi xong mới phát hiện câu hỏi của mình có chút nhược trí. Bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, lại nói ra đề tài nhạt tuyệt như vậy, chẳng phải là quá buồn chán sao? Dù thế nào cũng nên nói các loại đề tài như tin tức kinh tế, chính trị quốc tế chứ, cũng may ít nhất là mình cũng không có hỏi dạng vấn đề ngu xuẩn như cô ăn cơm chưa. Còn anh, tôi có thể còn ở Đài Loan thêm 2 ngày nữa. Ừ. Vậy chúng ta đại khái có thể cùng về. Thật ư, quá tốt rồi, Tần Lạc kinh hỉ nói. Cô có chuyên cơ không? Vậy lúc tôi về không phải đi mua vé máy bay nữa. Xin chào, xin hỏi Tần Lạc phải không? Một đôi bàn tay to lớn chủ động đưa ra bắt. Tần Lạc ngẩng đầu lên, liền thấy một anh chàng đẹp trai lạ hót thân hình cao to, khuôn mặt anh Tuấn đang đứng bên cạnh, mặt mày ôn hòa, tươi cười nhìn mình. Là tôi, Tần Lạc gật đầu. Vẫn đưa tay ra bắt tay với hắn, từ nụ cười của hắn cho thấy hắn không giống như một người xấu. Ít nhất thì lần đầu tiên nhìn thấy cũng không khiến người ta phản cảm. Tôi là Hà Nhược Ngu, rất vinh hạnh được quen anh, Hà Nhược Ngu cười nói. Tần Lạc giờ được chạm mắt với vị Tuấn Kiệt của Đài Loan đã mời mình tới tham gia yến hội, và trên đường được Trần Tư Tuyền ca ngợi hết lời này.
Cảm ơn lời mời của anh. Tần Lạc cười nói. Đừng khách khí, là tôi phải xin lỗi anh mới đúng. Hà Nhược Ngu nói, nếu không phải là Mục Nguyệt tiểu thư nhắc nhở, tôi còn không biết Tần tiên sinh tới Đài Loan. Khi nói chuyện, Hà Nhược Ngu đã đưa danh thiếp của mình ra, nói, Tần tiên sinh lần sau tới Đài Loan, nhất định phải gọi điện thoại cho tôi. Để Nhược Ngu được tận lòng địa chủ. Được, làm phiền rồi. Tần Lạc nhận lấy danh thiếp. Rất tốt, vậy mới đúng chứ, các con đều là người trẻ tuổi, có cơ hội thì cùng nhau ngồi xuống, uống trà nói chuyện. Có thêm một người bạn thì có thêm một con đường, quen thêm một người thì liễu giải thêm nhân sinh của một người. Hà Tước Sĩ đứng ở bên cạnh cười nói. Ngôn Thừa Hoan đứng ở bên cạnh, nhìn những nhân vật nổi tiếng trong giới chính thương và Hà Tước Sĩ, Hà Nhược Ngu trò chuyện về Tần Lạc, trong lòng trăm ngàn cảm xúc đan xen. Bọn họ từ đầu tới cuối chưa từng nhìn mình lấy một cái, thậm chí, bản thân mình ngay cả dũng khí nói chen vào một câu cũng không có. Mình đứng ở đó mà giống như là người tàng hình vậy. Hắn vừa rồi bước hỏi Tần Lạc, mày biết mày đang nói chuyện với ai không? Mày biết mày đang nói chuyện với tao ở đâu không? Lúc này nhớ lại, trên mặt có một loại cảm giác đau đớn nóng rát. Một người thành công, chuyện mà họ không thể chịu đựng được nhất chính là bị người khác coi thường. Lúc này, âm nhạc của hội trường bắt đầu vang lên. Bắt đầu có từng đôi nam nữ dắt tay nhau bước vào sân nhảy, văn nhân Mục Nguyệt cự tuyệt lời mời của mấy người, nhìn Tần Lạc hỏi, anh biết khiêu vũ không? Không biết, Tần Lạc lắc đầu, hắn từ trước tới giờ không học cái này. Hơn nữa, trường bào trên người hắn cũng không thích hợp chạy lên sân khấu lả lướt. Chúng ta ra ngoài đi, văn nhân Mục Nguyệt chủ động lên tiếng mời. Các người đi đi, tôi đi tìm bạn nói chuyện. Trần Tư Tuyền nói rất biết điều, chào hỏi với văn nhân Mục Nguyệt rồi bước đi. Hai người ra khỏi đại sảnh, đi thẳng với một khu vườn nhỏ ở bên cạnh. Nơi đó chứ tình yên ắng, là một nơi rất thích hợp để tản bộ. Tiểu thư, có cần gì không? Giống như là U Linh, Mã Duyệt và mấy bảo vệ áo đen xuất hiện. Không cần, văn nhân Mục Nguyệt xua tay, nói. Vâng, tiểu thư, Mã Duyệt vâng một tiếng, vẫn đi cách xa phía sau văn nhân Mục Nguyệt, mà bốn gã bảo vệ áo đen cũng chia ra bảo vệ bốn phía. Tần Lạc thở dài, nói, thật giống như một con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng. Tôi không thích cái ví dụ này, văn nhân Mục Nguyệt nói. Cô ta lẽ nào lại là một con chim hoàng yến? Cô ta có thể giống như hùng ưng bay lượn ngoài 9 tầng trời, cô ta có thể giống như một con rồng lớn chở mình làm mây, lật mình làm mưa. Thứ mà cô ta có thể làm quá nhiều, sao có thể là một con hoàng yến được? Vậy cô cảm thấy phải dùng ví dụ nào mới đúng? Tần Lạc hỏi. Tôi chính là tôi, giọng nói của văn nhân Mục Nguyệt rất kiên cường, thứ gì mà tôi muốn làm thì sẽ làm được. Tần Lạc nhìn khuôn mặt xinh đẹp của văn nhân Mục Nguyệt, thầm nghĩ, tính cách của cô gái này vẫn rất cường thế. So sánh cô ta với một con chim hoàng yến thì đúng là không thích hợp lắm. Chuyện của anh tôi biết rồi, có cần tôi làm gì đó không? Văn nhân Mục Nguyệt thấy Tần Lạc không nói gì, liền lên tiếng hỏi. Không cần, tôi tự mình có thể xử lý tốt, Tần Lạc nói. Văn nhân Mục Nguyệt gật đầu rồi không nói gì nữa. Thời tiết của Đài Loan dễ chịu, khí hậu ôn hòa. Đi dạo trong viện với bầu khí trong lành như thế này, bên cạnh lại có mỹ nữ bồi bạn, đúng là một chuyện vô cùng hưởng thụ. Đương nhiên, nếu như không có những người kia nhìn chằm chằm. Có lúc, sự bảo hộ đầy thiện ý kỳ thực đối với nhân sinh cũng là một loại thương hại. Trong cuộc đời ngắn ngủi, anh phải bỏ qua rất nhiều nhân thái, phong cách, đồ ăn, và thể nghiệm cuộc sống. Đây là điều đáng tiếc lớn nhất của đời người. Đột nhiên, Tần Lạc đứng nghiêm, nhìn vào mắt của văn nhân Mục Nguyệt, hỏi, cô có muốn ra ngoài ngắm cảnh không? Bây giờ á? Ừ. Đi đâu? Tùy tiện đi đâu đó. Chúng ta ư? Ừ, chỉ có chúng ta thôi. Tần Lạc khẳng định, hắn đột nhiên rất muốn dẫn một cô gái cả đời bị giam hãm này ra ngoài ngắm nghía. Ở Yến Kinh, hắn khẳng định là không có dạng cơ hội này, nhưng tại Đài Loan thì hắn có thể làm được. Văn nhân Mục Nguyệt hơi do dự trong thoáng chốc, nhưng tiếp theo lại gật đầu, nói, được. Tần Lạc nhìn thấy mắt cô ta lấp lánh. Giống như là một cô bé gái chuẩn bị làm việc xấu. Cái này cũng đúng thôi, con gái thì phải học làm con gái. Hai người đều không phải là nhân vật hay do dự thiếu quyết đoán, càng không thích dây dưa. Đã làm ra quyết định phải chạy trốn thì chuyện phải làm đầu tiên là đuổi đi trợ thủ và bảo vệ ở bên cạnh. Nếu như để văn nhân Mục Nguyệt tự mình ra lệnh cho bọn họ thì bọn họ khẳng định không chịu đi. Cho dù là Mã Duyệt thì cũng không dám cứ như vậy để tiểu thư của mình ra khỏi tòa trạch được bảo vệ xâm nghiêm này.
Tần Lạc ôm chầm lấy Văn Nhân Mục Nguyệt, thân thể của hai người tựa sát vào nhau. Tiếp theo, động tác của hai người bắt đầu nhanh dần, trong ánh sáng lờ mờ, Tần Lạc hôn điên cuồng lên đôi môi của Văn Nhân Mục Nguyệt. Mã Duyệt ngây ngốc, sau đó vội vàng phất tay, bảo các bảo vệ ở xung quanh lui ra xa dần, để cho tiểu thư anh minh vĩ đại của bọn họ có thêm không gian riêng tư. Tần Lạc liếc thấy động tác của Mã Duyệt, sau đó ôm Văn Nhân Mục Nguyệt đi tới vào nơi tối tăm, giống như là một tên sắc lang chờ đợi được giải quyết dục vọng. Quả nhiên, Mã Duyệt lần này không tới gần nữa. Thế là, Tần Lạc cũng không làm trò nữa, hắn cúi người vén quần của Văn Nhân Mục Nguyệt lên, dưới sự yểm hộ của rừng cây, kéo tay cô ta chạy từ con đường nhỏ ở bên cạnh tới cửa trước. Hai người thoáng cái đã chạy tới cửa lớn, lúc này mới chậm bước lại. Văn Nhân Mục Nguyệt ôm tay Tần Lạc, hai người đoan trang nho nhã đầy phong độ bước qua mặt những bảo vệ ở cửa lớn. Chỉ là khiến những người bảo vệ đó rất kỳ quái, vì sao hai vị khách này không lái xe? Chẳng lẽ bọn họ chuẩn bị cứ vậy mà xuống núi à? Thị tuyến của bọn họ hướng tới cái váy dài dài ở sau người Văn Nhân Mục Nguyệt, trong mắt không ngờ lại có sự đồng tình vô hạn. Khi bảy tiên nữ xuống nhân gian, có phải là cũng có tâm tình giống như cô hiện tại không? Tần Lạc cười hỏi. Tâm tình gì? Tâm tình được giải thoát. Tần Lạc nói, đi nào, tôi dẫn cô đi thể nghiệm một loại cuộc sống khác. Chương 349, bỏ nhà theo trai chung. Gió mát trăng thanh, đèn ở hai bên đường là kim chỉ đường tốt nhất, hai người cũng không biết phía trước sẽ thông tới nơi nào, chỉ cứ vậy đi theo hướng xuống núi. Đường nét của núi Liên Sơn trong bóng đêm như ẩn như hiện, giống như là một quái thú dục dịch một muốn động, ở nơi không xa chính là biển lớn mênh mông giống như một cái kính màu đen, có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào. Không có xe đẹp, không có người hầu, không có rượu ngoại và âm nhạc du dương, cũng không có phong cảnh hào nhoáng và đám người náo nhiệt. Cũng không có tất cả những sự vật có thể được người ta coi là mỹ hảo. Văn Nhân Mục Nguyệt bước đi ở đằng trước, Tần Lạc đi sau giúp cô ta nâng váy dài. Giày cao gót đi trên đường vô cùng gian nan, nhưng mặt của cô ta lại mang theo vẻ vui sướng. Hai người đều không nói gì, tiếng giày cao gót gõ lên mặt đất kêu cộp cộp truyền ra rất xa. Tâm nếu như an bình, cho dù là thân rơi vào địa ngục A Tỳ thì cũng tốt đẹp như ở thiên đường. Mấy năm sau nhớ lại, dạng phong cảnh này vẫn sẽ khiến người ta lưu luyến. Có nhiều lúc, đẹp là ở trong lòng chứ không phải ở trước mắt. Chúng ta phải đi tới khi trời sáng rồi. Tần Lạc nhìn đèn đường sáng choang không thấy điểm cuối ở phía trước, cười nói. Đừng nói chuyện, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Có cần tìm xe không? Tùy anh. Tần Lạc chăm chú nhìn xung quanh, rồi lại buông bỏ tính toán này. Không phải là hắn muốn giả vờ lãng mạn rồi cùng Văn Nhân Mục Nguyệt cứ vậy đi cho tới khi biển cạn đá mòn, mà là bởi vì trên con đường này căn bản không tìm thấy taxi. Trợ thủ của cô chắc rất nhanh sẽ phát hiện ra chúng ta đã bỏ đi. Nếu như chúng ta còn không bắt được xe thì khả năng sẽ bị bọn họ đuổi được. Tần Lạc cười nói. Văn Nhân Mục Nguyệt hơi dừng lại, sau đó trầm mặc tiếp tục đi về phía trước. Tần Lạc cười cười, vội vàng đuổi theo. Lúc này, một luồng ánh sáng từ phía sau chiếu tới. Tâm lý của hai người khẩn trương, đồng thời quay người lại. Khi bọn họ nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu đen thì mới yên lòng. Bởi vì bọn họ biết rằng, nếu như Mã Duyệt dẫn người đuổi theo, nhất định sẽ không lái một chiếc xe thể thao như thế này. Tần Lạc chạy tới giữa đường, phất tay. Két! Xe thể thao đột nhiên phanh lại trước mặt Tần Lạc, một nam nhân trẻ tuổi đứng dậy, mắng Tần Lạc, muốn chết à. Đêm hôm khuya khoát chặn ở giữa đường, đâm chết anh cũng đáng. Cho đi nhờ xe nhé. Tần Lạc cười nói. Tôi sao phải cho anh đi nhờ. Đồ thần kinh, nam nhân nói, rồi chui lại vào xe, chuẩn bị lái xe lách qua người Tần Lạc. Cho chúng tôi đi nhờ một đoạn đi. Văn Nhân Mục Nguyệt xách váy đi tới, mặt không chút biểu tình, nói. Cô có bệnh à? Nam nhân nhìn thấy Văn Nhân Mục Nguyệt giống như hằng Nga đứng trước mặt mình, ngây ngốc cả nửa ngày vẫn không có phản ứng. Ánh trăng sáng tỏ như vậy mà sao mặt của nữ nhân này so với ánh trăng còn sáng hơn ba phần thế nhỉ? Chờ chúng tôi một đoạn đi, Văn Nhân Mục Nguyệt nhắc lại, không giống như là thỉnh cầu, cũng không giống như là mệnh lệnh, mà giống như một loại giao dịch. Được, không có vấn đề, nam nhân gật đầu lia lịa, nhưng xe này chỉ có thể chở một người thôi, làm thế nào bây giờ? Tần Lạc nhìn chiếc xe thể thao hai chỗ, cũng cảm thấy có chút đau đầu. Sao người ta lại làm xe thể thao nhỉ? Vừa lãng phí lại vừa không thực dụng, ngay cả ba người cũng không chở được, quá phiền phức. Không sao, tôi ngồi trong lòng anh ta, Văn Nhân Mục Nguyệt nói.
Sau đó hai nam nhân đồng thời trợn mắt nhìn khuôn mặt ở trước mặt người ngoài lại biến thành lạnh lùng của cô ta. Đây là biện pháp duy nhất, Văn Nhân Mục Nguyệt nói với Tần Lạc. Tôi không có ý kiến, Tần Lạc cười nói, nếu như mình nói thêm mấy câu, ngược lại càng chứng tỏ là trong lòng mình có quỷ. Người lái xe thể thao trong lòng buồn bực, thầm nghĩ, nếu mình và thằng ôn này đổi chỗ thì tốt quá. Cho hắn 10 vạn đồng, không biết hắn có đồng ý đổi không nhỉ? Thế là, Tần Lạc liền lên ghế ngồi trên xe, Văn Nhân Mục Nguyệt thì lên xe rồi dựa vào người Tần Lạc. Da thịt của hai người ép sát vào nhau, chỉ cách một lớp quần áo mỏng manh, Tần Lạc bắt đầu có chút lòng hưu ý vượn. Thân thể của mềm mại, thơm phức như vậy, dựa vào lòng Tần Lạc, giống như là một bông hoa không có trọng lượng. Đương nhiên, lúc này Tần Lạc cũng không có tâm tư mà suy nghĩ về vấn đề này. Nam nhân lái xe trong lòng chua xót khi nhìn thấy hai người dựa sát vào nhau, nói, may mà hai người không béo, nếu không thì thực sự là không có biện pháp chui vào xe. Ngồi chắc chưa, tôi sắp lái xe đây này. Tôi nói trước, tôi sẽ thả hai người ở một chỗ nào đó ngoài đường chính, sau đó hai người tự bắt taxi rồi đi tới nơi mình muốn. Tôi không dám cứ vậy chở hai người đi nghênh ngang khắp nơi đâu. Được, cảm ơn, Tần Lạc cười nói, tuy trong lòng của hắn có chút không thích thằng ôn trọng sắc khinh nam này, nhưng vẫn cảm kích khi hắn bằng lòng chở hai người. Xe thể thao lại lao vút đi trong đêm, rất nhanh liền dừng lại trên một con đường thông tới thành thị. Tần Lạc và Văn Nhân Mục Nguyệt xuống xe, đợi một chút liền bắt được một chiếc taxi. Đi đâu? Lái xe dùng đài ngữ hỏi. Sư phụ, xin dùng tiếng Trung đi. Chúng tôi không hiểu tiếng đài. Tần Lạc cười nói. Người đại lục tới à? Lái xe quả nhiên thay đổi khẩu âm. Các vị muốn đi đâu? Đi đâu cũng được, Tần Lạc nói. Đi đâu cũng được là đi đâu? Tần Lạc nghĩ ngợi, nói, ông dẫn chúng tôi đi tới nơi náo nhiệt nhất của các người đi. Không vấn đề, tôi đưa mọi người tới Tây Môn Đinh của chúng tôi. Lái xe nói, rồi khởi động xe. Khi taxi đi tới nơi phố xá sầm uất, người ở trước mặt càng lúc càng nhiều, khi tiếng còi xe và tiếng ầm ĩ của dòng người xuyên qua kính xe vang vào tai bọn họ thì Tần Lạc biết rằng bọn họ đã tới thị khu rồi. Chúng ta dừng lại ở đây đi. Tần Lạc hô, dẫu sao thì bọn họ cũng không có mục đích cụ thể, chỗ nào nhiều người thì tới chỗ đó. Lái xe dừng xe lại, Tần Lạc sau khi trả tiền xe, kéo Văn Nhân Mục Nguyệt bước vào chỗ có dòng người. A! À, Văn Nhân Mục Nguyệt kinh hô một tiếng, thân thể đột nhiên ngã lên trước. Tần Lạc mắt tinh tay nhanh, dướn người lên xòe hai tay ra ôm lấy Văn Nhân Mục Nguyệt kéo vào lòng. Sao vậy? Tần Lạc lo lắng hỏi. Bị sái chân rồi, Văn Nhân Mục Nguyệt cau mày nói. Tần Lạc ôm Văn Nhân Mục Nguyệt đưa tới bên đường, để cô ta ngồi lên bậc, sau đó cúi xuống kiểm tra chân của cô ta. Hôm nay cô ta đi một đôi giày cao gót màu bạc, để tôn lên bộ váy nhân ngư, cho nên giày gót rất cao. Đôi chân của cô ta trắng nõn như ngọc, cổ chân có một vết đỏ nhỏ, đó chính là chỗ mà giày cao gót làm bị thương. Tần Lạc cởi giày cô ta ra, sau đó cẩn thận giúp cô ta xoa bóp đôi chân trần. Còn đau không? Tần Lạc hỏi. Không đau, Văn Nhân Mục Nguyệt nhìn bộ dạng nghiêm túc của Tần Lạc khi xoa bóp cho mình, trong lòng hơi xao động. Một lát nữa sẽ đỡ thôi. Tần Lạc cười nói, cô cứ tin vào tay nghề của tôi. Mấy phút sau, chỗ máu tụ tan đi, Văn Nhân Mục Nguyệt đi thử, thấy đã có thể đi bình thường, hơn nữa còn không cảm thấy đau đớn một chút nào. Tay nghề xoa bóp của Tần Lạc quả thực là có chỗ độc đáo. Không sao rồi chứ? Không sao rồi, Văn Nhân Mục Nguyệt gật đầu. Tần Lạc bước lên bục nhìn khắp nơi, sau đó kéo tay Văn Nhân Mục Nguyệt, nói, đi, chúng ta tới cửa hàng ở trước mặt. Tới cửa hàng làm gì? Văn Nhân Mục Nguyệt hỏi. Mua quần áo, Tần Lạc nói. Đây là một cửa hàng bách hóa tên là Kim Ngọc. Tần Lạc kéo tay Văn Nhân Mục Nguyệt, dưới ánh mắt xăm soi và tiếng kinh hô của mọi người, bước nhanh vào trong cửa hàng. Tầng 1 là khu bách hóa thực phẩm, Tần Lạc trực tiếp bỏ qua. Sau đó hai người đi thang máy lên tầng 2. Cô thích nhãn hiệu nào? Tần Lạc hỏi. Quần áo của tôi đều là tìm nhà thiết kế để làm theo yêu cầu. Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Vậy thì nghe theo sự an bài của tôi vậy, Tần Lạc nói. Hắn nhìn thấy đối diện có cửa hàng quần bò Levi's, sau đó kéo Văn Nhân Mục Nguyệt vào trong. Nhân viên phục vụ trong cửa hàng nhìn thấy hai khách nhân này thì không biết phải làm gì, đặc biệt là người khách nữ, xinh đẹp tuyệt luân thì không nói, nhưng trên người mặc lễ phục đuôi dài giống như công chúa, cổ còn đeo một viên bảo thạch xanh biếc, nhìn là biết giá trị không nhỏ. Bọn họ tới đây để làm gì nhỉ? Tiểu thư, chọn cho cô ấy một chiếc quần bò.
Tần Lạc chỉ vào văn nhân Mục Nguyệt, nói. Tiên sinh, chúng tôi, cô gái phục vụ nói với vẻ mặt khó xử. Sao vậy? Tần Lạc hỏi. Có thể là giá quần áo ở chỗ chúng tôi không hợp với các vị. Hay là các người tới cửa hàng Sanen ở phía trước xem thế nào? Cô gái phục vụ cười khổ, nói. Đây là lần đầu tiên trong đời cô ta làm chuyện ngốc nghếch chủ động mời khách sang cửa hàng khác. Không sao cả, vừa người là được rồi. Tần Lạc nói, tốt nhất là tìm thêm một cái áo sơ mi nữa. Mấy cô gái phục vụ nhìn nhau, phí hết tâm tư tìm một bộ quần bò và áo sơ mi khá đắt tiền và chất lượng tốt nhất. Quần bò đơn giản trang nhã, chất liệu cũng dễ chịu, Tần Lạc vô cùng hài lòng. Áo sơ mi là sợi vải, mềm mại, có hoa văn màu lam. Tần Lạc chưa từng thấy văn nhân Mục Nguyệt mặc quần áo như thế này bao giờ. Có được không? Tần Lạc hỏi văn nhân Mục Nguyệt. Được, văn nhân Mục Nguyệt cầm lấy quần áo, đi vào phòng thay đồ. Đợi khi cô ta đi ra đã biến thành một cô gái có phong cách khác. Quần bò bó làm nổi bật thân hình lồi lõm tinh trí của cô ta, áo vải màu lam hơi rộng, tạo cho người ta cảm giác khả ái thời thượng. Văn nhân Mục Nguyệt lúc này không còn giống như một nữ hoàng cao cao tại thượng mà người không thể sờ tới được nữa, mà giống như một cô em hàng xóm thấy được sờ được. Văn nhân Mục Nguyệt như thế này trông rất mới mẻ, cũng rất đáng yêu. Cô ta tự nhiên tùy ý, không còn sự ước thúc của hoa phục mà trong tiềm thức cũng cảm thấy là có chuyện có thể làm và có những chuyện không thể làm. Dùng một từ quảng cáo băng vệ sinh để hình dung thì cảm giác lúc này chính là, muốn động thì động, thoải mái tự nhiên. Có một điểm không hay, Tần Lạc lắc đầu nói. Là gì? Văn nhân Mục Nguyệt cúi đầu nhìn quần áo của mình, hỏi. Tần Lạc bước lên trước, xóa búi tóc trên đầu cô ta xuống, mặc cho tóc xóa tự nhiên, nói, như thế này thì tốt hơn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 350, bỏ nhà theo trai hạ. Tần Lạc vừa rồi đã sờ vào chân của văn nhân Mục Nguyệt, biết được cỡ chân của cô ta, cho nên lại tự mình giúp cô ta chọn một đôi giày vải màu lam. Khi cô ta đổi sang mặc quần áo bình thường, cô ta giống như là một học sinh bình thường hoặc là một cô gái mà có thể tùy ý gặp trên đường. Chỉ là khuôn mặt xinh đẹp có chút quá mức mà thôi. Khi tính tiền, tổng cộng còn chưa dùng tới 2.000 đồng đại tệ. Văn nhân Mục Nguyệt chắc là chưa từng mặc quần áo rẻ như thế này. Tần Lạc từ trong phòng thay quần áo lấy bộ lễ phục Mỹ Nhân Ngư và đôi giày cao gót ra, nói với cô nhân viên phục vụ giúp họ chọn quần áo, tiểu thư, nếu cô không chê thì cái này có thể tặng cho cô. Cô gái mặt đầy vẻ kinh ngạc, sắc mắt bởi vì quá kích động mà biến thành đỏ rực, nói, tiên sinh thế này sao được? Tôi không thể nhận lễ vật quý trọng như vậy, tôi có thể lấy túi cho hai vị bọc lại. Không cần, đối với chúng tôi mà nói thì nó là gánh nặng. Tần Lạc cười nói, hay là tặng cho cô đi. Cái này, nữ phục vụ cũng là người kiến thức rộng rãi, tất nhiên biết giá trị của bộ lễ phục này. Có nữ nhân nào lại không muốn có một bộ lễ phục dạ hội đẹp như thế này? Có nữ nhân nào mà lại không muốn có một đôi giày cao gót sáng lấp lánh? Có nữ nhân nào lại không muốn trở thành công chúa được hoàng tử dẫn vào sàn nhảy? Nhận lấy đi, Tần Lạc cười nói rồi nhét bộ quần áo và đôi giày có giá trị tới mấy trăm vạn đài tệ vào tay cô bé phục vụ. Văn nhân Mục Nguyệt nghỉ một chút rồi cũng tháo lam bảo thạch trên cổ xuống, đưa tay ra đeo lên cổ cô gái. Cái này cũng tặng à? Tần Lạc trợn mắt lên. Cho dù là hắn không biết hàng thì cũng biết thứ mà văn nhân Mục Nguyệt đeo tuyệt đối là có cái giá trên trời. Tôi không quen cô ấy, nhưng tôi nguyện ý giúp cô ấy thay đổi vận mệnh. Rất nhiều năm sau khi cô ấy nhớ lại ngày hôm nay, liệu có nhớ tới bộ dạng lúc chúng ta ở cạnh nhau không? Trên mặt văn nhân Mục Nguyệt mang theo nụ cười nhàn nhạt, dưới ánh đèn của cửa hàng, có sự sáng chói kỳ diệu. Đúng vậy, chúng ta cùng nhau thay đổi vận mệnh của một cô bé, có lẽ bọn họ sẽ quên ngày hôm nay. Nhưng cô bé được thay đổi vận mệnh đó sẽ ghi nhớ cả đời. Có người giúp họ nhớ ngày hôm nay, nhớ cái ngày đặc biệt này, đây chẳng phải là một chuyện rất đáng để ăn mừng sao? Đi thôi, Tần Lạc đưa tay ra. Đi, chúng ta đi dạo phố. Văn nhân Mục Nguyệt đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào lòng bàn tay của Tần Lạc, sau đó hai người giống như một đôi tình nhân chui vào trong đám đông náo nhiệt. Cô gái ôm bộ lễ phục nhẹ như cánh tằm ở trong tay đến phát ngốc. Những phục vụ khác thì nhìn chằm chằm vào viên bảo thạch lấp lánh như vừa lấy ra từ đầm nước đến đỏ mắt. Mạn Mạn, cậu phát tài rồi. Trời ơi, đây là sự thật ư? Mạn Mạn, đây không phải là nằm mơ chứ? Chúng ta gặp được hoàng tử và công chúa à? Cô gái ứa lệ, nhẹ nhàng nói, bọn họ nhất định là hoàng tử và công chúa lưu lạc ở bên ngoài. Nhất định là vậy.
Tây Môn Đinh là một trong những đoạn đường phồn hoa náo nhiệt nhất của Đài Bắc, rất nhiều người mẫu quốc tế cũng thường ra vào khu vực này. Sự có mặt của những nhà tạo mẫu, nghệ sĩ, biên tập tạp chí có khứu giác mẫn duệ cũng khiến cảnh tượng trên đường ở khu đông rạng rỡ thêm không ít. Nghe nói Lâm Thanh Hà chính là khi đang đi dạo tại Tây Môn Đình mà được phát hiện ra. Còn có không ít cửa hàng, sở đầu tư mà các nghệ sĩ điện ảnh ưa thích, thậm chí còn có nhãn hiệu mà mình tự mình sáng lập, cũng khiến khu đông, nơi bọn họ thường lưu lại trở thành khu được lựa chọn để mở cửa hàng đầu tiên. Có một số cửa hàng còn khiến không ít người không ngại khó ngại khổ, từ xa chạy tới cửa hàng của minh tinh tham quan, còn thường thấy một số du khách nước ngoài và học sinh trung học mặc đồng phục đứng ở ngoài cửa ngắm nghía, thậm chí là chụp ảnh kỷ niệm. Tần Lạc và văn nhân Mục Nguyệt tay trong tay, giống như là một đôi tình nhân từ nước ngoài tới du lịch, nhìn hết cửa hàng này tới cửa hàng khác, thỉnh thoảng lại dừng chân thảo luận. Đói không? Tần Lạc cười hỏi. Hơi đói rồi, văn nhân Mục Nguyệt gật đầu, nói. Đi, chúng ta đi ăn thứ gì đó. Tần Lạc nói, rồi lại kéo văn nhân Mục Nguyệt chạy tới một cái ngõ ở bên cạnh. Từ xa đã ngửi thấy mùi hương của các loại đồ ăn hỗn hợp lại với nhau. Tần Lạc nhìn đám người đang ăn đồ ăn hình cái bánh, liền dẫn văn nhân Mục Nguyệt tới. Ông chủ, đây là gì? Bánh hạt tiêu. Ông chủ nghe thấy khẩu âm của Tần Lạc là của nước ngoài, liền dùng tiếng Trung không quá chính tông trả lời. Chúng tôi muốn thử. Tần Lạc quay đầu sang nhìn văn nhân Mục Nguyệt. Văn nhân Mục Nguyệt gật đầu, bộ dạng rất chờ mong. Ông chủ, cho chúng tôi một cái. Tần Lạc vừa móc tiền vừa nói. Bánh hạt tiêu là một trong những đồ ăn vặt đặc sắc của Đài Loan, hành tươi thơm, răm, bông thái nhỏ, tạo thành vị ngọt bên trong vị mặn, lại rắc thêm ít hạt tiêu thơm phức lên. Bên ngoài ngoại trừ một bột nở ra, còn có thêm chút bơ, khiến cho mặt bánh xốp giòn, lại không cứng khó cắn. Dùng bao giấy bao quanh, nhìn cái bánh hạt tiêu nóng hổi, tròn trịa phi thường khả ái, Tần Lạc đưa cho văn nhân Mục Nguyệt ăn trước, văn nhân Mục Nguyệt từ chối, nói, anh thử trước đi. Tần Lạc cắn một miếng, sau đó cười nói, không tồi, rất dễ ăn. Có cay không? Văn nhân Mục Nguyệt hỏi. Không cay, Tần Lạc nói. Vậy sao bọn họ ăn mà toát hết cả mồ hôi thế kia? Văn nhân Mục Nguyệt chỉ vào những người khách khác, hỏi. Có thể là người Đài Loan ăn cay kém. Tần Lạc giải thích, nào, cô cũng thử một miếng đi. Văn nhân Mục Nguyệt hé cái miệng anh đào ra cắn một miếng, sau đó nhai kỹ càng. Rất nhanh. Sắc mặt cô ta liền thay đổi, trên trán xuất hiện những giọt mồ hôi trong suốt. Nhưng chính vì thói quen vệ sinh thường ngày, cho nên cô ta không thể nhổ đồ ăn ở trong miệng ra được, chỉ cố gắng kiên trì, cố sức nuốt xuống. Không cay chứ, Tần Lạc cười ha ha, hỏi. Nước, văn nhân Mục Nguyệt trừng mắt nhìn Tần Lạc, cô ta biết rằng gã này cố ý hãm hại mình. Ừ, uống trà sữa trân châu không? Tần Lạc cười nói, tôi thấy Yến Kinh chỗ nào cũng là dạng quán trà sữa trân châu này. Hơn nữa lời quảng cáo cũng là từ Đài Loan. Liệu có vệ sinh không? Người từ Trung Quốc tới, độc tố bình thường cơ bản đều có thể miễn dịch. Tần Lạc cười nói. Vì sao? Văn nhân Mục Nguyệt hỏi. Thế là Tần Lạc liền kể cho cô ta nghe một câu chuyện cười rất nổi tiếng trên mạng. Một học sinh Trung Quốc tới nước Mỹ du học, khi ăn cơm ở nhà hàng, đột nhiên tất cả mọi người đều phát sinh nôn mửa, có hiện tượng trúng độc, toàn thân thoát lực, chỉ có học sinh Trung Quốc là vẫn an lành vô sự. Còn có thể giúp cảnh sát cứu viện người bị thương. Sau cùng, khi tiếp nhận phỏng vấn của giới truyền thông, ký giả hỏi hắn vì sao người khác trúng độc mà hắn lại không có một chút vấn đề gì, có phải là không ăn thức ăn đó không? Hắn nói, hắn có ăn, chỉ là sức đề kháng của thân thể tôi mạnh hơn người khác một chút, chút độc tố này đối với nói có thể nói là không tính là gì. Khóe miệng văn nhân Mục Nguyệt hé cười, sau đó nhìn Tần Lạc, nói, đây chính là nguyên nhân mà anh muốn thành thần tượng à? Đúng vậy, tôi không gây ảnh hưởng được tới nhiều người thì cố gắng gây ảnh hưởng tới những người ở cạnh mình. Có thể làm bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Chuyện mà tôi chưa làm xong thì rồi sẽ có người khác làm tiếp. Anh sao biết rằng sẽ có Tần Lạc thứ hai? Nhất định sẽ có, Tần Lạc nói một cách kiên định, cũng nhất định phải có. Văn nhân Mục Nguyệt gật đầu, cười nói, chúng ta đi uống trà sữa thôi. Còn có rất nhiều đồ ăn vặt, chúng ta thử từng cái một đi, Tần Lạc cười nói. Tần Lạc dẫn văn nhân Mục Nguyệt uống trà sữa trân châu nguyên nước nguyên vị, ăn đường nha sườn lợn, đại kiều nhục tông, hồ lô đường, món ăn châu Kiệt Luân. Dưới sự dụ hoặc của Tần Lạc, còn lừa được văn nhân Mục Nguyệt ăn đậu hủ thối. Bọn họ tay trong tay ngắm cá vàng, xem chợ hoa, xem kịch đèn chiếu, tiến vào cửa hàng sách thành phẩm.
Tần Lạc còn ở sạp hàng của một cô bé xinh đẹp chọn một cái kẹp hoa cho Văn Nhân Mục Nguyệt. Chỉ cần là thứ mà Văn Nhân Mục Nguyệt chưa ăn, chưa thấy, chưa làm thì Tần Lạc đều dẫn cô ta thể nghiệm. Văn Nhân Mục Nguyệt cũng buông bỏ sự cao quý và rụt rè, giống như là một con chim nhỏ vừa thoát khỏi lồng, ríu rít tung tăng đi cạnh Tần Lạc. Càng giống như một tiểu tình nhân, nhận các loại thức ăn ngon và quà tặng của bạn trai. Một tối mỹ hảo biết bao, giống như là trăng sao còn phải đố kỵ đôi nam nữ hạnh phúc này, sớm đã trốn sau tầng mây, nhắm mắt làm ngơ. Tiểu thư, xin đợi đã, xin đợi một chút. Một tên báo đeo kính tay cầm một sâu hồ lô đường, đầu đầy mồ hôi chạy về phía họ. Tần Lạc quay người lại cản trước mặt Văn Nhân Mục Nguyệt, cảnh giác hỏi, anh có chuyện gì? Không có gì, không có gì lớn cả. Tên béo nói, vị tiểu thư này sắp gặp may. Ý gì vậy? Tần Lạc nói. Tên béo nhét hồ lô đường vào miệng, dùng răng kẹp lại, sau đó thò tay vào trong túi sờ sờ, từ bên trong móc ra một cái hộp nhỏ, lại từ bên trong hộp lấy danh thiếp rồi đưa qua. Tôi là người truy tìm ngôi sao của công ty Tinh Thiên Địa. Tôi cảm thấy khí chất của vị tiểu thư này cực tốt, chỉ cần cô ta bằng lòng ký hợp đồng với công ty của tôi, chúng tôi có thể thông qua hoạt động lăng xê, khiến cô ta trở thành Trương Mạn Ngọc, Lâm Thanh Hà. Có biết Trương Mạn Ngọc và Lâm Thanh Hà không? Rất nổi tiếng đó. Tần Lạc mỉm cười nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt, hỏi, một năm có thể kiếm bao nhiêu tiền? Phải xem trình độ gặp may của cô thế nào, kém thì mấy trăm vạn, tốt thì có thể là mấy ngàn vạn. Tên béo nói rất khoa trương. Quá ít, chúng tôi không ký. Tần Lạc cự tuyệt. Tiên sinh, xin đừng nói đùa. Tôi nói với anh rất chân thành đấy. Anh ít nhất cũng phải hỏi ý kiến của vị tiểu thư này chứ, đúng không? Các vị trước tiên có thể không cần ký, có thể theo tôi tới công ty để xem, công ty của chúng tôi rất có thực lực. Thật sự là quá ít. Chúng tôi không ký, Tần Lạc nhắc lại. Tiên sinh, anh đừng nói đùa nữa được không? Tôi sắp tức giận rồi. Tôi nói thật đó. Anh xem kìa, anh vẫn đang nói đùa đấy. Tôi thấy con người anh sao mà đáng ghét vậy. Khó lắm mới thoát khỏi sự dây dưa của tên béo, Tần Lạc và Văn Nhân Mục Nguyệt nhìn nhau cười. Có lẽ, tôi thực sự nên đi đóng phim. Văn Nhân Mục Nguyệt cười nói. Ừ, cô thích hợp diễn Terminator, đấy. Tần Lạc nói, khi Tết âm lịch về nhà chơi, cùng Lâm Hoán Khê xem bộ phim này, cho nên nhớ rất kỹ. Vì sao? Văn Nhân Mục Nguyệt hỏi. Bởi vì nữ nhân vật chính trong phim là một người máy. Tần Lạc cười nói. Chương 351, chém giết thượng. Cái gì, Mục Nguyệt thất tung ư? Hà Tước Sĩ vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, hỏi. Vừa rồi không phải là còn ở đây sao? Sao nháy mắt đã không thấy đầu rồi? Mất tích lúc nào vậy? Nửa tiếng trước, Mã Duyệt nói với vẻ lo lắng. Các cô có phái người đuổi theo không? Khi thất tung, cô ấy ở cùng ai? Cô ấy có nói là đi đâu không? Hà Nhược Ngu cũng ở bên cạnh sốt tuột hỏi. Nếu Văn Nhân Mục Nguyệt xảy ra vấn đề gì ở Đài Loan, sự hợp tác giữa Văn Nhân gia tộc và Hà gia thất bại thì không nói, nhưng còn có khả năng đắc tội với gia tộc tài phú lớn nhất nội địa này. Dạng kết quả này Hà gia không muốn nhìn thấy, cũng gánh chịu không nổi. Tần Lạc tiên sinh, bọn họ không nói là đi đâu cả. Mã Duyệt nói, nhưng không trả lời vấn đề bảo vệ vì sao lại không đi theo. Dẫu sao bọn họ cũng không thể nói rằng, tiểu thư và Tần Lạc thân mật, cô ta đặc biệt tạo cho họ một khoảng không gian riêng tư được. Hiện tại nghĩ lại, đó căn bản chính là vì bọn họ muốn thoát khỏi Tùy Tòng cho nên mới có biểu hiện kích tình như vậy. Lúc đó Sota còn kỳ quái, tiểu thư bình thường đối với người ta lạnh lùng như vậy mà sao vừa tới Đài Loan đã hừng hực lửa tình. Lúc đó cô ta còn cho rằng là tiểu thư có nhu cầu sinh lý về phương diện này. Dẫu sao thì tiểu thư cũng là một nữ nhân bình thường. Chỉ là tiểu thư, với trí tuệ của cô ấy, sao có thể làm ra chuyện ngu ngốc như mấy cô gái nhỏ mới biết yêu bị ái tình sộc lên não được. Loại chuyện này phát sinh trên người ai khác thì Mã Duyệt còn không cảm thấy bất ngờ. Nhưng phát sinh trên người tiểu thư của mình thì Mã Duyệt cho tới hiện tại vẫn có cảm giác không thể tin nổi. Văn Nhân Mục Nguyệt không ngờ lại chạy trốn theo một nam nhân. Loại chuyện này nếu truyền tới Yến Kinh, kiểu gì cũng khiến cho những người ngưỡng mộ cô ta kinh ngạc đến rất cả cằm. Ít nhất thì Tần Tung Hoành cũng không thể nào tin rằng chuyện này lại phát sinh trên người Văn Nhân Mục Nguyệt. Đi ra cùng Tần Lạc ư, vẻ mặt Hà Nhược Ngu biến thành cổ quái, khóe mắt còn mang theo một tia tiếu ý. Thầm nghĩ, xem ra, phải tính toán lại tầm quan trọng của tên này. Hà Nhược Ngu cố gắng che giấu tâm tư của mình, nói, đã đi cùng bằng hữu thì chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Nếu không,
chúng ta đi tìm bạn của Tần Lạc là Trần Tư Tuyền để hỏi xem. Mã Duyệt tất nhiên biết hàm ý của nụ cười trên mặt hắn, vấn đề này cũng không cần thiết phải tranh luận. Cô ta gật đầu, rất nhanh, Trần Tư Tuyền được người ta mời tới một căn phòng xa hoa, bí mật. Hà tước sĩ, Hà tiên sinh, xin hỏi có chuyện gì? Trần Tư Tuyền đoan trang hữu lễ chào hỏi hai người mà cô ta biết. Có thể quen biết dạng nhân vật kiệt xuất trong thương giới của Đài Loan như Hà tước sĩ, cô ta cũng rất vui mừng. Trần tiểu thư, xin hỏi cô có biết Tần Lạc tiên sinh đi đâu không? Hà tước sĩ gật đầu với cô ta, cười hỏi. Tần Lạc, Trần Tư Tuyền ngây người, nói, anh ta không phải là ra ngoài tản bộ với văn nhân tiểu thư sao? Tôi đang nói chuyện cùng bạn bè, chẳng lẽ phát sinh chuyện gì à? Không có, Trần tiểu thư đừng lo lắng. Hà Nhược Ngu an ủi, chỉ là Tần Lạc và văn nhân tiểu thư đột nhiên biến mất. Chúng tôi muốn hỏi là cô có điện thoại của anh ta không, có thể gọi điện thoại cho anh ta để hỏi tình hình không? Được, không vấn đề. Trần Tư Tuyền nói, từ trong túi sách lấy ra một chiếc điện thoại thời thượng, tìm số rồi gọi cho Tần Lạc. Một lát sau, Trần Tư Tuyền lắc đầu thở dài, nói, điện thoại tắt rồi. Tắt điện thoại? Đang ở trong tình huống nào mà lại tắt điện thoại? Những người này đều có chút thấu hiểu. Trong lòng Trần Tư Tuyền cũng có chút chua xót, vốn cho rằng là chờ hắn tới, mình có thể tìm cơ hội để hạ thủ. Không ngờ chuyện của Mễ Tử An còn chưa qua. Cô gái khiến người ta không thể sinh lòng cạnh tranh này lại đột nhiên uy phong lẫm liệt bay tới. Chẳng lẽ hắn chính là Đường Tăng à? Sao lại được nhiều nữ yêu tinh thương nhớ như vậy? Tôi cảm thấy, chắc lẽ sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Trần Tư Tuyền cố gắng nặn ra một nụ cười, nói. Nếu là ở trong vườn thì chắc sẽ không có vấn đề. Nếu bọn họ ra ngoài thì có thể có vấn đề đấy. Mã Duyệt mặt lạnh tanh, nói. Tính cách của cô ta cơ hồ là giống hệt văn nhân Mục Nguyệt. Nói chuyện thì mặt lạnh te, rất ít cười. Tôi đã cho người đi hỏi bảo an ở cửa rồi. Nếu bọn họ đi ra ngoài, bảo an chắc có thể biết. Cửa sau dựa vào vách núi, bọn họ chắc không thể đi ra từ đó. Hà Nhược Ngu cười nói. Rất nhanh, tin tức được đưa đến. Hà Nhược Ngu sau khi gác điện thoại, thở dài, nói, bọn họ quả thực ra ngoài rồi. Bảo an thấy bọn họ đi bộ xuống núi. Đi bộ. Tất cả mọi người đều kinh hô. Rốt cuộc là dạng lực lượng nào mà lại khiến đôi nam nữ trẻ tuổi này trở nên điên khùng quyết định đi mấy dặm đường để xuống núi như vậy. Hơn nữa lại còn trong trang phục như vậy nữa. Nhược Ngu, chuyện này sẽ giao cho con. Phải bảo đảm rằng văn nhân tiểu thư và Tần Lạc tiên sinh được an toàn. Hà tước sĩ sau khi biết Tần Lạc và văn nhân Mục Nguyệt ly khai, mặt mày nghiêm túc nói với Hà Nhược Ngu. Vâng, thưa cha, Hà Nhược Ngu gật đầu nói. Còn nữa, đừng để giới truyền thông nhận được tin tức. Lặng lẽ mà tìm thôi, chỉ dùng người của chúng ta. Con hiểu rồi. Tần Lạc và văn nhân Mục Nguyệt không biết chuyện đang phát sinh ở Đại Trạch Hà Gia, hoặc là bọn họ có thể nghĩ ra dạng kết quả này, chỉ là không muốn đối diện mà thôi. Bọn họ hiện tại đang ngụp lặn trong hạnh phúc nho nhỏ của mình, có một loại cảm giác không muốn tỉnh dậy để đối mặt với hiện thực. Tần Lạc lật nhìn bản đồ trong tay, lẩm bẩm. Ngắm cảnh đêm ở núi Dương Minh Đài Bắc sẽ khiến cô biến thành nhân vật chính trong phim của Quỳnh Giao, biết Quỳnh Giao không? Biết, tôi đọc sách của bà ta rồi. Văn nhân Mục Nguyệt gật đầu. Tôi xem phim Hoàn Châu Cách Cách được chuyển thể từ chuyện của bà ta. Lúc đó rất nổi, chỉ là sau này bị bới móc nhiều qua. Đi thôi, chúng ta tới núi Dương Minh xem cảnh đêm. Tần Lạc cười nói. Văn nhân Mục Nguyệt không cự tuyệt, vui vẻ đồng ý. Tối hôm nay... Cô ta chưa từng nói một câu cự tuyệt nào. Cho dù là lúc Tần Lạc đút đậu hủ thối vào miệng cô ta cũng chỉ né một chút, khi thấy không né được thì liền há miệng nuốt miếng đậu hủ. Trước đây, cô ta chưa từng ăn đồ ăn thối như vậy. Núi Dương Minh còn có tên gọi cũ là Núi Cỏ, hơn 50 năm trước, vì để tưởng niệm học giả nổi danh Vương Dương Minh trong lịch sử Trung Quốc mà đổi thành Núi Dương Minh. Nó nằm ở sườn núi Núi Thất Tinh ở phía bắc thung lũng Đài Bắc, ngay cạnh khu phố náo nhiệt. Có thể nói là hậu hoa viên của Đài Bắc. Bởi vì khí hậu trên đảo ấm áp, tháng 2, tháng 3 chính là mùa hoa của Đài Loan, cho nên người tham quan nhiều vô cùng. Đối với người nước ngoài tới Đài Loan thì nơi đây là điểm du lịch không thể bỏ qua. Lúc Tần Lạc và văn nhân Mục Nguyệt ngồi xe tới thì đã là nửa đêm, nhưng người ngắm cảnh đêm ở trên núi thì lại vẫn rất nhiều. Tới ngắm cảnh đêm phần lớn là người trẻ tuổi, người thì túm năm tụm ba, người thì ngồi cùng tình nhân. Còn có không ít đại đội nhân mã thuộc đoàn du lịch tới tham quan. Bọn họ hoặc cao giọng nói cười,
hoặc là khe khẽ thủ thỉ, sơm cốc tĩnh lặng vì sự có mặt của bọn họ mà có thêm không ít sinh cơ. Tần Lạc nắm tay Văn Nhân Mục Nguyệt, bóng của hai người đan xen trong dòng người giống như là một đôi tình nhân bình thường đi khắp nơi ngắm cảnh. Chỉ là, trường bào của Tần Lạc và Văn Nhân Mục Nguyệt trang điểm như một cô em hàng xóm cũng không che giấu được sự phong hoa tuyệt đại của họ, nên vẫn hấp dẫn không ít sự chú ý của mọi người. Thậm chí còn có du khách ngoại quốc giơ máy ảnh lên chụp bọn họ. Tần Lạc và Văn Nhân Mục Nguyệt cũng không để ý, thỉnh thoảng còn rất phối hợp mỉm cười làm dáng, mặc cho những chiếc máy ảnh lạ lẫm đó lưu lại bóng hình vui cười của bọn họ. Tài xế nói sườn núi mới là điểm ngắm cảnh tốt nhất. Chúng ta tới sườn núi đi, để thu hết tất cả quang cảnh của Đài Bắc vào mắt. Tần Lạc nói rất hào khí. Sau đó lại tới suối nước nóng đặc sắc của Đài Loan rồi tìm quán trà uống trà. Không về à? Uống xong rồi về, Tần Lạc cười nói, nếu không, sau này sẽ không có cơ hội như thế này nữa đâu. Sắc mặt của Văn Nhân Mục Nguyệt trở nên ảm đạm, trầm mặc gật đầu. Cô ta biết, kỳ thực hành động của cô ta ngày hôm nay là vô cùng nguy hiểm, cũng cực kỳ vô trách nhiệm với sự an toàn của mình và sinh ý của gia tộc. Nhưng, khi Tần Lạc đề ra yêu cầu này, giống như là mở cái hộp Pandora vậy, thả ra dục vọng ma quỷ rồi, có thế nào cũng không đóng lại được nữa. Bọn họ có thể một lần như thế này, nhưng sẽ không thể có lần thứ hai, lần thứ ba. Cũng chính vì chỉ có một lần này, cho nên bọn họ đều vô cùng luyến tiếc, hy vọng thời gian trôi thật chậm. Tốt nhất là hôm nay trời đừng có sáng. Đối với cô bé lọ lem mà nói, sau khi trời sáng, cô ta sẽ cởi giày thủy tinh và biến lại thành thân phận nguyên bản. Còn đối với Văn Nhân Mục Nguyệt mà nói, sau khi trời sáng, cô ta sẽ đi giày thủy tinh lên và biến thành công chúa. Hai loại thể nghiệm cuộc sống cực đoan đều tràn ngập sự bất lực và chua xót. Hai người leo lên núi, tiến về sườn núi mà bọn họ chờ mong. Chân của Văn Nhân Mục Nguyệt rất ít khi đi nhiều như vậy nên đã bị phồng rộp, nhưng cô ta lại nhẫn nhịn không rên lên tiếng nào. Cô ta không muốn kết thúc, cô ta muốn hưởng thụ dạng cuộc sống như thế này. Mệt nhưng mà vui. Trong đám người đông đúc, một nam nhân mặc đồ thể thao Nike đang bò lên núi theo sát phía sau hai người, mà xung quanh hắn còn có mấy nam nhân mặc quần áo bình thường chia ra tứ phía. Giữa bọn họ dùng ánh mắt và thủ thế mà người khác không nhìn ra để liên lạc, mục tiêu xem ra chính là Tần Lạc và Văn Nhân Mục Nguyệt đang vô tư leo núi. Nam nhân mặc đồ Nike cầm máy ánh Nikon chụp ảnh, mà ống kính thì hướng về phía Tần Lạc và Văn Nhân Mục Nguyệt ở cách đó không xa, ngay cả mồ hôi trên trán của họ cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Khi hắn nhìn thấy họ lách qua một đoàn du lịch, tên nam nhân đó giả vờ chặn trước mặt cô gái, tay không cẩn thận chạm vào ngực cô ta. Cô gái sắc mặt hơi xấu hổ, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại vẻ bình tĩnh, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Con quỷ nhỏ này, tên mặc đồ Nike chẹp chẹp miệng, nếu cứ vậy mà chết thì đúng là đáng tiếc. Chương 352, chém giết chung. Leo lên cao nhìn ra xa, trông rất thơ mộng. Trong một mảng tối đen như mực, xuất hiện từng đường tia sáng màu bạc. Từng đường cong hoặc đường thẳng do vô số đèn đường tạo thành tô điểm trong đó, ở giữa còn xen lẫn đèn xe nhấp nháy và đoàn người ồn ào, tạo thành một bức tranh lưu động rất đẹp. Gió lạnh vi vút, ánh sao lấp lánh. Ánh trăng màu vàng đục chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp sáng bóng của Văn Nhân Mục Nguyệt, gió thổi bay tóc trên đầu cô ta, khóe miệng hơi nhếch lên, trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào, thực sự là đẹp đến mức không nhuốm khói lửa nhân gian. Tôi thích nhìn bầu trời vào lúc hoàng hôn, lúc đó bầu trời lờ mờ, bóng tối còn chưa bị ánh đèn thắp sáng. Tôi đứng trong bóng tối, giống như một con cá tự do bơi lại trong biển lớn. Văn Nhân Mục Nguyệt nói khẽ. Cô không phải là không thích bị đem ra so sánh với động vật sao? Tần Lạc cười hỏi. Hiện tại đột nhiên rất muốn làm một con cá. Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Vì sao? Tôi đọc một cuốn sách, nói rằng ký ức của cá chỉ có 7 giây. Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Sau 7 giây? Nó có thể bắt đầu lại từ đầu, tất cả những gì lúc trước đều quên hết. Như vậy có tốt không? Tôi trải qua chuyện đẹp nhất của đời người, nhưng sau 7 giây, tôi lại có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Không có hoài niệm, không có vướng mắc, không có lo lắng. Nếu không, tôi sao phải phí hết tâm cơ mới có thể quên được tối nay? Văn Nhân Mục Nguyệt quay sang nhìn Tần Lạc, vẻ mặt bình tĩnh, trong mắt lại gợn sóng mãnh liệt. Anh nói tôi là người máy, nhưng anh có biết không? Người máy là có công năng lưu trữ. Hơn nữa, những nội dung này không dễ xóa đi. Một khi xóa đi rồi thì phải chết. Xin lỗi, Tần Lạc ôn nhu nói. Vì sao phải nói xin lỗi? Bởi vì anh dẫn tôi theo ư.
Bởi vì anh dẫn tôi đi thể nghiệm loại cuộc sống này ư. Tôi chỉ là con người sống trên thế gian, niềm tiếc nuối lớn nhất chính là bỏ lỡ những gì tốt đẹp. Văn nhân Mục Nguyệt ngắt lời Tần Lạc, tôi không bỏ qua đêm nay, cũng không bỏ qua anh. Cho nên, tôi không có gì phải tiếc nuối. Tôi chỉ là lo lắng người máy sẽ không khống chế được kịp thời mà thôi. Đây là vấn đề của tôi, không liên quan gì tới anh. Nhưng tôi cảm thấy chính là vấn đề của tôi. Tần Lạc cười khổ, nói. Hắn quên mất, có một số chuyện nếu đã lệch khỏi quỹ đạo thì rất khó đi lại đúng hướng. Hắn lúc trước chỉ muốn để Văn Nhân Mục Nguyệt được thoải mái một lần, đi thể nghiệm phương thức sinh hoạt khác lạ, nhưng lại không nghĩ rằng sau chuyện này cô ta trở thành như thế nào. Từ trước tới giờ chưa trải qua, là một loại tàn nhẫn. Nhưng, sau khi thể nghiệm một lần rồi đẩy cô ta về, thế chẳng phải là tàn nhẫn hơn sao? Anh là thần tượng, không phải là thượng đế. Văn Nhân Mục Nguyệt lắc đầu, nói, anh không thể cứu vớt được tất cả mọi người, anh cũng không cứu được tôi. Nếu như cô bằng lòng, tôi tùy thời đều có thể dẫn cô đi. Tần Lạc nói với vẻ xung động. Sau khi nói xong, hắn lại có chút hối hận. Hắn quả thực có thể làm vậy. Nhưng, sau này nên làm thế nào để thu xếp hậu quả đây? Anh mào đầu cho người ta, nhưng lại không chịu trách nhiệm, đây chẳng phải là đùa giỡn cảm tình của người ta sao? Văn Nhân Mục Nguyệt nhìn Tần Lạc rồi mỉm cười, nhưng không nói gì. Cô ta biết hắn đang nghĩ những gì. Thông minh như cô ta, đâu có cần phải nói thẳng ra làm gì. Xin chào, xin lỗi vì đã làm phiền. Một giọng nói đột ngột vang lên. Hai người quay lại, nhìn một nam nhân cầm máy ảnh, mặt mày tươi cười đứng sau bọn họ. Có chuyện gì vậy? Tần Lạc hỏi. Là thế này, tôi là ký giả của tạp chí nhiếp ảnh, vừa hay đi qua nơi này, thấy hình tượng của hai vị vô cùng xuất chúng, tiên sinh thân mặc trường bào, nổi bật bất phàm, lộ ra khí chất cổ điển. Nữ sĩ kinh diễm thoát tục, gợi cảm thời thượng, hai vị đứng ở cạnh nhau, văn hóa cổ kim giao thoa. Mà điều tuyệt vời nhất là sự kết hợp này lại không chướng mắt mà lại rất hoàn mỹ. Tôi có thể chụp ảnh của hai vị cho tạp chí của chúng tôi không? Nam nhân mặt đầy vẻ kích động, nói. Giống như là phát hiện ra bảo tàng vậy. Xin lỗi, chỉ sợ là không thích hợp. Tần Lạc cười nói, hắn thì không có vấn đề gì, nhưng thân phận của Văn Nhân Mục Nguyệt thì lại không thích hợp để đăng lên loại tạp chí này. Tiên sinh, xin đừng cự tuyệt, tôi tin rằng, ảnh được chụp ra nhất định sẽ khiến anh rất hài lòng. Nam nhân nói với vẻ tiếc nuối, hắn vẫn không chịu bỏ qua như vậy. Tôi cũng biết rằng tôi sẽ hài lòng, nhưng thực sự là không thích hợp. Xin lỗi, Tần Lạc lại cự tuyệt, sau đó quay lại nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt với vẻ cười cợt, nói, ở cùng cô, tôi cũng được thơm lây. Không phải là được người săn tìm ngôi sao mời đi làm minh tinh thì cũng bị ký giả nhiếp ảnh đòi chụp ảnh. Lúc trước khi tôi đi một mình, chưa từng có loại đãi ngộ như vậy. Anh vì sao không chụp trộm? Văn Nhân Mục Nguyệt nhìn chằm chằm vào ký giả, hỏi. Chụp trộm, nam nhân ngây người, cười nói, tiểu thư, chúng tôi là tạp chí chính quy. Nếu chúng tôi muốn chụp ảnh người khác thì phải được sự đồng ý trước của người nắm bản quyền. Nếu không sẽ là xâm phạm quyền chân dung của người khác. Anh có thể sử dụng trước, sau đó ở bên dưới ghi một hàng chữ, xin người sở hữu bản quyền liên hệ với chúng tôi để nhận thù lao. Đó chẳng phải là phương pháp mà các anh thường dùng sao? Nam nhân không ngờ Văn Nhân Mục Nguyệt lại biết rõ về vấn đề này như vậy, hơi ngây người một chút, sau đó mới cười nói, nếu có thể câu thông với người nắm bản quyền trước thì chẳng phải là tốt hơn ư. Văn Nhân Mục Nguyệt cảnh giác nhìn nam nhân đó, nhưng không nói thêm nữa. Chúng ta đi thôi, Tần Lạc nhìn ký giả nhiếp ảnh, rồi nắm tay Văn Nhân Mục Nguyệt dắt đi. Tiên sinh, tiểu thư, các vị không suy nghĩ kỹ đi à? Ký giả nhiếp ảnh cười hỏi. Xin lỗi, thật sự là không được. Tần Lạc nói, nếu tôi vẫn kiên trì, nam nhân nói, khi nói lại nhắm thẳng ống kính vào Văn Nhân Mục Nguyệt. Tần Lạc lách người chắn trước Văn Nhân Mục Nguyệt, quát hỏi, anh là ai? Muốn làm gì? Tôi vốn là muốn mời các người tới một nơi yên tĩnh để nói chuyện tử tế, các người đã không bằng lòng. Vậy tôi chỉ đành giải quyết vấn đề tại đây thôi. Đừng coi thường cái máy ảnh trong tay tôi, chỉ cần tôi ấn nút là nó có thể bắn ra đạn thật. Cho nên, đừng thử phản kháng. Cũng đừng lên tiếng cầu cứu. Tất cả những điều đó đều vô ích, nam nhân nói với vẻ đắc ý. Khi hắn nói chuyện, từ trong đám người chui ra mấy nam nhân nữa, bọn họ rất xảo diệu chặn lấy bậc đá thông tới nơi này, không chỉ chắn đường thoát của bọn Tần Lạc, mà khiến những du khách khác cũng không có biện pháp tiến vào. Các người muốn làm gì? Văn Nhân Mục Nguyệt lên tiếng hỏi.
Cô ta biết những người này khẳng định là tới để giết cô ta đã quen với dạng ám sát này rồi. Đi theo chúng tôi một chuyến, có người sẽ bàn điều kiện với cô, chúng tôi chỉ phụ trách dẫn người. Nam nhân cười nói. Không thể, văn nhân Mục Nguyệt nói. Sao, cô không sợ chết à? Nam nhân kinh ngạc nói. Hắn không ngờ tới vào lúc này rồi mà nữ nhân này còn có dũng khí cự tuyệt. Tôi đáp ứng điều kiện của các người rồi, các người có thể tha cho chúng tôi ư? Văn nhân Mục Nguyệt cười lạnh, các người sợ tôi sẽ báo thù. Mặt nam nhân đanh lại, cười độc ác, quả nhiên là danh bất hư truyền. Trí tuệ của văn nhân Mục Nguyệt quả nhiên khiến người ta phải kinh thán. Có điều, nếu như cô bằng lòng đi cùng chúng tôi sẽ tha cho vị tiên sinh ở bên cạnh cô đây. Chắc rằng cô không hy vọng tiểu tình lang của mình sẽ gặp nguy hiểm gì, phải không nào? Dẫu sao thì anh ta cũng không có uy hiếp gì đối với chúng tôi cả. Mẹ kiếp, Tần Lạc tức giận rồi. Có kiểu kỳ thị như vậy à? Ta sao lại không có uy hiếp? Ta rất nguy hiểm đó. Tôi đi theo các người. Văn nhân Mục Nguyệt nói, lại quay sang nhìn Tần Lạc, nói, anh ở lại đi. Tôi dẫn cô ra thì sẽ dẫn cô về. Tần Lạc cười nói. Nghe tôi đi. Văn nhân Mục Nguyệt kiên trì khuyên bảo. Những lúc như thế này thì nữ nhân phải nghe nam nhân. Tần Lạc càng thêm bướng bỉnh. Được rồi chàng trai, giờ không phải là lúc tỏ vẻ anh hùng đâu. Tôi không tiếc lãng phí một viên đạn để đưa anh đi Tây Thiên đâu. Nam nhân cầm máy ảnh lạnh lùng nói. Các người muốn dẫn cô ấy đi đâu? Tần Lạc hỏi. Không liên quan gì tới anh. Anh như vậy là làm khó tôi rồi, làm một nam nhân, cứ vậy để cô gái bên cạnh mình cho người ta dẫn đi à? Mất mặt lắm. Mày nói thêm một câu nữa thì tao sẽ khó xử đấy. Dẫu sao thì vừa rồi tao đã đáp ứng không giết mày. Nam nhân âm trầm nói. Văn nhân tiểu thư đừng kéo dài thời gian nữa. Chúng ta đi thôi. Tiếng Trung của anh rất giỏi. Anh là người Hoa Hà. Tần Lạc tiếp tục nói. Mày rốt cuộc là muốn gì? Nam nhân có chút bực bội. Nể mặt là chúng ta là đồng bào, có thể thả chúng tôi không? Nam nhân có chút muốn phát điên rồi. Hắn giơ máy ảnh lên, ngón trỏ giữ nút bấm, nói, tao hết kiên nhẫn rồi. Văn nhân tiểu thư, nếu không muốn hắn chết thì xin đi theo chúng tôi. Xem ra anh cự tuyệt tôi rồi. Tần Lạc nói, hắn đột nhiên xuất thủ, một vật thể màu bạc bay thẳng vào mặt nam nhân. Một tiếng hét thảm vang lên, mắt nam nhân bị vật thể đầu nhọn đó đâm vào. Khi phất tay ném vật thể đó ra, Tần Lạc đã động rồi. Thân thể của hắn lao lên trước, nháy mắt đã tới cạnh nam nhân. Sau đó giật một cái, máu ảnh của nam nhân đã rơi vào tay Tần Lạc. Hắn dùng ống kính của máy ảnh nhắm thẳng vào đầu của nam nhân, sau đó kéo thân thể của nam nhân tới trước mặt, giống như là muốn làm lá chắn vậy, chắn trước mặt hắn và văn nhân Mục Nguyệt. Người vừa rồi bị bắt cóc nháy mắt đã biến thành người bắt cóc. Vị trí thay đổi rất nhanh, chỉ trong một cái nháy mắt mà thôi. Mà cho tới hiện tại, văn nhân Mục Nguyệt mới phát hiện, thứ cắm trong hốc mắt của nam nhân trình là cái châm mà lúc trước mình cài trên đầu. Cô ta còn cho rằng Tần Lạc tặng cái châm này cho người khác rồi, không ngờ lại bị hắn giấu đi. Tôi chuẩn bị lát nữa sẽ tặng cho cô, Tần Lạc xấu hổ nói. Hiện tại xem ra cô khẳng định là không cần rồi. Cho tới lúc này, những đồng bạn của tên nam nhân vừa rồi giả vờ ngắm cảnh mới phát hiện ra cục thế đã nghịch chuyển, nhao nhao rút súng ra nhắm vào Tần Lạc. Lúc này, bọn họ cũng không thèm để ý tới việc có làm kinh động những du khách khác hay không nữa. Chương 353 Chém giết hạ. A, à, một nữ học sinh đi ngắm cảnh đêm với bạn trai nhìn thấy cảnh này trước tiên, tiếng hét thê lương vang lên rạch phá màn đêm, tiếp theo liền ôm đầu chạy trối chết, quên cả nắm tay bạn trai. Những du khách qua đường cũng chú ý tới tình huống phía bên này, ai ai cũng nháo nhác chạy xuống núi. Một người chạy thì không sao, nhưng cả đám chạy thì chứng tỏ trên núi đã phát sinh sự cố gì rồi. Giống như là có con mãnh thú nào đó đang truy đuổi ở phía sau. Người trên cả sơn đạo đều bắt đầu chạy trốn. Có người ngã, có người dẫm lên người vừa ngã, sau đó lại càng có nhiều người ngã hơn, tiếng hét, tiếng gào thét, tiếng khóc vang lên không ngớt. Trên sơn đạo kéo dài trở nên hỗn loạn, nhưng những người ở trên khối đá nhô lên ở sườn núi lại vẫn bảo trì sự trầm mặc và yên tĩnh trước khi bão tố ập tới. Tần Lạc đưa nam nhân ra chặn trước mặt, hơn nữa còn dùng cái máy ảnh có thể bắn đạn nhắm vào đầu hắn. Mà mấy đồng bạn của tên nam nhân thì chia nhau cầm súng chỉ vào Tần Lạc. Ném súng trong tay các người xuống, nếu không tôi sẽ nổ súng. Tần Lạc uy hiếp, hắn thấy được rằng, trước sau đều là tên nam nhân này nói chuyện với bọn họ, hắn có thể chính là người cầm đầu nhóm người này.
bắt giặc trước tiên phải bắt vua. Đại vương của chúng bị mình bắt rồi, bọn chúng còn có gì mà chống lại. Đám người đó nhìn nhau, nhưng lại không có ai nói gì. Tôi không có nhiều thời gian để lãng phí với các người đâu. Tần Lạc tức giận nói, tôi đếm đến ba, các người phải bỏ súng xuống, nếu không, tôi sẽ nổ súng. Một, hai, bùm. Tần Lạc còn chưa đếm đến ba thì tiếng súng đã vang lên. Có điều lần này không phải là Tần Lạc nổ súng mà là đồng bạn của tên nam nhân đó bắn. Hơn nữa, mục tiêu chung của bọn chúng không phải là Tần Lạc mà là tên nam nhân đang chắn trước mặt hắn. Giết người diệt khẩu. Tần Lạc kinh hãi trong lòng, không ngờ thủ đoạn của bọn chúng lại tàn nhẫn đến mức này. Tên nam nhân đó ngực bị trúng đạn, thân thể run mạnh một cái, cỗ lực đạo chống đỡ cho hắn có thể đứng vững đột nhiên biến mất, hai chân nhũn ra, rồi ngã xuống đất. Tần Lạc vội vàng dùng sức đỡ hắn, một tay xách tên nam nhân bị trúng đạn, tay kia cầm máy ảnh nhắm vào mấy tên áo đen đó rồi ấn nút. Kính thủy tinh của máy ảnh tự động co sang hai bên, một viên đạn màu bạc bắn ra. Nhưng tên áo đen đó nhìn thấy động tác của Tần Lạc, lập tức tản ra bốn phía. Bùm! Trên tảng đá bị đạn bắn trúng, vỡ ra một cái lỗ lớn. Đây đâu phải là đạn, rõ ràng là bom loại nhỏ mà. Chẳng trách vừa rồi tên nam nhân đặc biệt nhắc nhở rằng chớ có coi thường cái máy ảnh này, uy lực của nó quả thực là vô cùng kinh người. Mà đám đồng bạn của tên nam nhân cũng biết uy lực của nó, nếu không cũng không thể vừa nhìn thấy Tần Lạc vừa giơ máy ảnh là đã bắt đầu né tránh. Tần Lạc không bỏ qua, sau khi hắn thể nghiệm uy lực của loại đạn này, lập tức lại nhắm về phía mấy tên phỉ đồ mà ấn nút. Bùm! Sau một tiếng nổ vang, đá vụn bay tứ tung, có người phát ra tiếng hét, không biết là bị đạn làm bị thương hay là bị đá vụn đập trúng. Đi mau, Tần Lạc kéo tay Văn Nhân Mục Nguyệt chạy xuống núi. Lên trên đi, Văn Nhân Mục Nguyệt nhắc, ở dưới có nhiều người lắm. Tần Lạc thầm bội phục sự trấn định và tư duy mẫn tiệp của Văn Nhân Mục Nguyệt. Án chiếu theo tình huống của người bình thường, khi bị người ta truy sát, nhất định muốn mau chóng thoát khỏi nơi nguy hiểm. Cho nên, nếu như có cơ hội lựa chọn, phản ứng đầu tiên của mọi người chính là chạy xuống núi. Nhưng, nếu như chạy xuống núi, có khả năng sẽ làm liên lụy tới người vô tội. Hơn nữa, sau sự hỗn loạn vừa rồi, dưới núi nhất định sẽ phát sinh cảnh dẫm đạp nhau. Bọn họ dẫn theo đám tử thần đoạt mạng này, có khả năng dẫn tới sự khủng hoảng lớn hơn, tăng thêm sự nguy hiểm cho nơi này. Đường phía trước bị chặn, bọn họ lúc này tiến thoái lưỡng nan, chỉ đành để những người kia bắt gọn. Tần Lạc nhanh chóng thay đổi phương hướng, hắn nắm tay Văn Nhân Mục Nguyệt chạy lên trên. Người trên núi ít hơn một chút, đường đi cũng thông thoáng hơn, cho nên hai người chạy khá thuận lợi. Đương nhiên, phỉ đồ ở phía sau đuổi theo cũng khá thuận lợi. Bọn chúng một mực đuổi sát đằng sau không chịu bỏ qua. Hơn nữa nhìn tình huống, bọn chúng cũng rất vui khi đuổi được hai con dê lên đỉnh núi. Cô đi trước đi, Tần Lạc nói với Văn Nhân Mục Nguyệt. Còn anh, Văn Nhân Mục Nguyệt vừa chạy vừa hỏi. Đây không phải là phim ảnh, khi nhân vật chính nam nữ đối thoại thì địch nhân lập tức ngừng bắn, tiếng súng cũng biến mất. Giờ vẫn đang ở vào lúc nguy hiểm, bọn họ không có thời gian dừng lại để thương lượng. Tôi cản bọn họ, Tần Lạc nói. Cẩn thận nhé, Văn Nhân Mục Nguyệt không nói những câu ngu ngốc như, không được, tôi muốn ở cùng anh, hoặc là, không được, thế thì quá nguy hiểm. Nếu chết thì chúng ta cùng chết. Sau khi cô ta dặn dò một tiếng thì liền rất không có nghĩa khí một mình chạy lên đỉnh núi. Mà Tần Lạc sau khi thấy cô ta chạy ra rồi thì liền cầm cái máy ảnh chạy xuống. Tần Lạc sớm đã biết rằng Văn Nhân Mục Nguyệt là một nữ đường tăng, bất kể là đi tới đâu cũng có một đám yêu ma quỷ quái ở bên cạnh thèm muốn. Lần trước cô ta tới trường học thăm mình, kết quả nửa đường bị đâm. Lần này hai người đi dạo đêm ở núi Dương Minh, lại bị bắt cóc. Chẳng lẽ mình chính là Tôn Ngộ Không theo sau đường tăng trảm yêu trừ ma sao? Tuy không biết phỉ đồ tới bắt Văn Nhân Mục Nguyệt là có mục đích gì, nhưng, bọn họ đã muốn bắt người sống thì tất nhiên là có yêu cầu đối với cô ta rồi. Hơn nữa, mặc kệ là hắn có van xin hay không thì cũng phải cướp nữ nhân ở bên cạnh mình đi. Nhưng có hai chữ, lão tử không đồng ý. Tần Lạc đã tính toán, phía đám cướp tổng cộng có 5 người. Lão đại của chúng đã bị người bên chúng bắn chết. Vừa rồi mình bắn hai phát đạn về phía chúng, nghe thấy có tiếng hét, không biết là có ai trúng đạn không. Cho nên, lực chiến đấu của bọn chúng chỉ có 3 hoặc 4 người. Là một trong những người sáng tạo Long Tức, người sở hữu minh bài, chẳng lẽ ngay cả có mấy người cũng không tính được. Ly có thể khiến cho hơn chục đại hán uy mãnh không thể tiến gần. Hơn nữa, cấp bậc của cô ta còn không cao hơn mình,
thấy mặt mình còn phải cúi chào. Tần Lạc không ngốc, hắn không cứ vậy trực tiếp chạy xuống đối diện với mũi súng của bốn tên phỉ đồ. Mà là chạy được mấy bước thì thân hình lại nghiêng một cái, rồi né vào chỗ ngoặt của đường đá. Tiếp theo liền bình trụ hô hấp ôm cây đợi thỏ. Mấy tên phỉ đồ đều là hạng chuyên nghiệp, không phải chỉ làm loại chuyện này một hai lần. Khi thấy phía trước có chướng ngại vật, rõ ràng thả bước chậm hơn một chút. Bốn người nắm chặt súng, cẩn thận bước về phía tường đá. Xông lên. Có người hét lên một tiếng, tiếp theo, bốn người đồng thời xông vào chỗ ngoặt. Ý đồ của bọn chúng rất rõ ràng, cho dù là hy sinh một người bên phía mình thì cũng không thể để Văn Nhân Mục Nguyệt chạy thoát. Bọn chúng xông tới rất thuận lợi, phía sau tường đá căn bản là không có ai. Ở phía trước, có người chỉ vào Văn Nhân Mục Nguyệt đang chạy lên núi, quát. Mau đuổi theo, một nam nhân đội mũ lưỡi chai màu xám, phía sau khác ba lô hét lên. Chân hắn đang chảy máu, tư thế đi đường cũng có chút không tự nhiên. Chính là tên xui xẻo mình đá vụn do đạn của Tần Lạc bắn vỡ đập chúng. Có người ứng tiếng, rồi bốn người nhanh chóng đuổi lên trên. Tần Lạc từ trên tường đá bỏ dậy, nhấc máy ảnh trong tay lên, nhắm vào một tên nam nhân đi ở sau cùng rồi nhấn nút. Rầm. Một tiếng vang trầm muộn truyền tới, nửa thân trên của tên nam nhân đó vỡ toạc, giống như là một quả cá chua bị đập nát, thịt quả và nước bắn tứ tung. Hắn ở phía sau, ở bên trên, có người hét đến là cả giọng. Rầm. Tần Lạc lại một lần nữa nhắm vào hắn, lại có một quả pháo bị hắn châm lửa. Thuật bắn súng của Tần Lạc không tốt, nhưng sử dụng loại vũ khí sát thương có tính quy mô lớn này thì lại cực kỳ vừa tay. Chuẩn bị khi nào về cũng làm một cái máy ảnh giống thế này. Không có chuyện gì thì để chụp ảnh, lúc cần thì giết người. Rất thực dụng. Hai tên còn lại rốt cuộc cũng có phản ứng, cũng không để ý tới bụi gai đá vụn ở bên đường mà lao thẳng vào trong. Sau đó từ trong cái cây nhỏ ở bên đường thò súng ra, nhắm vào Tần Lạc mà bắn. Tần Lạc từ bên trên nhảy xuống, lui về phía sau. Nhưng không dám đi xa, vì sợ bọn họ sẽ bỏ qua mình mà đuổi theo Văn Nhân Mục Nguyệt. Bọn chúng không lộ đầu thì Tần Lạc cũng không có cách nào mà bắn. Song phương bắt đầu giằng co. Tần Lạc rất bình tĩnh, không sốt ruột một chút nào. Hắn đã nghe thấy tiếng xe cảnh sát ở bên dưới, còn có người lớn tiếng duy trì trật tự. Rất nhanh, cảnh sát liền đi lên. Hà Gia biết Văn Nhân Mục Nguyệt biến mất, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp giải cứu toàn diện. Tôi này Đài Loan có gió thổi cỏ lay gì thì bọn họ cũng đều tính xem có phải là có quan hệ tới Văn Nhân Mục Nguyệt không. Mình dây dưa được nhưng bọn chúng thì không. Phía đại biểu cho chính nghĩa là không thể bị thế lực tà ác đánh ngã được. Quả nhiên, bọn chúng rất nóng lòng. Một cái đầu chọc thò ra, liên tục bắn vào Tần Lạc. Còn một gã thân hình cao gầy, giống như một cái cột điện thì nhanh chóng chạy lên trên. Một tên yểm hộ, một tên truy kích, chia binh làm hai đường. Đây không nghi ngờ gì nữa chính là lựa chọn tốt nhất của chúng. Cho tới tận bây giờ, bọn chúng vẫn không bỏ qua việc chấp hành nhiệm vụ. Đương nhiên, điều này càng khiến Tần Lạc khó xử hơn. Hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất để giải quyết tên gia hỏa phụ trách cản đường, sau đó đuổi theo tên gầy kia. Tần Lạc lặng lẽ chờ đợi, đợi sau khi tên chọc bắn hết dạn, hai chân Tần Lạc dùng lực bật lên, lăng không lao về phía trước giống như một con hùng ưng tung cánh. Khi người ở trên không, nhắm vào chỗ tên gia hỏa này đang nấp rồi ấn nút trên máy ảnh. Cạnh cạch, màn hình dừng hình ảnh, bên trong ống kính lưu lại hình ảnh tên đầu chọc đó đang kinh hoàng tới cực điểm. Nhưng, tên chọc đó vẫn không nổ tung. Chụp ảnh, sao lúc này lại đi chụp ảnh chứ? Chương 354, cô cũng không biết lái xe ư. Tần Lạc hết hồn, chẳng lẽ mình chạm nhầm vào nút gì đó à? Nếu không sao đột nhiên lại không thể bắn đạn ra nữa. Hắn giống như một con thỏ nhỏ đang sợ hãi, lại bay ngược về chỗ cũ. Cho tới tận lúc này, tên chọc đầu mới giật mình phát hiện ra là mình vẫn còn sống, mình chưa chết. Là một sát thủ, hắn có tố chất tâm lý cực mạnh và năng lực phản ứng cực nhanh. Vụt! Hắn liên tục lăn mấy cái, nhanh chóng di chuyển mục tiêu. Tần Lạc vẫn đang cầm cái máy ảnh để nghiên cứu, lật đi lật lại để nhìn. Rõ ràng là thứ giết người, sao lại thành chụp ảnh? Hắn rất đau khổ, hắn nghĩ không thông, thời gian của hắn rất quý báu, hắn phải đuổi theo để cứu Văn Nhân Mục Nguyệt. Sau khi hắn liên tục ấn nút hai lần, song vẫn là tiếng chụp ảnh xẹt xẹt truyền ra. Hiện tại không có thời gian để nghiên cứu thứ đồ chơi công nghệ cao này nữa rồi, hắn đút cái máy ảnh vào túi, sau đó lao về phía tên giết người nhanh như bay. Hắn biết,
đạn trong băng của hắn đã hết rồi. Nếu như không có một khẩu súng khác, cục diện mà hai bên phải đối mặt chính là cận thân bác kích. Cận thân bác kích. Đây là thứ mà Tần Lạc giỏi nhất. Ít nhất thì hắn cảm thấy đây là thứ mà mình giỏi nhất. Từ sau khi theo Ly học thuật bác kích của Long Tức, lòng tự tin của hắn bành trướng rất ghê gớm. Tần Lạc lại chạy theo hình chữ S, như vậy có thể tránh bị người ta coi là bia sống. Quả nhiên, tiếng súng không vang lên kịp thời. Khi hắn xông vào trong rừng rậm ở đường đá, tên đầu chọc cũng lắp đạn xong. Muốn chết, tên chọc cười độc ác, nhấc súng lên nhắm vào đầu Tần Lạc. Vừa rồi hắn suýt chết dưới tay tên khốn nạn này, giờ hắn muốn cấp cho đối phương sự đãi ngộ giống như vậy. Người của mình mà, Tần Lạc gấp quá đành hét bừa. Tên đầu chọc hơi ngây người, sau đó càng thêm phẫn nộ nhấn cò súng. Cũng chính là trong nháy mắt mà khựng lại vì hoảng hốt, thân thể của Tần Lạc đột nhiên lao lên, đẩy hắn xuống đất, sau đó thì giống như một tên yêu dâu xanh ép người lên tên chọc. Bùm! Thân thể của tên chọc mất đi sự khống chế, đạn cũng bắn lên trời. Nhiệt độ cơ thể của Tần Lạc lên cao, tim cũng đập nhanh hơn, thở hổn hển, thò tay ra sờ mó khắp người tên chọc, sau đó ấn lên huyệt thi nhân ở trên ngực hắn. Huyệt thi nhân kỳ thực là một cách gọi, chính là dùng lực ấn lên huyệt vị có thể khiến thân thể của người ta không thể động đậy giống như một người chết. Mà trên thân thể có 36 huyệt thi nhân, phân bố ở mỗi một bộ vị trên thân thể. Tần Lạc rất cảm thấy hứng thú với loại tri thức cổ quái này, cho nên nắm rất rõ vị trí của mỗi một huyệt. Thân thể của tên chọc tê dại, không động đậy được nữa. Mày! Bốp! Tần Lạc cho hắn một cái bợp tai, mắng, câm mõm. Sau đó đấm một quyền lên mắt trái của hắn, rồi lại thêm một quyền vào mắt phải. Tên đầu chọc rên rỉ liên tục, nhưng lại không thể né tránh. Để mặc cho Tần Lạc làm sằng làm bậy trên người mình. Sau khi Tần Lạc đấm thêm hai cú nữa thì cảm thấy tay đau đau. Điều này khiến hắn vô cùng tức giận, đưa tay ra chộp một cục đá, sau đó đập cốp cốp lên đầu tên chọc. Rất tốt, lần này thì không thấy đau nữa rồi. Tần Lạc từ trên người tên chọc bò dậy, chỉnh trang lại quần áo, mặc kệ đến tên đầu chọc đầu nở hoa nằm đó không rõ sống chết, nhanh chân chạy lên núi. Văn nhân Mục Nguyệt vẫn đang ở bên trên, hắn thấy tên gầy trơ xương đang đuổi theo. Văn nhân Mục Nguyệt không phải là không lo lắng cho Tần Lạc, cô ta chỉ là càng bình tĩnh quyết đoán hơn người thường mà thôi. Cô ta biết, nếu mình nhì nhèo, chỉ càng khiến sự tình thêm xấu hơn. Có khả năng là hai người đều không thoát được. Hắn còn sống thì cô ta vui mừng. Hắn chết rồi thì cô ta sẽ báo thù. Có một số chuyện nếu không dùng ý chí của con người để thay đổi thì sẽ có một tâm thái thản nhiên tiếp nhận. Rất nhiều người làm không được, nhưng cô ta thì làm được. Đây cũng là sự khác biệt giữa cô ta và những cô gái khác. Có những sự khác lạ, cũng có cả lãnh mạc vô tình. Chạy thêm về phía trước thì chính là đỉnh núi. Cô ta đã nhìn thấy chòi nghỉ trên đó để cho du khách tạm thời dừng chân. Nhưng, trên núi chỉ có một con đường này, nếu muốn xuống núi thì chỉ có thể từ một phía khác mà đi. Bùm! Đạn bắn lên phiến đá ở dưới chân cô ta, đá vụn bay tung tóe. Văn nhân tiểu thư, tôi không muốn cõng cô xuống núi, cho nên cô tốt nhất là nên phối hợp một chút. Một giọng nói của nam nhân ở phía sau vang lên. Văn nhân Mục Nguyệt dừng bước, quay đầu lại nhìn tên nam nhân gầy như cành trúc đang từ từ bước tới. Bạn của tôi đâu? Văn nhân Mục Nguyệt thấy Tần Lạc không đi theo, tim như co rút lại. Hắn ở phía sau, tên gầy trơ xương nói. Sinh tử không rõ. Nghe thấy Tần Lạc chưa chết, văn nhân Mục Nguyệt khôi phục lại vẻ lạnh lùng, nói, anh muốn dẫn tôi đi đâu? Đi rồi biết, có người muốn gặp cô. Tên gầy trơ xương dùng súng chỉ vào văn nhân Mục Nguyệt, nói, tiếp tục đi về phía trước. Chúng ta từ phía đối diện xuống núi. Tôi khuyên cô tốt nhất là đi nhanh một chút, nếu không tôi cũng chỉ có thể đánh gãy chân cô rồi cõng xuống núi thôi. Văn nhân Mục Nguyệt không nói nhiều lời vô ích với hắn, quay người đi về phía trước. Tên gầy trơ xương quay đầu lại nhìn một cái rồi cũng nhanh chóng đi theo. Tần Lạc đuổi theo rất nhanh, nhưng đáng tiếc là chỉ có thể đi theo ở xa xa, không có biện pháp tiếp cận. Tên gầy trơ xương này vô cùng tinh minh. Hắn một mực dùng mũi súng nhắm vào vị trí hậu tâm của văn nhân Mục Nguyệt. Hơn nữa, thỉnh thoảng còn quay đầu lại nhìn một cái. Tần Lạc không có vũ khí bắn xa, lại còn phải duy trì cự ly nhất định với họ, có vậy thì mới có thể tránh được sự phát hiện của tên gầy trơ xương. Sườn núi phía đó phát sinh sự kiện dẫm đạp, nhưng lại không ảnh hưởng gì tới những du khách ở phía bên này. Trên đường cũng không gặp du khách làm phiền, tên gầy trơ xương tựa sát vào văn nhân Mục Nguyệt, hai người giả vờ làm tình nhân.
Cách tôi xa một chút, Văn Nhân Mục Nguyệt lạnh lùng nói, cô ta không quen để nam nhân đi sát mình như vậy. Văn Nhân đại tiểu thư, tôi biết cô xuất thân cao quý, có khả năng là nữ nhân giàu nhất trên toàn thế giới. Nhưng cô đừng quên, cô hiện tại là con tin của tôi. Cho nên, tôi khuyên cô tốt nhất là bình tĩnh một chút, nếu cô chọc tôi tức giận, tôi sẽ kéo cô vào bụi cây ở bên đường và làm một số chuyện không hay đó. Hắc hắc, cô lúc đó chẳng phải là được không bằng mất sao? Tên gầy mặt mày bị ổi, nói. Anh dám ư, Văn Nhân Mục Nguyệt khinh thường nói. Văn Nhân Mục Nguyệt đã nói trúng chỗ yếu của tên đó, quả thực là hắn không dám. Ông chủ còn đợi hắn dẫn người về, hắn nào dám chậm trễ. Hơn nữa, phía sau còn có truy binh, hắn cũng không dám xác định là tên chọc có thể ngăn cản được tên tiểu tử mặc trường sam đó hay không. Cho dù mình có giác ngộ cao thượng là chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Nhưng hắn sợ rằng mình chưa kịp sờ vào đóa hoa mẫu đơn này thì đã làm quỷ phong lưu rồi. Mẹ nó, nói ít thôi, nếu không tôi sẽ không khách khí với cô đâu. Tên gầy trơ xương có chút hổn hển, nói. Văn Nhân Mục Nguyệt cũng không muốn phí nước bọt với loại người này nữa. Bộ đàm đeo trên cổ của tên gầy trơ xương vang lên, sau khi hắn nhỏ giọng nói vào bộ đàm mấy câu thì lại dục Văn Nhân Mục Nguyệt đi nhanh lên. Đau, mỗi bước đi đều đau. Lặn lội đường xa ngày hôm nay khiến dưới chân của Văn Nhân Mục Nguyệt đầy bọng nước, đây là một tối mà cô ta đi đường nhiều nhất trong cả cuộc đời. Vừa rồi khi cùng Tần Lạc dạo phố không ngờ còn có thể kiên trì, thực sự là một chuyện bất khả tư nghị. Bước tới chân núi, ra khỏi phạm vi của phong cảnh, thì thấy trên bãi đỗ xe có một chiếc Audi màu đen đã đợi ở đó, hơn nữa còn ở vào trạng thái khởi động. Lên xe, tên gầy trơ xương kéo cửa sau, dùng mũi dúng dí vào lưng Văn Nhân Mục Nguyệt, nói. Bốp! Văn Nhân Mục Nguyệt trở tay tát cho hắn một cái, mặt lạnh tanh, nói, tôi đã nói rồi, đừng chạm vào tôi. Mẹ kiếp con điếm này! Tao! Được rồi, mau lên xe đi, boss đang đợi đó, lái xe dùng tiếng Trung không quá tiêu chuẩn nói. Lên xe, tên gầy sờ sờ vết đỏ trên mặt, hung hăng quát Văn Nhân Mục Nguyệt. Văn Nhân Mục Nguyệt trước tiên chui vào xe, khi tên gầy cúi người chuẩn bị lên xe thì cổ sau đột nhiên căng ra. Giống như là một bị cái kìm lớn kẹp lấy. Dầm. Tần Lạc kéo thân thể của hắn ra sau, sau đó dùng sức đập đầu hắn vào thùng xe, chỉ nghe thấy một tiếng vang truyền tới, đầu của tên gầy trơ xương và thân xe đọ sức với nhau. Và kết quả là đầu của hắn thì vỡ còn thùng xe vẫn hoàn hảo vô sự. Lần so tài này, tên gầy đã thua, thân thể mềm oặt ngã xuống đất. Lái xe không ngờ lại đột nhiên phát sinh biến cố, giẫm mạnh chân ga, xe liền lao vút đi. Tốc độ chạy của Tần Lạc rất nhanh, nắm lấy cửa xe rồi giật một cái, cả người cũng chui vào ghế sau, ngồi sánh vai với Văn Nhân Mục Nguyệt. Ồ, sư phụ, chở chúng tôi tới biệt thự của Hà gia nhé. Chính là nhà của Hà Nhược Ngu ấy, ông có biết không? Tần Lạc nói, cứ như người ta là người lái xe taxi thật. Tên lái xe phẫn nộ, một tay nắm vô lăng, một tay thò vào trong ngực định rút súng ra. Sau khi mở chốt bảo hiểm, nhắm thẳng ra sau rồi bắn. Nhưng đã muộn rồi. Súng trong tay cộp một cái rơi xuống thềm xe, mà lái xe cũng nhắm mắt ngã lên vô lăng. Khi hắn vừa chuẩn bị quay người lại, Tần Lạc đã ấn lên huyệt hôn mê ở sau cổ hắn. Chưa hết 3 tiếng thì hắn không thể tỉnh lại. Cô không sao chứ? Tần Lạc quay mặt sang hỏi Văn Nhân Mục Nguyệt. Không sao, Văn Nhân Mục Nguyệt mặt mang theo nụ cười. Khi mỗi một cô gái gặp nguy hiểm, đều hy vọng có một vương tử cưỡi bạch mã tới cứu mình. Tuy Tần Lạc không cưỡi bạch mã, nhưng Văn Nhân Mục Nguyệt vẫn rất vui vẻ. Tôi cũng không sao, Tần Lạc nói. Tần Lạc dương mắt nhìn về phía trước, nói, có phải dễ không? Văn Nhân Mục Nguyệt gật đầu, xe đã sắp ra khỏi đường băng của bãi đỗ xe rồi, anh biết lái xe không? Tôi không biết, Tần Lạc lắc đầu. Tôi cũng không biết, Văn Nhân Mục Nguyệt thở dài, nói. Khuôn mặt của Tần Lạc thoáng chốc đã trắng bệch, trợn mắt lên, nói, cái gì? Cô cũng không biết lái xe ư? Cô sao có thể không biết lái xe chứ? Chương 355, chân ga và phanh xe. Tôi vì sao nhất định phải biết lái xe? Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Theo đạo lý, cô ta xuất thân danh môn thì đối với xe cộ phải vô cùng quen thuộc. Nhưng, cô ta trước giờ chưa từng nghĩ là phải tự mình lái xe, càng không có thời gian để học lái xe. Thời gian của cô ta đều dùng vào việc đọc tin tức Phú Uôn hoặc là các loại số liệu mà các cơ quan nghiên cứu tin tức chỉnh lý và đưa ra. Hơn nữa, trong nhà có nhiều lái xe như vậy, vì sao phải tự mình học lái xe?
Tất cả mọi người đều biết lái xe thì tài xế để làm gì? Em có biết lái xe cơ mà, Tần Lạc tức giận nói. Lúc trước khi tên văn nhân chiếu ẻo là đó lái xe đưa mình về, kỹ thuật rất tốt. Đây là nữ nhân gì vậy, sao ngay cả lái xe cũng không biết lái? Đây cũng tính là lý do à? Văn nhân Mục Nguyệt cười khẽ. Tôi biết, cái đó hình như phanh xe. Chúng ta đã không biết lái xe thì thôi để nó dừng lại đi. Đúng rồi, chưa ăn thịt lợn thì đâu phải là chưa thấy lợn chạy. Tần Lạc vội vàng dướn lên trước, thò tay ra từ giữa hai ghế, ấn một cái. Dầm! Cái ấn này không quá gấp, xe không dừng lại, ngược lại còn càng đi càng nhanh, phóng vút đi như hỏa tiễn bị đốt đít. Tiêu đời rồi, nhầm chân ga thành phanh rồi. Dầm! Xe đâm thẳng vào giải phân cách ở giữa đường, đám người đi đường ở bên kia giải phân cách gào lên chói tai. Động cơ giống như là một con trâu đực đang phẫn nộ, lại vang lên rầm rầm. Phát hiện ra mình rốt cuộc không có cách nào húc đổ giải phân cách này thì mới cam lòng chịu thua. Trong xe là một mảng an tĩnh. Một lúc sau, Tần Lạc rên một tiếng, hỏi, Mục Nguyệt, cô không sao chứ? Không ai trả lời. Mục Nguyệt, vẫn không có người trả lời. Tần Lạc lo lắng, cố gắng kéo người lại từ giữa hai ghế trên. Nếu không phải là cái khe này kẹp chặt thân thể của hắn, nói không chừng đầu của Tần Lạc đã đập về phía trước rồi. Văn nhân Mục Nguyệt ngã trên ghế, Tần Lạc đỡ người cô ta dậy, phát hiện trên trán cô ta có một vệt máu. Mục Nguyệt, Mục Nguyệt, Tần Lạc lay người văn nhân Mục Nguyệt, hét lên. Văn nhân Mục Nguyệt vẫn không trả lời, giống như là bị đập cho ngất đi. Tần Lạc trong lòng vô cùng lo lắng, cũng không để ý đến cơn đau trên người, đẩy cửa xe ôm lấy thân thể của văn nhân Mục Nguyệt chui ra ngoài. Cứu mạng với, có người bị thương, có người bị thương, Tần Lạc hét lớn. Bệnh viện Mary là bệnh viện lớn nhất và hào hoa nhất của Đài Loan, trên hành lang tầng thứ 11 rất ít khi mở ra ngoài của bệnh viện giờ đang đứng chật kín người. Mã Duyệt mặt mày lạnh lùng đứng ở cửa cấp cứu, Hà Tước Sĩ và một số cốt cán của Hà gia toàn bộ đều mặt mày âu lo đứng ở bên cạnh. Hà Nhược Ngu sắc mặt ngưng trọng bước tới, nói, tôi đã báo cáo tình huống đại thể của vụ án cho cảnh sát rồi. Bọn họ đã bắt đầu điều tra, nhất định trong thời gian ngắn nhất sẽ phá được án. Có không ít ký giả nghe thấy phong thanh chạy tới phỏng vấn, tôi cho người ngăn bọn họ ở bên ngoài. Mục Nguyệt là khách của chúng ta, phát sinh chuyện như thế này, chúng ta phải có trách nhiệm. Bất kể là như thế nào, nhất định phải bắt được hung thủ. Hà Tước Sĩ lên tiếng. Con người một khi tới tuổi này, trạng thái tinh thần sẽ không quá tốt. Trên mặt ông ta đầy vẻ mệt mỏi, chuyện ngày hôm nay đúng là khiến ông ta lo đến kiệt sức. Điều tra là việc tất yếu rồi, nhưng chuyện này không có quan hệ gì với Hà Tước Sĩ cả. Mã Duyệt mặt không chút biểu tình, nói, tiểu thư còn chưa tỉnh lại, Tước Sĩ cứ về nghỉ ngơi trước đi. Đúng đó, cha à, cha về nhà nghỉ ngơi trước đi, hôm nay mệt mỏi cả một ngày rồi. Phía văn nhân tiểu thư có tin tức gì, con sẽ gọi điện thoại về ngay. Hà Nhược Ngu cũng ở bên cạnh khuyên. Hà Tước Sĩ xua tay, nói, Mục Nguyệt chưa tỉnh lại, ta về cũng làm sao mà ngủ được. Thà cứ ở bên cạnh đợi còn hơn, Tần Lạc tiên sinh thì sao? Tình huống của anh ta thế nào? Tôi không sao, Tần Lạc nói. Cách đó không xa, Tần Lạc ngồi trên xe lăn đang được người ta đẩy tới. Trên người hắn cũng có nhiều chỗ bị thương, chân cũng bị sái, có thể phải nghỉ ngơi vài ngày mới có thể khang phục. Tần tiên sinh, khổ cực cho anh rồi, Hà Tước Sĩ áy náy nói. Là chúng tôi mang đến phiền phức cho Hà Tước Sĩ mới đúng. Tần Lạc xấu hổ nói. Nếu không phải con cóc là mình đây muốn dẫn Thiên Nga bỏ trốn, cũng sẽ không xảy ra loại chuyện này. Nếu nói là phải chịu trách nhiệm thì trách nhiệm của mình là lớn nhất. Chỉ khiến người ta buồn bực nhất là phỉ đồ không làm bọn họ bị thương mà lại bị một chiếc xe làm cho bị thương. Tần Lạc từ chuyện này cũng nhận được một bài học, nắm được nhiều tri thức kỹ năng là một chuyện vô cùng quan trọng, thời khắc quan kiện không chỉ có thể tán gái mà còn có thể cứu mạng nữa. Tần tiên sinh bị sao vậy? Hà Tước Sĩ nhìn hộ sĩ đứng sau xe lăn, hỏi. Trên người có 7 vết thương, đã sát trùng bôi nước thuốc rồi. Mắt cá và đầu gối cũng bị tổn thương, cũng mời bác sĩ chỉnh lại rồi. Thân thể không có gì đáng ngại, đại khái là cần một tuần thì mới có thể khang phục. Hộ sĩ trả lời. Tôi không sao cả, Mục Nguyệt vẫn chưa tỉnh à? Tần Lạc hỏi. Chưa, Mã Duyệt lạnh lùng trả lời. Nếu không phải là vì nam nhân này, tiểu thư cũng không đột nhiên biến mất khiến mọi người kinh hoàng thất thố. Nếu như không phải là hắn, tiểu thư càng không bị thương rồi phải nằm viện. Từ sâu trong thâm tâm, cô ta có chút bài xích Tần Lạc.
Tần Lạc không hề thấy phản cảm vì Mã Duyệt dùng loại thái độ này để nói chuyện với mình, ngược lại, hắn rất cao hứng vì Mục Nguyệt có một trợ thủ toàn tâm toàn ý nghĩ cho cô ta như thế này. Nếu như thầy giáo của con trai anh vì anh không giáo dục tốt con của mình mà nổi cáu với anh có tức giận với ông ta được không? Hắn cười cười, an ủi, không sao đâu, Mục Nguyệt nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Hy vọng là như vậy, Mã Duyệt nói. Két, đèn đỏ của phòng phẫu thuật đột nhiên biến thành xanh, sau đó tự động mở ra, mấy bác sĩ mặc áo trắng từ bên trong bước ra. Tiểu thư sao rồi? Bác sĩ, bệnh nhân sao rồi? Một đám người vây lên. Mã Duyệt và Hà Tước Sĩ đồng thanh hỏi. Bác sĩ cười cười, xua tay tỏ ý bảo mọi người đừng lo lắng, nói, mọi người yên tâm. Bệnh nhân chỉ là đầu bị va chạm dẫn tới tạm thời hôn mê mà thôi. Hiện tại đã tỉnh rồi, chỉ là thân thể vẫn còn mệt mỏi. Không có gì đâu. Không có di chứng gì chứ. Có ảnh hưởng tới trí lực không? Mã Duyệt hỏi. Không đâu, không nghiêm trọng như vậy. Cô ta rất biết giữ gìn bản thân. Vết thương không hề nghiêm trọng. Bác sĩ cười nói, chỉ là phải để cô ta tạm thời được yên tĩnh, người thăm nom không được quá nhiều. Nghe thấy văn nhân Mục Nguyệt đã tỉnh, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Văn nhân Mục Nguyệt mặc áo bệnh nhân màu hồng nhạt, người dựa vào đầu giường, không trang điểm, tóc xóa tung trên vai. Cho dù là như vậy, vẫn khiến người ta có mỹ cảm kinh diễm. Có người nói, nếu như anh nhìn thấy bộ dạng khi sinh bệnh của nữ nhân mà thật sự còn thích cô ta, vậy thì chứng tỏ đó là yêu thật lòng. Nhưng nữ nhân sinh bệnh mà còn có thể xinh đẹp như văn nhân Mục Nguyệt thì đúng là hiếm thấy. Trong tay của cô ấy cầm một cuốn tạp chí, tùy ý lật xem. Ánh sáng chói lọi ngoài cửa sổ chiếu lên người cô ta, càng thêm ấm áp thoải mái. Cảnh này giống như một bức tranh tươi đẹp. Đương nhiên, nếu như bỏ qua Tần Lạc đang ngồi trên xe lăn ở bên cạnh. Tần Lạc đang gọt táo, quả táo xoay tròn trong tay hắn, giống như là cái bút trong gọt bút chì. Vỏ ngoài bị cắt bỏ, chỉ lưu lại thịt quả trong suốt. Có người để lấy lòng nữ hài tử, thích gọt táo thành những miếng nhỏ, như vậy tiện dễ cô ta dùng răng cắn. Tần Lạc lại không thích làm vậy, hắn thích đưa nguyên cả quả. Chẳng lẽ các người không cảm thấy à, bộ dạng nữ hài tử há to miệng cắn táo mới thực sự là phi thường khải ái sao? Đặt quả táo được gọt vỏ xong vào tay văn nhân Mục Nguyệt, nói, lần này sau khi quay về, cô nhất định phải học lái xe nhé. Vì sao không phải là anh học? Văn nhân Mục Nguyệt nhìn Tần Lạc, hỏi. Nam nhân này đúng là quái thai, mình không học lái xe thì thôi đi, không ngờ còn oán thán một nữ nhân vì sao lại không biết lái xe. Có dạng bá đạo như vậy à? Tôi sợ không có thời gian. Tần Lạc cười nói, cô thì khác, dưới tay có nhiều người giúp việc như vậy, dẫu sao thì cũng nhàn rỗi mà. Biết hung thủ là ai không? Tần Lạc cười hỏi, là ai muốn bắt cô? Cái này quan trọng à? Văn nhân Mục Nguyệt hỏi. Vì sao lại không quan trọng? Cái này mà không quan trọng thì còn cái gì quan trọng nữa? Tần Lạc nói. Mỗi một người có xung đột lợi ích đều có khả năng là hung thủ. Văn nhân Mục Nguyệt đóng sách lại, thật thà nói, lần này không phải là hắn thì lần sau sẽ chính là hắn. Thế gì có gì mà quan trọng? Tôi chỉ cần biết là rằng đó là những người có xung đột lợi ích với tôi là được rồi. Không báo thù à? Ngay cả thân nhân có quan hệ huyết thống đều an bài sát thủ theo sau. Tùy lúc tùy nơi tìm cơ hội để khiến tôi chết một cách bình thường. Vậy thì báo thù có dễ không? Văn nhân Mục Nguyệt cười khổ, trong mắt lóe lên vẻ đau thương. Tần Lạc mặt mày kinh ngạc, nói, bọn họ điên à? Đừng cảm thấy kỳ quái. Đây là chuyện rất bình thường. Văn nhân Mục Nguyệt hờ hững nói. Cho anh 100 đồng, bảo anh đi giết người, anh khẳng định là không đồng ý. Cho anh 1 vạn đồng. Anh vẫn không đồng ý. Vậy nếu là 100 vạn, 1.000 vạn, 1 ước, thậm chí là cả văn nhân gia tộc, anh còn có thể cự tuyệt ư? Khi miếng mồi ở trước mặt quá ngon lành thì nhất định sẽ có người bí quá hóa liều. Lão gia tử có biết chuyện này không? Ông ta không nói gì à? Tần Lạc hỏi. Khi ông ấy giao cả sinh ý của văn nhân gia tộc cho tôi xử lý, đã tặng tôi 4 chữ, khôn sống ngu chết. Tần Lạc á khẩu, dạng gia tộc này cũng thực sự là quá lãnh huyết vô tình rồi. Một nữ nhân như văn nhân Mục Nguyệt mà có thể đứng vững trong dạng gia tộc này, xem ra cô ta còn lợi hại hơn nhiều so với vẻ tinh minh mà cô ta biểu hiện ra ngoài. Tần Lạc chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt của cô ta, trừ điểm xinh đẹp hơn những nữ nhân khác ra, vì sao lại không nhìn thấy chỗ nào đặc biệt nhỉ? Đưa cho tôi cái gương có được không? Văn nhân Mục Nguyệt nói. Tôi cũng muốn nhìn mặt của tôi. Chương 356, oan uổng quá.
Tần Lạc với vẻ mặt cứng đờ, nhưng rất nhanh hắn đã lại nở nụ cười trở lại, nói, hay là thôi đừng nhìn nữa. Người đẹp là để dành cho người ta nhìn, chứ không phải để cho mình. Mình có sắc đẹp thì tội gì phải để mất một cách đáng tiếc như vậy. Có những việc mà sắc đẹp đôi khi còn là công cụ của thành công. Vết thương có nặng lắm không? Văn nhân Mục Nguyệt sờ nhẹ lên mặt rồi thấp giọng hỏi. Không sao, bác sĩ đã nói rồi, chỉ cần vẫn còn minh mẫn, không ảnh hưởng đến não thì chẳng có vấn đề gì hết. Tần Lạc rất quả quyết nói. Tôi có thể chắc chắn là não tôi không bị ảnh hưởng gì hết. Còn bây giờ tôi muốn xem mặt tôi bị thương đến mức độ nào. Văn nhân Mục Nguyệt đáp lại với giọng vẫn vô cùng lo lắng. Đừng nhìn, tôi sợ cô không chịu đựng nổi đâu. Tần Lạc lạnh lùng nói. Lấy gương đến đây cho tôi. Văn nhân Mục Nguyệt run run nói. Không sao, tôi không quan tâm đến điều đó. Thật là không quan tâm không? Tần Lạc nhìn chằm chằm vào mắt của văn nhân Mục Nguyệt rồi hỏi. Một chút thôi, văn nhân Mục Nguyệt chần chừ rồi đáp. Làm gì có người phụ nữ nào có thể thốt ra được câu, tôi không quan tâm đến dung mạo của mình chứ? Kể cả nữ thần cũng không thể nói ra câu nói như vậy được, Tần Lạc thầm nghĩ. Hy vọng cô có thể chịu đựng được, Tần Lạc dặn dò lại một lần nữa. Tôi có thể, văn nhân Mục Nguyệt gật đầu nói với vẻ mặt trịnh trọng. Tuy nàng với giọng vô cùng cứng cỏi như vậy, nhưng thực chất trong lòng thì vô cùng lo lắng. Tần Lạc đẩn chiếc xe lăn rồi đi tìm một vòng, nhưng hắn vẫn không thể tìm được chiếc gương nào trong phòng bệnh cả. Vì thế nên hắn đưa cho nàng chiếc điện thoại của mình, nói, cô dùng màn hình di động này mà soi vậy. Phụ nữ bây giờ đều có mốt dùng cái này. Văn nhân Mục Nguyệt nhận lấy một cách thản nhiên, sau đó giơ chiếc di động lên nhìn chăm chú. Trong lòng nàng cảm thấy hồi hộp kinh khủng, không biết tình trạng của nàng ra sao. Không biết. Khi nàng nhìn thấy mình trong gương, thì thấy mặt bị thương nhẹ ngoài ra một chút, trán quấn băng gạc thì không khỏi thở phào một tiếng, sau đó ngẩng đầu lên liếc nhìn Tần Lạc một cái đầy vẻ bất mãn. Tôi chỉ muốn xem cô có quan tâm đến dung mạo của mình hay không thôi. Tần Lạc cười nói. Nếu là người thì đều quan tâm. Văn nhân Mục Nguyệt nói. Cô nói cũng đúng, mỗi sáng khi tôi thức dậy soi gương thì cũng không hy vọng trên mặt mình có mụn hay quầng thâm gì hết. Tần Lạc gật đầu tán đồng. Tần Lạc giơ tay ra, nhẹ nhàng chạm vào nơi bị băng bó trên đầu văn nhân Mục Nguyệt rồi nói, cô chỉ vì sơ suất của tôi nên mới bị thương, cô cứ yên tâm, tôi sẽ không để vết thẹo nào còn lưu lại trên mặt của cô hết. Kỳ thực là bây giờ mà dùng kem dưỡng da Kim Dũng bôi lên đó là tốt nhất. Nhưng tất cả các sản phẩm được cất giữ của Tần Lạc đều đã được dùng trên người Ly rồi, hiện giờ hắn đã không còn loại vật phẩm này nữa rồi. Còn loại kem dưỡng da Kim Dũng vẫn được bán trên thị trường thì đều là do những thành phần thuốc trung y khác tạo nên, chính vì vậy mà hiệu quả không thể nào sánh được so với lúc trước cả. Hắn cũng đang chuẩn bị trở lại Yến Kinh rồi sau đó sẽ đích thân đến Vân Điền Mật Lâm một chuyến, để đi tìm một số nguyên liệu để quay về làm kem này. Hai người đang nói chuyện thì từ bên ngoài cửa phòng bệnh có tiếng gõ cửa vọng vào. Mời vào, Tần Lạc lên tiếng nói. Mã Duyệt đẩy cửa bước vào, nói, tiểu thư. Hà công tử đến thăm cô đấy. Mời anh ta vào đi. Vâng, thưa tiểu thư. Mã Duyệt nói rồi liền lui bước ra bên ngoài. Rất nhanh, cửa phòng lại một lần nữa được đẩy ra, Hà Nhược Ngu tiến vào với dáng vẻ đầy phong độ. Mục Nguyệt, cô thấy thế nào rồi? Hà Nhược Ngu gật đầu chào Tần Lạc một cái rồi lên tiếng hỏi văn nhân Mục Nguyệt. Tôi rất tốt, cảm ơn sự quan tâm của anh và tước sĩ. Văn nhân Mục Nguyệt gật đầu lại nói. Cô đừng khách khí như thế chứ. Cô và tiên sinh Tần Lạc bị thương khi đến Đài Loan, vì thế mà mọi người đều cảm thấy vô cùng áy náy. Chúng tôi nhất định sẽ nghĩ cách tìm bắt hung thủ. Bên cảnh sát đã khống chế mấy thành viên bắt cóc rồi, đang tiến hành thẩm tra khẩn cấp. Tôi đến đây là để muốn tìm hiểu một chút, Mục Nguyệt, cô có biết ai là người bắt cóc hai người không? Có ai trong diện hiểm nghi không? Nếu có thì để chúng tôi cung cấp thông tin cho bên cảnh sát biết, như thế thì họ sẽ phá án với tốc độ nhanh chóng hơn. Tôi không biết là ai. Tôi chẳng hiềm nghi ai cả. Văn nhân Mục Nguyệt nói. Không chừng bọn chúng đến để bắt cóc tôi cũng nên, có thể tôi đã liên lụy đến Mục Nguyệt. Tần Lạc đột nhiên lên tiếng nói. Tần tiên sinh, ý của anh là anh đã đắc tội với ai ở đây sao? Đúng vậy, chúng tôi đã có một chút mâu thuẫn. Tôi lo đây là do bọn họ đến để báo thù tôi đó, nhưng lại làm liên lụy đến Mục Nguyệt. Tần Lạc nói. Ai là người có mâu thuẫn với Tần tiên sinh vậy? Hà Nhược Ngu rất coi trọng tin tức mà Tần Lạc vừa mới nói ra. Ông chủ của tập đoàn Thanh Định, tôi không biết ông ta tên là gì.
Khi còn ở Yến Kinh đã phát sinh một số xung đột rồi, khi tôi đến Đài Loan thì ông ta vẫn còn chút thành kiến với tôi, còn dùng những thủ đoạn xấu xa để đả kích tôi nữa. Tần Lạc nói với vẻ mặt oán giận. Lại còn có chuyện như thế nữa. Thật sự là quá đáng quá. Hà Nhược Ngu khó chịu nói. Nói ra thì nhà họ Hà còn có một số hợp tác làm ăn với tập đoàn Thanh Ninh. Những thực phẩm cùng đồ uống mà họ sản xuất ra thì đều được bán trong các cửa hàng dưới trướng nhà tôi. Tôi phải gọi điện ngay bây giờ để bảo họ từ chối toàn bộ sản phẩm của tập đoàn Thanh Ninh. Hà Nhược Ngu đã nói là làm, hắn lập tức rút điện thoại ra gọi ngay trước mặt Tần Lạc và Văn Nhân Mục Nguyệt. Alo, là Giám đốc Vân phải không? Tôi là Hà Nhược Ngu. Tôi không cần biết anh dùng biện pháp gì, nhưng hãy từ chối toàn bộ sản phẩm của Thanh Ninh cho tôi. Đúng vậy, ngay bây giờ. Hà Nhược Ngu nói chắc như đinh đóng cột, không cho người ta giải thích gì nhiều. Vẫn còn chưa điều tra rõ ràng mà. Làm như vậy liệu có ảnh hưởng đến việc làm ăn của anh không? Tần Lạc ngượng ngùng nói. Bạn của Mục Nguyệt thì chính là bạn của tôi. Làm chút việc cho bạn mình là điều nên làm mà. Hà Nhược Ngu cất điện thoại vào túi, cười nói. Hơn nữa, anh ta dùng thủ đoạn xấu xa để đối phó với anh. Chỉ cần như vậy thôi cũng đủ biết phẩm chất của anh ta bại hoại như thế nào rồi. Chúng tôi làm sao có thể làm ăn qua lại với hạng người như vậy được chứ? Chỉ cần chúng tôi muốn là có thể đổi nhà hợp tác bất kỳ lúc nào, nó chẳng có gì ảnh hưởng đến chúng tôi cả. Cảm ơn anh, Tần Lạc cảm kích nói. Tần tiên sinh, nếu anh còn nói lời cảm ơn như vậy nữa tức là vẫn chưa coi Nhược Ngu tôi làm bạn rồi. Hà Nhược Ngu cười nói. Mấy người nói thêm mấy câu sau đó Hà Nhược Ngu nhận được một cú điện thoại rồi liền đứng dậy rời đi. Tần Lạc tiễn Hà Nhược Ngu đi rồi. Khi quay về thì Văn Nhân Mục Nguyệt đang nằm trên giường đợi hắn. Xin bạn của cô giúp tôi một chút xíu, liệu cô có ý kiến gì không? Tần Lạc cười hỏi. Không sai, đây vốn là một cái cớ phản kích lại mà thôi. Tần Lạc không thể chắc chắn là sự kiện bắt cóc lần này là do tổng tài của tập đoàn Thanh Ninh làm, thậm chí hắn còn chưa từng hoài nghi anh ta nữa. Nhưng, như thế không có nghĩa là hắn đã quên chuyện không vui mà người khác đem lại cho mình. Hà Nhược Ngu là nhân vật như thế nào mà hắn ta lại không biết được tâm tư của Tần Lạc. Sở dĩ hắn ta tức giận như vậy, hơn nữa còn gọi điện thoại ra lệnh cho công ty con của mình, đó cũng chỉ là có trách nhiệm với Tần Lạc mà thôi. Hoặc nói đúng ra thì đó là một trách nhiệm với Văn Nhân Mục Nguyệt. Hiện giờ nhà họ Hà mới vừa hợp tác với nhà họ Văn Nhân, bọn họ phải thỏa mãn mọi nhu cầu mà Văn Nhân Mục Nguyệt đề ra. Hơn nữa, Văn Nhân Mục Nguyệt còn bị bắt cóc, tấn công khi đến Đài Loan. Thì cho dù là không liên quan gì đến bọn họ, nhưng bọn họ vẫn phải gánh chịu toàn bộ trách nhiệm do sơ suất của bọn họ mà ra. Họ phải làm một số việc để xóa tan sự tức giận của Văn Nhân Mục Nguyệt chứ. Còn Văn Nhân Mục Nguyệt thì lại càng hiểu được tâm tư Tần Lạc, vì thế mà nàng phối hợp với hắn vô cùng ăn ý, không có ý vạch trần hắn làm gì. Như thế cũng tốt, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Tôi không có lòng bao dung như cô, Tần Lạc cười nói, ai chỉ cần chửi tôi một câu, nhổ vào tôi một cái. Thì tôi sẽ luôn tìm cách để hoàn trả lại cho người ta. Mặc dù tập đoàn Thanh Ninh không chắc là có dính líu gì vào sự việc lần này, nhưng, việc lần trước mà hắn ta làm thì đúng là có thật. Hơn nữa, chúng ta cũng không thể khẳng định là bọn chúng không có ý đó. Chúng ta đang ở Đài Loan thì có lẽ bọn chúng còn ngại. Chứ nếu chúng ta mà rời đi rồi, thì bọn chúng sẽ tìm đủ mọi cách để đối phó với Tư Tuyền. Thà tôi cứ nói rõ ra mọi việc còn hơn, có được bài học này thì lần sau bọn chúng sẽ an phận. Biết mình biết người hơn. Chỉ là tôi không muốn anh bị thương thôi. Văn Nhân Mục Nguyệt khẽ nói, bất kỳ lúc nào anh đều phải ghi nhớ một điều là làm thế nào để tránh xa mọi sự nguy hiểm. Trong phòng làm việc xa hoa rộng rãi, Ngôn Thừa Hoan đang ôm lấy cô thư ký xinh đẹp ngồi uống rượu. Một tay hắn cầm ly rượu, còn tay bên kia thì luồn lách vào bên trong áo của người phụ nữ một cách sỗ sàng. Hắn ta đang vui đùa với đôi gò bồng đào trắng nõn tròn trịa kia. Miệng hắn ngậm một ngụm rượu vang, đang từ từ mớm vào chiếc miệng nhỏ xinh của cô thư ký. Cổ áo của cô nữ thư ký được nới rộng ra, bộ dạng khêu gợi đưa tình, miệng còn hơi rít lên từng hồi đầy kích thích. Cộc cộc cộc, tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài vọng tới, âm thanh nhanh mà rõ, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm trạng hai người ngồi đây. Khốn kiếp, lẽ nào bọn chúng không biết là không được làm phiền anh vào lúc này sao? Ngôn Thừa Hoan buông cô nữ thư ký trong tay mình ra. Tức giận nói. Đúng đấy, thật đáng ghét. Cô nữ thư ký nở nụ cười đầy quyến rũ. Có điều, bọn họ dám đến đây để gõ cửa thì chắc là có việc quan trọng muốn nói với anh đấy. Anh cứ cho bọn họ vào xem sao đi mà. Cho họ vào, Ngôn Thừa Hoan nói. Vâng thưa ngài,
Cô nữ thư ký hôn vào mặt Ngôn Thừa Hoan một cái, sau đó đóng hai chiếc cúc áo trước ngực mình lại, thản nhiên bước từng bước ra mở cửa phòng. Có chuyện gì vậy? Ngôn Thừa Hoan nhìn thấy người đi vào là giám đốc phòng marketing thì sắc mặt trở nên hòa hoãn đôi chút. Ngôn đồng thị trưởng, xảy ra chuyện lớn rồi. Giám đốc phòng marketing mướt mồ hôi nói, tôi vừa mới nhận được thông báo là tất cả các cửa hàng dưới trướng của Hà Thị đều hạ hết các sản phẩm của chúng ta xuống rồi. Hả? Ngôn Thừa Hoan không ngồi yên được nữa, đứng phát dậy hỏi, có chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại có chuyện như vậy chứ? Bọn họ không cho chúng ta bất kỳ lý do gì sao? Bọn họ nói chất lượng sản phẩm của chúng ta có vấn đề. Có khách hàng tố giác là sau khi uống đồ uống mà chúng ta sản xuất thì bị đau bụng. Giám đốc phòng marketing báo cáo. Đau bụng, làm gì có chuyện đó? Sản phẩm của chúng ta đã thông qua kiểm nghiệm gắt gao rồi, làm sao có thể làm đau bụng được? Hơn nữa, ngày trước sao không có ai tố giác mà giờ lại có thế? Ngày trước bán chạy thế, sao nói là có vấn đề là có vấn đề được? Bọn chúng cố ý đấy. Chắc chắn là cố ý. Ngôn đồng thị trưởng, vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Giám đốc phòng marketing sốt ruột hỏi. Ta phải gặp người phụ trách của bọn họ để nói chuyện trực tiếp mới được. Anh giúp tôi hẹn gặp đi. Ngôn Thừa Hoan nói. Hắn có cảm giác như đang có một chiếc lưới lớn vô hình chụp vào mình còn mình thậm chí là không đủ sức lực mà dãy dụa nữa. Chương 357, rất oan ức. Trong phòng họp của tập đoàn Thanh Định khói bay mù mịt. Tất cả mọi người đang liên tiếp hút thuốc. Ngôn Thừa Hoan cũng mất đi vẻ uy nghiêm cùng tỉnh táo thường ngày. Tay hắn ta kẹp điếu thuốc, uể oải ngồi ở ghế, không nói một câu, chỉ ngồi nhìn các lãnh đạo các phòng ban của tập đoàn đang tranh cãi với nhau. Tôi cảm thấy rất kỳ quái, sản phẩm của chúng ta đã trải qua việc kiểm nghiệm rất nghiêm ngặt. Từ khi đưa ra thị trường tới nay rất được người tiêu dùng ưa chuộng, tiêu thụ ở Đại Lục không có vấn đề gì. Tiêu thụ ở Nhật Bản cũng không có vấn đề gì. Ở Hàn Quốc cũng không có vấn đề gì. Tại sao ở ngay bản địa thì lại xuất hiện vấn đề? Giám đốc Lưu, tại sao phòng thị trường của anh không liên lạc với Hà Thị? Bọn họ phải cho một cái lý do hợp lý chứ, liệu có phải các anh đã có xung đột gì với Hà Thị không? Nếu như bọn họ có yêu cầu gì chúng ta cũng sẽ thỏa mãn bọn họ. Chúng ta không thể vì một chuyện nhỏ mà làm hỏng chuyện lớn. Đúng thế. Nếu như chúng ta không nhanh chóng tìm ra cách giải quyết thì tập đoàn Thanh Định của chúng ta xong đời rồi. Bên Hà Thị vì vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm mà hạ sản phẩm của tập đoàn Thanh Định xuống. Một khi chuyện này lọt vào tay giới truyền thông, liệu các nhà bán sản phẩm của chúng ta có hạ sản phẩm xuống theo lời đồn đại đó không? Người tiêu dùng có còn tin vào sự an toàn của thực phẩm chúng ta không? Biện pháp gì? Anh có biện pháp giải quyết gì? Người của Hà Thị căn bản không muốn gặp chúng ta. Chúng ta có biện pháp nào đây? Muốn có biện pháp thì phải suy nghĩ, tìm tòi. Không suy nghĩ sao có thể có biện pháp đây? Binh! Ngôn Thừa Hoan đập tay xuống bàn, tức giận quát to, thôi. Đừng có làm ầm ĩ nữa. Tôi bảo mọi người thảo luận tìm ra phương pháp giải quyết chứ không phải muốn nghe mọi người ngồi cãi nhau. Ngôn Thừa Hoan liếc mắt nhìn tất cả mọi người trong phòng họp một lượt. Hắn ta biết bản thân bọn họ cũng chẳng có cách giải quyết nào, hắn ta thở dài nói, tan họp. Bộ phận truyền thông hãy làm tốt công tác truyền thông, tuyệt đối không được để các phương tiện truyền thông đưa tin lung tung. Dạ, một phụ nữ trung niên trả lời. Ngôn Thừa Hoan rời khỏi phòng họp, trợ lý Hạ Á Vĩ cũng đi theo ông ta ra ngoài. Ngôn Thừa Hoan đẩy cửa phòng làm việc của mình bước vào nói với nữ thư ký xinh đẹp, gợi cảm, cô hãy đi ra ngoài một lát. Dạ, Ngôn tổng nữ thư ký biết tâm trạng ông chủ mình không tốt, cô ta cũng không dám nũng nịu, khôn ngoan bước ra ngoài phòng. Hạ Á Vĩ đóng cửa phòng làm việc lại sau đó hắn đi tới trước mặt Ngôn Thừa Hoan nói, ông chủ, nhất định là Hà Thị cố ý chơi chúng ta. Trước kia hai bên hợp tác rất tốt, chưa từng xảy ra những chuyện như này. Tôi nghĩ, binh, Ngôn Thừa Hoan đột nhiên vung tay tát vào mặt Hạ Á Vĩ. Lập tức trên gương mặt trắng mịn của Hạ Á Vĩ xuất hiện dấu vết bàn tay đỏ tím. Hạ Á Vĩ vô cùng ngạc nhiên, hắn không biết tại sao ông chủ lai ra tay tát mình. Ông chủ, ông. Thế nào hả, tôi không thể đánh cậu sao? Ngôn Thừa Hoan vừa nói vừa vung tay tát cái thứ hai. Má bên kia của Hạ Á Vĩ lại in dấu bàn tay tím bầm. Trong lúc tức giận Ngôn Thừa Hoan ra tay cũng rất mạnh. Hai bên má của Hạ Á Vĩ sưng đỏ lên giống như sợi mì ống lên men. Binh! 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 Tay của Ngôn Thừa Hoan không ngừng vung lên tát vào mặt Hạ Á Vĩ. Bản thân Hạ Á Vĩ bị đánh đến hồ đồ cả người nhưng vẫn không dám phản kháng. Hạ Á Vĩ vẫn đứng ngay đơ tại chỗ,
không cả dám cử động. Cho tới khi Ngôn Thừa Hoan mệt mỏi rụt tay lại thì cảnh đó mới chấm dứt. Hắn ta đi tới bàn rút mấy tờ khăn giấy lau máu tươi dính ở trên bàn tay. Lúc này gương mặt của Hạ Á Vĩ đã biến dạng toàn bộ, giống như một đầu heo bị nhổ hết lông. Con mẹ nó, mày đã làm cái chuyện ngu ngốc gì vậy hả? Ngôn Thừa Hoan nhìn chằm chằm vào gã nhân viên đã từng được coi là thân tín nhất, hung hăng hỏi. Ông chủ, đã xảy ra chuyện gì? Lúc này Hạ Á Vĩ mới có phản ứng, hắn liên tiếng hỏi lý do. Tóm lại là không thể đánh người vô cớ như vậy được, đúng không? Mày có biết ai muốn ra tay với chúng ta không? Ngôn Thừa Hoan tự tay rót cho mình một ly rượu đỏ, hắn ta ngửa cổ uống một hơi cạn, rót tiếp ly thứ hai cầm trên tay. Lúc trước hắn ta đã tát Hạ Á Vĩ quá nhiều nên lúc này cảm thấy khá nước. Hà Thị. Hạ Á Vĩ trả lời. Mày là lợn à, Hà Thị không có oán thù gì với chúng ta. Chúng ta cư xử với bọn họ giống như cư xử với một người cha. Tại sao bọn họ lại muốn chơi chúng ta? Ngôn Thừa Hoan tức giận nói. Đó là do gã mặt trắng, bạn trai của Trần Tư Tuyền. Ngôn Thừa Hoan nghiến răng nghiến lợi. Là hắn ta sao? Hạ Á Vĩ bị đánh sưng cả mặt vẫn cố gắng mở to hai mắt. Tại sao hắn ta lại có thể sử dụng Hà Thị? Tại sao Hà Thị lại để cho hắn ta ra mặt? Hắn ta có quan hệ thân thiết với một người phụ nữ khác. Ngôn Thừa Hoan đau đớn nói. Hắn ta càng căm hận Tần Lạc tới hàng trăm lần khi nhớ tới người phụ nữ ở tiệc rượu. Người phụ nữ nào mà lại có quyền lực lớn đến như vậy? Hạ Á Vĩ không có tư cách tham dự tiệc rượu của Hà Thị nên hắn đương nhiên đã không biết chuyện gì đã xảy ra ở tiệc rượu. Từ Yến Kinh tới, người phụ nữ này làm cho cha con Hà Thị không thể không cẩn thận trong cách cư xử. Dĩ nhiên người phụ nữ đó có quan hệ thân thiết với cái gã Tần Lạc đó. Con mẹ nó, không hiểu đó là thói đời gì nữa đây. Bây giờ đã biết tại sao tao đánh mày chưa? Nếu như lúc đó không phải do mày tìm cách gây chuyện thì tao và Trần Tư Tuyền đã không xảy ra xung đột. Nếu như không phải khi ở sân bay mày đã nhận ra hai người bọn họ thì tao có cho người đối phó với bọn họ không? Còn nữa, mày nghĩ ra những điều xấu xa như vậy, con mẹ nó, mày không sợ Đoạn Tử Tuyệt Tôn sao? Chấm móc lửng, trong lòng Hạ Á Vĩ cảm thấy cực kỳ oan khuất, khi ở Yến Kinh, trêu chọc Trần Tư Tuyền không phải là chủ ý của ông sao? Còn khi ở sân bay bản thân hắn cũng chỉ nhận ra Trần Tư Tuyền cùng bạn trai, còn chuyện ông bắt tôi nghĩ cách trả thù người ta không phải là làm vì ông sao? Chơi phụ nữ thì không phải là ông chơi sao? Bây giờ ông lại nói cái gì là ngu ngốc hả? Hạ Á Vĩ rất phẫn nộ. Rất tức giận nhưng hắn nghĩ tới việc bản thân mình vẫn còn phải dựa vào người đàn ông này kiếm cơm ăn, vì vậy hắn phải đè nén sự phẫn nộ của mình xuống. Ông chủ, chuyện đã thế này chúng ta phải làm gì bây giờ? Chúng ta phải nghĩ cách gặp hắn ta một lần. Ngôn Thừa Hoan nói. Nếu hắn ta không muốn gặp. Ngôn Thừa Hoan đá một phát vào bụng Hạ Á Vĩ quát to, nếu hắn ta không gặp tao. Lão tử tao sẽ đánh chết mày. Tần Lạc đang ngồi ở đầu giường ngắm nhìn dáng vẻ xinh đẹp ngồi ăn táo của văn nhân Mục Nguyệt, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Ngôn Thừa Hoan của tập đoàn Thanh Định tới. Anh ta muốn gặp Tần Lạc tiên sinh. Mã Duyệt đứng ở cửa phòng báo cáo. Văn nhân Mục Nguyệt nhìn Tần Lạc, nàng chờ đợi quyết định của bản thân hắn. Ô, Tần Lạc cười nói, hãy nói với bọn họ tôi không có mặt ở đây. Mã Duyệt quay người rời đi. Một lát sau, Mã Duyệt lại đẩy cửa ra nói. Ngôn Thừa Hoan bảo tôi nói với tiên sinh, anh ta tới xin lỗi tiên sinh, kính xin Tần Lạc tiên sinh tin tưởng thành ý của anh ta, hơn nữa anh ta mong muốn Tần Lạc tiên sinh hãy cho anh ta một cơ hội gặp mặt. Vậy sao? Tần Lạc nhìn văn nhân Mục Nguyệt nói, nếu như tôi tiếp tục từ chối, liệu có phải là rất không nể mặt không? Muốn gặp thì gặp, văn nhân Mục Nguyệt thản nhiên nói. Ha, ha, tôi rất thích ở vị trí người trên nhìn xem đối thủ của mình biểu diễn. Tần Lạc cười nói. Mã Duyệt tiểu thư. Phiền cô tới đẩy tôi đi nữa không? Mã Duyệt liếc nhìn Tần Lạc một cái rồi nàng bước tới đẩy xe Tần Lạc đi ra ngoài. Trong lòng nàng cảm thấy rất kỳ quái. Không phải Tần Lạc là một thầy thuốc rất giỏi sao? Tại sao đến bây giờ vết thương ở chân của anh ta vẫn chưa khỏi vậy? Mã Duyệt đẩy xe lăn của Tần Lạc đi tới phòng khách. Ngôn Thừa Hoan lập tức đứng dậy, tươi cười nói, Tần Lạc tiên sinh, chúng ta lại gặp nhau. Hiếm khi tiên sinh tới Đài Loan một lần. Tiên sinh hãy để tôi đóng vai chủ nhà hiếu khách mới được. Tần Lạc khoát tay cười nói, tôi đã nhận được sự đón tiếp của Ngôn Tổng, rất thịnh tình. Ngôn Thừa Hoan cũng biết Tần Lạc đang châm chọc chuyện lần trước hắn ta gây ra với Trần Tư Tuyền, hắn ta xấu hổ cười nói, Tần tiên sinh, lần trước chỉ là chuyện hiểu lầm. Tôi không biết tối hôm đó Trần Tiểu Thư cũng muốn tổ chức tiệc tối.
trợ lý của tôi đã không báo cáo chuyện này với tôi. Sau này tôi mới biết chuyện, để tỏ lòng thành ý của tôi, hôm nay tôi đã nghiêm khắc giáo huấn cho anh ta một trận. Trong khi nói hắn ta cố tình chỉ vào Hạ Á Vĩ đứng sau ông ta. Lúc này Tần Lạc mới để ý tới một người có dáng dấp đầu lợn, thân người vô cùng quái dị, hắn kinh ngạc hỏi, đây là ai vậy? Tại sao mặt mũi lại sưng phù hết cả vậy? Tần tiên sinh, lần trước ở Yến Kinh tôi đã mạo phạm tới anh. Xin anh hãy tha thứ cho tôi, Hạ Á Vĩ khom lưng nói. Hắn thực sự muốn cười nhưng hắn phát hiện ra rằng cơ mặt của hắn đã không còn nghe theo sự chỉ đạo của hắn. Cho dù hắn có cố gắng tới như nào đi nữa, hắn cũng không thể nào dặn ra một khuôn mặt tươi cười. Ồ, tôi nhớ ra rồi, Tần Lạc gật đầu nói. Ông chủ anh đánh anh thành người như vậy, anh có muốn tố cáo ông chủ của anh ngược đãi nhân viên không? Ông chủ rất tốt với tôi. Ông chủ đang giáo dục tôi. Tần Lạc thở dài lắc đầu nói, một khi con người bị coi thường thì dù có 9 cái đầu lợn cũng không thể lấy lại được. Trong lòng Ngô Thừa Hoan vô cùng căm hận nhưng cục diện trước mắt làm hắn ta không thể không cúi đầu trước gã thanh niên này. Hắn ta cười nói, Tần tiên sinh, xin hãy nhận lời xin lỗi chân thành của chúng tôi. Xin anh hãy giơ cao đánh khẽ, hãy cho chúng tôi một con đường sống. Giơ cao đánh khẽ, để cho các người một con đường sống. Ngôn tổng có ý gì vậy? Tôi nghe không hiểu gì cả, Tần Lạc cười nói. Tần tiên sinh, ngài đừng đùa giỡn với chúng tôi nữa. Bên Hà thị đột nhiên hạ tất cả sản phẩm của chúng tôi xuống, họ còn yêu cầu trả lại sản phẩm của chúng tôi. Tôi biết tiên sinh có quan hệ thân thiết với bên Hà thị, vậy tôi thỉnh tiên sinh hãy nói giúp cho chúng tôi một câu. Được rồi, Tần Lạc gật đầu nói. Anh đã nói tôi không nói giỡn với các anh, vậy tôi đây nói thẳng cho ông biết, không được. Tại sao tôi phải đi nói giúp cho các anh? Lúc đầu khi anh đối phó với chúng ta, anh có muốn giơ cao đánh khẽ không? Khi Trần Tư Tuyền gọi điện thoại tới cầu xin anh, tại sao anh không muốn giơ cao đánh khẽ? Người xấu làm chuyện xấu sẽ phải chịu trừng phạt. Nếu như người xấu một mực cầu khẩn xin tha thứ mà lại được tha thứ thì không phải là người xấu đã quá may mắn sao? Anh tưởng tất cả người tốt đều là thượng đế sao? Chương 358, ngu thật và giả ngu. Ngôn Thừa Hoan trợn tròn mắt. Hắn ta thật sự không ngờ bản thân mình đã cố gắng ăn nói nhũn nhặn, nịnh nọt mà vẫn rơi vào hoàn cảnh như này. Điều làm hắn ta càng không ngờ tới là gã thanh niên này lại có kiểu suy nghĩ rất quái dị. Cái gì gọi là may mắn của người xấu? Chẳng lẽ chính bản thân mình cũng là người xấu sao? Hàng năm chính mình đã quyên góp không ít tiền bạc cho các tổ chức từ thiện. Mặc dù thu nhập của mình giảm bớt nhưng đó cũng chính là tâm ý của mình. Sắc mặt Ngôn Thừa Hoan biến đổi bất thường nhưng hắn ta nhanh chóng lấy lại vẻ tươi cười nói, tôi nghĩ có nhiều bạn bè thì có nhiều đường đi hơn. Tần tiên sinh hẳn cũng không muốn làm việc gì cũng cứng nhắc như vậy. Hơn nữa tiên sinh vẫn còn bạn làm ăn ở bên Đài Loan này phải không? Hay là như này đi, Tần tiên sinh hãy cứ ra một điều kiện, chúng tôi nhất định sẽ cố hết sức thỏa mãn. Ha, ha, tôi rất thích được kết giao với một người trẻ tuổi tài cao như Tần tiên sinh. Nếu vậy thì đã làm anh thất vọng rồi. Tôi không bao giờ muốn kết bạn với một người mặt người dạ thú như anh, Tần Lạc thẳng thắn nói. Mã Duyệt ở phía sau suýt chút nữa phì cười. Nàng thực sự không ngờ người thanh niên này lại có sự sắc bén đáng yêu như vậy. Phong cách nói chuyện cũng có mấy phần tương tự với tiểu thư. Nghĩ gì nói đó, ngắn gọn, rõ ràng, không ướt át, bẩn thỉu, cũng không thèm giữ thể diện cho đối phương. Tần tiên sinh, nói vậy là tiên sinh không muốn thương thảo với chúng tôi hay sao? Dù sao Ngôn Thừa Hoan cũng là ông chủ của một tập đoàn. Hắn ta bị Tần Lạc chế giễu ngay tại đây thế này đương nhiên cũng cảm thấy mất mặt. Thương thảo hay không là chuyện của các anh, tại sao lại nói do tôi quyết định? Tần Lạc nói, có vẻ như anh vẫn chưa hiểu rõ ràng một điều. Các anh tìm tới tôi để đàm phán chứ không phải tôi mời các anh tới đàm phán. Ngôn Thừa Hoan tức giận muốn vỡ tung lồng ngực nhưng anh ta lập tức kiềm chế được con thịnh nộ của mình, nhã nhặn nói, đúng vậy. Chúng tôi tới đây vì thành ý của mình, chúng tôi cũng hy vọng Tần tiên sinh có thể nghiêm túc đàm phán cùng chúng tôi. Tiên sinh có điều kiện gì thì cứ nói ra, phải vậy không? Chuyện gì chúng ta cũng có thể thương lượng được. Lúc trước tôi đã nói cho các anh biết, các anh hãy cho tôi một cái lý do các ông tới đây nói chuyện, Tần Lạc nói, bởi vì anh tới đây xin lỗi tôi cần phải biết xem có phải anh đã hoàn toàn quên những chuyện ông đã làm trước kia hay không. Vậy chúng tôi nguyện ý bồi thường. Bồi thường như thế nào? Tần Lạc cười hỏi. Ngôn Thừa Hoan vẫy Hạ Á Vĩ. Hạ Á Vĩ hiểu ý vội vàng chạy tới bên chiếc ghế xa cầm một cái hộp bằng đồng trông giống như đồ cổ tới. Xem ra hai người đã chuẩn bị trước, bây giờ mới lấy lễ vật ra.
nếu như Tần Lạc sớm nói tha thứ cho hai người thì chắc hẳn bọn họ cũng sẽ không lấy tặng vật này ra. Ngôn Thừa Hoan nhận cái hộp đồng, sau đó hai tay hắn ta cung kính đưa cho Tần Lạc nói, Tần tiên sinh, xin tiên sinh hãy nhận lễ vật nho nhỏ này. Vẫn là câu nói trước của tôi, lần này chúng tôi mang theo thành ý tới đây, xin tiên sinh hãy chấp nhận lời xin lỗi của chúng tôi. Tần Lạc cảm động trước thành ý của hắn ta, hắn đưa tay nhận cái hộp đồng. Hắn tháo cái khóa nhỏ màu vàng, có thể nó được làm bằng vàng ròng, sau đó hắn nhẹ nhàng mở nắp hộp, nhấc tấm vải lụa phủ bên trên ra. Hai mắt Tần Lạc thoáng co rút lại khi hắn nhìn thấy lễ vật ở bên trong. Đồng nhân, bên trong là một bức tượng đồng nhân. Đương nhiên tượng đồng nhân cũng chẳng có gì ngạc nhiên, nhưng đây không phải là một tượng đồng nhân bình thường, mà nó là một bức tượng châm cứu đồng nhân. Tượng đồng nhân châm cứu ban đầu được làm ở thời Bắc Tống do Hàn Lâm Y Quan lúc đó là vương duy nhất chế ra. Hai mặt ngực và lưng có thể khép, mở, bên trong có chạm khắc tạng phủ cùng khí quan trong cơ thể. Mặt ngoài đồng nhân có chạm vị trí các huyệt đạo, đồng thời dùng sáp ông bôi kín các lỗ thủng của mặt ngoài tượng rồi đổ nước vào trong. Nếu như lấy vị trí huyệt đạo chính xác khi châm vào nước sẽ chảy ra. Nếu lấy huyệt đạo không chính xác, châm không thể châm vào. Cho đến tận bây giờ vẫn không ai có thể giải thích nguyên nhân của việc lấy huyệt đạo chính xác thì có nước chảy ra. Mọi người vẫn thường gọi đó là câu đố bí ẩn của tượng đồng nhân. Trên thế giới, những người học châm cứu không ai không biết về tượng đồng nhân châm cứu. Các đại phu trước khi được châm cứu phải trải qua khảo nghiệm châm cứu tượng đồng nhân. Nếu châm đúng huyệt đạo thì từ trong tượng đồng nhân sẽ có nước chảy ra. Cái này có gì đặc biệt sao? Mã Duyệt lên tiếng hỏi. Nàng nhìn thấy vẻ mặt kỳ lạ của Tần Lạc, trong khi bản thân nàng lại không nhìn thấy cái tượng đồng nhân đó có gì kỳ quái nên nàng mới lên tiếng hỏi. Trong sử sách có ghi lại, tượng đồng nhân châm cứu bắt đầu từ đời Tống. Thời đại Tống thuật châm cứu rất thịnh hành, các đại phu châm cứu chỉ dựa vào kinh nghiệm của mình cùng với giải thích của các sách y thư châm cứu để tiến hành châm cứu cho người bệnh. Vào thời đó khắp cả nước xuất hiện rất nhiều ca châm cứu lầm. Tống nhân Tông Triệu Trinh nhận được tấu chương của đại nhân về việc châm cứu lầm, ông rất đau đầu về việc này. Cuối cùng Tống nhân Tông cảm thấy rằng chỉ khi ban bố một quy định về vị trí huyệt đạo tiêu chuẩn khắp nước thì mới có thể ngăn chặn việc châm cứu lầm. Vào năm 1023, Tống nhân Tông ban bố chiếu lệnh một lần nữa tiến hành sửa đổi lại các tác phẩm y học. Vào năm 1026 sau công nguyên, nhà y học nổi tiếng Đại Tống là Vương Uy Nhất bắt tay vào tổ chức hiệu đính các tác phẩm châm cứu học cổ đại. Không bao lâu sau, ông ta hoàn thành tiêu chuẩn kinh huyệt châm cứu tiểu chủ ân quốc gia, đồng nhân du huyệt châm cứu đồ kinh. Tống Nhân Tông cho rằng chỉ nguyên y thư vẫn không đủ, còn cần cả vật để thí nghiệm, vì vậy ông hạ lệnh cho viện y quan chế đục tượng đồng nhân. Hai năm sau hai tượng đồng nhân được chế thành. Khi hai tượng đồng nhân này được chế thành thì vào đúng năm Tống Thiên Thánh năm thứ năm, nên hai tượng đồng nhân này còn được gọi là Tống Thiên Thánh tượng đồng nhân châm cứu. Sau khi Tống Thiên Thánh châm cứu đồng nhân được chế thành, triều đình Đại Tống coi là quốc bảo. Các quốc gia xung quanh cũng coi Tống Thiên Thánh châm cứu đồng nhân là kỳ vật. Lúc đó trung y của Trung Quốc chúng ra dạng danh thế giới. Thầy thuốc Trung Quốc chúng ta được vạn dân kính ngưỡng, được đồng nghiệp tôn trọng, kính yêu. Đối với trung y mà nói đó là thời đại huy hoàng nhất. Tượng đồng nhân châm cứu nguyên mẫu là một bức tượng nam tử thân cao 5 thước, 3 tấc. Tư thế đứng thẳng, hai tay duỗi thẳng, lòng bàn tay hướng ra phía trước, được đúc thành hai bộ phận trước và sau, lại đặc chế ra những đầu cắm để có thể tháo dỡ ra từng phần, đã thể hiện được công nghệ đúc chế và mỹ học cơ thể người rất tinh xảo, cao cấp. Trên đồng nhân có tên của 354 huyệt đạo, tất cả các huy ê đạo đều được đục một lỗ nhỏ. Không cần nhìn tôi cũng biết vật trong tay tôi không phải là thật. Hiển nhiên bức tượng châm cứu đồng nhân trong tay Tần Lạc không phải là bức tượng đồng nhân châm cứu cao 1m73 được ngự chế, mà chỉ là một mẫu vật phỏng chế, thế nhưng thoạt nhìn thì bức tượng phỏng chế này cũng có vẻ rất có niên đại, hơn nữa còn rất sống động. Tất cả những công năng của tượng đồng nhân nguyên gốc đều được thể hiện trên bức tượng nhỏ này. Không cần phải có con mắt chuyên gia xem xét cũng biết đây là một vật báu vô giá. Đột nhiên Tần Lạc rất tức giận, hắn vô cùng căm hận Ngôn Thừa Hoan. Mẹ, anh quá cay độc, tặng tiền. Tặng xe, tặng phụ nữ, tặng đồ cổ, tặng tranh gì đó cũng được, tặng cái gì không tặng lại đi tặng bức tượng đồng nhân này, tặng bức tượng này làm gì? Tặng cái này làm tôi sao có thể từ chối anh đây? Chẳng lẽ anh không biết là tôi rất đam mê cái này sao? Đúng vậy, bản thân hắn là một thầy thuốc trung y, một người yêu thích trung y. Tần Lạc rất khó từ chối một tặng vật như vậy. Tần tiên sinh, lễ vật này có làm ngài hài lòng không?
Ngôn Thừa Hoàn nhìn thấy ánh mắt vui mừng xen lẫn sự kinh ngạc của Tần Lạc liền hỏi vẻ nịnh nọt. Anh hãy cầm về đi thôi, tôi không thích Tần Lạc đưa lại bức tượng đồng nhân. Tần tiên sinh nghiên cứu y học, có lẽ bức tượng đồng nhân này có sự trợ giúp nào đó với tiên sinh. Tần tiên sinh, hay anh cứ nhận lấy đi, cứ coi như là một chút thành ý của Ngôn Tổng. Mã Duyệt đột nhiên lên tiếng khuyên nhủ. Ngôn Thừa Hoàn cảm kích liếc mắt nhìn Mã Duyệt một cái rồi nói, đúng, đúng. Tôi biết Tần tiên sinh rất có danh tiếng trong giới trung y nên tôi mới cố ý mang bảo vật ra bảo từ đời Tống tới đây. Tục ngữ có câu, bảo kiếm tặng anh hùng, Tần tiên sinh có được bức tượng đồng nhân này thì đúng là hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Xin Tần tiên sinh cứ nhận lấy nó. Tần Lạc do dự một lát rồi nói, thôi được, trước tiên tôi cứ nhận lấy. Chuyện của anh tôi sẽ tới giải thích với Hà Thị nhưng hiệu quả thế nào tôi vẫn không thể nói trước. Thực phẩm của anh có mùi, anh cũng nên tự tìm hiểu nguyên nhân đi nha. Dạ, dạ, làm phiền Tần tiên sinh quá, làm phiền quá. Ngôn Thừa Hoan cuống quýt nói cảm ơn. Sau khi Mã Duyệt tiễn khách xong quay lại định đẩy xe lăn của Tần Lạc quay về phòng thì thấy hắn đang ôm bức tượng, vuốt ve nó. Vẻ mặt hắn nhu hòa, ánh mắt lóng lánh, sắc mặt đỏ ửng làm người khác cũng phải xúc động, trông như hắn đang ôm một tiểu nhân tình thì phải. Mã Duyệt thầm khinh bỉ, người thanh niên này lúc trước vẫn còn làm ra vẻ nghiêm chỉnh, không thích, còn bảo người ta hãy mang về. Cô hãy nói xem chuyện này nên giải quyết thế nào? Tần Lạc đột nhiên hỏi Mã Duyệt. Dĩ hòa vi quý, Mã Duyệt nói, Ngôn Thừa Hoan không có thành tích nổi bật gì, anh ta chỉ do thừa kế mà có địa vị hôm nay thế nhưng gia đình anh ta rất có thế lực ở Đài Loan. Ngôn gia cũng là lập nghiệp từ xã hội đen mà lên tuy rằng bây giờ có sa sút nhưng thế lực vẫn không tệ chút nào. Một khi sản phẩm của anh muốn đi vào thị trường Đài Loan, thậm chí là Đông Nam Á thì càng không nên quá cương với bọn họ. Vậy không phải quá tiện lợi cho anh ta sao? Tần Lạc có vẻ không cam lòng. Tiện lợi sao? Vừa rồi anh mới lấy tượng đồng nhân của anh ta là gì? Mã Duyệt liếc nhìn Tần Lạc nói. Có Hà gia chèn ép sau này bọn họ đương nhiên sẽ an phận, không dám trêu chọc Trần Tư Tuyền nữa. Mà nếu anh vẫn không cam lòng, anh có thể tận dụng cơ hội đưa ra các yêu cầu với bọn họ. Nếu như anh không tiện ra mặt mà anh nghĩ bạn của anh có thể thì anh cũng có thể giao cho bạn của anh làm. Điều này chứng tỏ tại sao cô có thể trở thành trợ lý của Mục Nguyệt. Tần Lạc cười khen ngợi Mã Duyệt. Người bên cạnh tiểu thư không thể có tài trí bình thường, Mã Duyệt tự hào nói. Tần Lạc nhìn Mã Duyệt hỏi, tại sao cô lại biết rõ mọi chuyện về Ngôn gia vậy? Đây là nhiệm vụ tiểu thư giao cho tôi, Mã Duyệt trả lời. Cô ấy bảo cô đi điều tra à? Đúng. Tại sao lại làm vậy? Không có lý do gì hết, Mã Duyệt nhìn Tần Lạc nói. Tôi có thể cho anh xem tư liệu từ lúc anh 10 tuổi tới nay nếu anh muốn. Tại sao cô lại nói cho tôi những chuyện này? Tần Lạc nhìn Mã Duyệt chằm chằm và hỏi, tại sao cô muốn nói cho tôi những chuyện này? Cô có ý định gì vậy? Tiểu thư làm rất nhiều chuyện ngốc nghếch, tôi hy vọng tiểu thư không tiếp tục làm những chuyện như vậy nữa. Cô nói vậy là có ý gì? Từ góc độ đầu tư học mà nói, mỗi khi làm bất kỳ chuyện gì thì đều phải tính tới lợi nhuận, sự thuận lợi cũng như nguy hiểm, Mã Duyệt nói. Đối với anh đó là một ngoại lệ, khi tiểu thư đầu tư vào anh, tiểu thư chưa từng tính toán qua các yếu tố này. Ánh mắt sáng quắc của nàng nhìn Tần Lạc nói, tôi nói cho anh biết điều này là vì muốn nhắc nhở anh. Đối với chuyện này tiểu thư thực sự rất ngốc nhưng chẳng lẽ anh cũng giả ngốc sao? Vương Duy Nhất. Không rõ năm sinh năm mất. Ông cũng có tên là Vương Duy Đức, không xét được tịch quán. Là nhà châm cứu học chứ danh đời Tống. Ông là ngự y đời Tống Nhân Tông. Ông tinh thông y dược, nghiên cứu sâu về châm cứu học. Đời Tống, dùng châm cứu để trị bệnh đã tương đối thịnh hành. Nhưng từ xưa đến nay, vì phép châm cứu do thầy dạy trò thực hành, sách ghi sao chép có nhiều chỗ thiếu sót, danh xưng và lý luận về kinh mạch đều có nhiều sai lầm, cho nên việc học tập châm cứu và trị liệu lâm sàng gặp nhiều khó khăn. Tình thế này cần phải khẩn cấp cải biến. Niên hiệu Thiên Thánh năm đầu 1023 triều đình xuống chiếu sai Vương Duy Nhất, lúc đó đang giữ chức vụ ở Y Quan Viện, hoàn thành nhiệm vụ này. Ông đem số sách châm cứu đang hành, xem xét đính chính từng quyển một, trải 3 năm công phu. Biên soạn nên bộ, đồng nhân thủ huyệt châm cứu đồ kinh, 3 quyển. Bộ sách do triều đình ban hành toàn quốc, làm sách pháp định về châm cứu. Trong sách có chữ viết dưới 2NH vẽ, ghi chép rõ ràng sự tuần hoàn của 3 mạch âm, 3 mạch dương ở chân tay và vị trí của huyệt đạo, độ sâu của kim châm và công năng của trị liệu, v.v. Làm công việc sửa sai, thống nhất thuyết pháp bất đồng của các thầy thuốc về huyệt đạo, bộ, đồ kinh, rất có ý nghĩa, là một bộ sách chuyên môn quan yếu về châm cứu học.
Về sau, ông nghĩ rằng nếu dùng mô hình thân thể người ta để biểu hiện dây thần kinh, mạch máu và huyệt đạo thì sánh với cách tự thuật bằng văn tự sẽ chuẩn xác hơn nhiều, lại thấy được ngay. Ông đem ý tưởng này của mình viết thành tờ tấu báo cáo lên vua. Vua Tống Nhân Tông chuẩn y, đồng thời giao cho ông phụ trách việc này. Năm thứ 5 niên hiệu Thiên Thánh nhà Tống 1027, ông thiết kế đúc được hai bộ mô hình người bằng đồng về châm cứu huyệt đạo. Triều đình ra lệnh để một bộ người đồng tại y quan viện, còn lại một bộ để ở trong điện nhân tế tại chùa Đại Tướng Quốc cho nhân dân tham quan. Người đồng do ông cho đúc nên, cao 5 thước 3 tấc, là thân thể đàn ông, ruột rỗng, do trước sau hai mảnh hợp lại, bên trong chế đủ ngũ tạng, lục phủ, mặt ngoài khắc dây thần kinh, mạch máu và huyệt đạo là chỗ nhỏ thông từ trong ra ngoài mặt, kế bên có khắc tên huyệt. Khi sử dụng, thoa sáp lên mặt ngoài người đồng, đổ nước sạch vào trong ruột, người châm kim dò theo dây thần kinh chọn huyệt châm vào. Nếu lấy huyệt chuẩn xác thì khi kim châm vào, nước vọt ra, lấy huyệt không đúng, át kim không châm vào đúc. Dùng cách này để huấn luyện người học châm cứu, hoặc để khảo hạch các thầy châm cứu. Vương Duy Nhất viết sách, đồ kinh, sau đó đúc thành người đồng, hai thứ có tác dụng bổ sung cho nhau, dùng sách thuyết minh ngồi đồng bằng văn tự, dùng người bằng đồng giải thích sách bằng hình tượng, khiến cho người ta học tập và nghiên cứu châm cứu được thêm phương tiện làm việc. Sách và người đồng của ông có ảnh hưởng sâu xa cho sự phát triển ngành học châm cứu đời sau. Người đời sau được ông mở đường cũng chế tạo không ít người đồng. Do vậy, đối với sự phát triển và truyền bá thuật châm cứu, ông đã cống hiến rất lớn. Cuối đời Bắc Tống, quân Kim xâm lược Phi Ùa Nam, người đồng được xem là quốc bảo, bị quân Kim cướp đem đi, người đồng này về sau chuyển về triều nhà Nguyên, rồi trở lại Trung Nguyên Trung Quốc, còn lại một người đồng lúc đó lưu lạc đến thành Tương Dương. Sau đó, không còn biết tung tích của hai người đồng ấy. Chương 359, tranh chấp. Không phải là Tần Lạc giả bộ ngu ngơ mà là hắn ở vào tình trạng không thể không giả ngu. Với tình trạng của hắn bây giờ, hắn tuyệt đối cũng không nghĩ ra một biện pháp nào giải quý ê ổn thỏa. Tần Lạc cười nói, không phải các cô có một đội cố vấn sao? Thế này đi, các cô hãy phân tích giúp tôi một chút xem ở vào vị trí của tôi bây giờ tôi nên xử trí anh ta thế nào mới phải. Nếu có kết quả cô hãy gọi điện thoại cho tôi, được không? Có một số việc không thể phân tích được, Mã Duyệt nói, đây chính là những lời nói của tiểu thư đó. Tần Lạc gật đầu, hắn nhìn Mã Duyệt nói, cô ấy không ngốc mà chính là cô ngốc. Khi Tần Lạc và Mã Duyệt từ phòng khách ra thì gặp Trần Tư Tuyền tới thăm hắn. Sau khi Tần Lạc bị thương nằm viện, Trần Tư Tuyền vô cùng nóng ruột. Bởi vì Tần Lạc là nhân vật làm rung động Đài Loan cùng với những hiệu ứng mang tới do tên tuổi của Mễ Tử An nên sản phẩm làm đẹp Thiên Thành bán cực kỳ chạy, nhưng cho dù bận rộn công việc như thế nào ngày nào Trần Tư Tuyền cũng ghé thăm Tần Lạc. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì, Trần Tư Tuyền chỉ ngồi một lát rồi ra về, không bao giờ nàng ngồi quá lâu. Trần Tư Tuyền và Mã Duyệt lên tiếng chào nhau rồi nàng nhìn cái hộp trên tay Tần Lạc hỏi, đây là cái gì vậy? Tặng vật của Ngôn Thừa Hoan đưa tới Tần Lạc cười nói. Ồ, anh ta tới xin lỗi sao? Trần Tư Tuyền giật nảy mình, nàng vẫn không biết Tần Lạc đã ra tay báo thù. Chuyện tập đoàn Hà Thị trả lại các sản phẩm của tập đoàn Thanh Ninh vẫn chưa bị dò dỉ ra ngoài cho giới truyền thông. Đúng vậy, hôm qua khi anh ta quay về đã truy cập vào trang Bác Sĩ Thiên Tài. Đột nhiên ông ta cảm thấy những chuyện anh ta làm với chị thật sự là trời đất không dung, vì vậy ông ta cầu khẩn chúng ta tha thứ, Tần Lạc cười nói. Hừ, loại người như anh ta cũng biết xin lỗi sao? Trừ phi là có đao kề cổ anh ta, Trần Tư Tuyền hừ một tiếng, nàng nhất định không tin vào nhân phẩm của Ngôn Thừa Hoan. Tần Lạc không khỏi sửng sốt khi hắn nghe Trần Tư Tuyền nói vậy. Đúng vậy, nếu không phải lần này có áp lực từ phía Hà gia thì liệu Ngôn Thừa Hoan có tới xin lỗi hắn không? Anh ta sẽ không tới, hơn nữa có khả năng anh ta nhân cơ hội tiếp tục tìm cách trả thù. Hơn nữa người xấu sẽ không bao giờ chỉ là duy nhất một chuyện xấu. Bọn họ có nghị lực rất kiên cường, kiên trì làm những chuyện xấu liên tiếp, cúc cung tận tuy, thứ bảy, chủ nhật cũng không nghỉ ngơi. Anh ta chính là cần người giúp đỡ mình tránh được tai họa nên mới chịu tới xin lỗi. Thế nhưng khi anh ta đi gây tai họa cho người khác mà người đó lại có một hậu thuẫn chống lưng hùng mạnh như Hà gia thì sẽ ra sao? Một thiếu gia con nhà giàu say rượu lái xe đụng phải một người con quan. Công tử con quan này lại thuộc loại ngạo mạn hơn cả thiếu gia con nhà giàu. Thiếu gia con nhà giàu chỉ còn cách mang bộ mặt tươi cười cùng hậu lễ tới cầu xin người ta tha mạng cho mình. Nhưng đổi lại thiếu gia con nhà giàu đụng phải một người bình thường thì thế nào đây? Bọn họ có còn mang cái bộ mặt đó không?
Chính bởi vì Tần Lạc có chống lưng mạnh hơn bọn họ nên bọn họ mới lựa chọn phương pháp hợp tác. Cái này không phải là nể quá hóa hỏng sao? Không sai, theo lẽ thường thì đây có lẽ là phương pháp giải quyết tốt nhất. Ngay cả cố vấn số 1 của văn nhân Mục Nguyệt cũng đề nghị như vậy. Ngay cả các đại gia cũng không muốn dây vào người xấu, vậy bản thân mình chọc vào họ là gì? Chính bản thân mình lại muốn làm một thần tượng. Tần Lạc trìu mến vuốt ve cái hộp đồng trong lòng, sau đó hắn không kiềm chế được liếc nhìn nó một lát rồi mới lưu luyến không rời đưa cái hộp đồng cho Mã Duyệt và nói, cô hãy trả lại anh ta giúp tôi. Anh đã quyết định rồi sao? Mã Duyệt nhìn chằm chằm vào hai mắt Tần Lạc hỏi. Nàng biết một khi Tần Lạc trả lại tặng vật này cũng có nghĩa là hắn không chấp nhận lời xin lỗi của Ngôn Thừa Hoan. Một khi đã như vậy, Hà Gia sẽ tiếp tục từ chối sản phẩm của tập đoàn Thanh Ninh. Giới truyền thông cũng sẽ nhảy vào cuộc, đưa tin về chuyện này. Có khả năng tập đoàn Thanh Ninh vì chuyện này mà lâm vào cảnh kinh doanh khốn đốn, thậm chí phải đóng cửa. Nhưng mà như vậy, Tần Lạc cũng sẽ kết oán thù với Ngôn Gia, rất có khả năng thành cục diện không chết không ngừng. Tôi đã quyết định rồi, Tần Lạc nghiêm nghị gật đầu nói. Mã Duyệt nhìn đôi gò má thuần khiết nhưng có vẻ hơi trắng của Tần Lạc, nàng ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng nàng lại gật đầu nói, tôi sẽ giúp anh xử lý ổn thỏa chuyện này. Cảm ơn, Tần Lạc nói cảm ơn từ chính đáy lòng mình. Không cần phải khách sáo. Mã Duyệt gật đầu với Trần Tư Tuyền rồi nàng quay người bước đi. Đúng là một cô gái xinh đẹp, Trần Tư Tuyền nhìn theo bóng của Mã Duy Ê khen ngợi. Là một cô gái rất có năng lực, Tần Lạc cười sửa lại. Đúng vậy, có một trợ thủ như cô ấy cũng làm người ta vừa hâm mộ, vừa ghen ghét. Thật sự không biết cô ấy ưu tú đến cỡ nào, Trần Tư Tuyền cười gượng nói. Anh ở cùng với cô ấy làm tôi cảm thấy xấu hổ không dám ở lại đây. Cho dù tôi không nói chuyện cùng cô ấy nhưng chứng kiến trên thế giới có nhiều phụ nữ như vậy làm tôi luôn có cảm giác mình sinh ra là một bi kịch. Chị cũng là một cô gái xinh đẹp, có năng lực, Tần Lạc nói. Hì, hì, tôi rất thích nghe lời khen ngợi của anh, Trần Tư Tuyền cười nói, hôm nay thời tiết rất đẹp, anh có muốn ra ngoài đi dạo một chút không? Anh cứ ở mãi trong phòng bên như vậy mà không thấy buồn bực sao? Được, Tần Lạc gật đầu nói, chúng ta hãy đi dạo xung quanh bệnh viện một chút. Vết thương ở chân của Tần Lạc không có vấn đề gì lớn, chỉ là do khi ô tô quẹt vào lan can nên hắn bị bong gân mà thôi. Hắn đã xoa bóp cục bộ nên cũng đã gần như khỏi hẳn. Vấn đề chỉ là xuất phát từ một tâm lý ích kỷ, hắn thực sự không muốn nhanh chóng đứng dậy đi. Hơn nữa cho dù hắn đi tới đâu cũng đều có một cô gái xinh đẹp đẩy xe ở phía sau mình, không phải đó là chuyện rất phong độ, uy phong sao? Các hoàng đế ngày xưa cũng chỉ đến vậy mà thôi. Tôi vốn định dẫn anh đi chơi một vòng Đài Loan, Trần Tư Tuyền cười nói. Nhưng tôi thực sự không ngờ anh lại quen thuộc Đài Loan như vậy đến mức có thể làm hướng dẫn viên cho người khác nên tôi đành phải bỏ ý định của mình. Tần Lạc cười gượng gạo. Hắn biết Trần Tư Tuyền đang trêu ghẹo chuyện hắn dẫn văn nhân Mục Nguyệt bỏ trốn thế nhưng đây chính là sự thật. Hắn thật sự không thể bác bỏ được. Chúng ta hãy đi ra ngoài một lát, tôi muốn xem văn hóa phố phường của Đài Loan. Tần Lạc nói, nếu như bạn muốn tìm hiểu về một thành phố, bạn hãy đi giữa đám đông người dân. Việc điều tra tư liệu trên Inte cùng với báo cáo của nhân viên cũng chỉ là thêm mắm thêm muối mà thôi. Chỉ có thể tự mình trải nghiệm cuộc sống mới có thể ghi nhớ được. Xe cộ chạy như nêm, người người vội vã qua lại. Rất nhiều xe cộ đi rất có trật tự dưới phố. Người đi bộ vội vã đi ngang qua, hắn cũng ngẫu nhiên bắt gặp những ánh mắt khác thường nhưng lại rất nhanh chóng quay đầu tiếp tục bước đi. Có lẽ bọn họ chỉ liếc nhìn quanh cảnh một lát rồi lại nhanh chóng biến mất ở ngã tư phía trước. Đây là một thế giới vô cùng nhỏ bé. Bạn không biết rằng chỉ cần bạn quay người là bạn sẽ va phải ai đó. Đây cũng là một thế giới rất rộng lớn, bạn không biết bạn đã vĩnh viễn mất đi bao nhiêu người như vậy, sinh, xấu, thiện, ác. Tất cả bọn họ nhanh chóng biến mất trong biển người. Chào tạm biệt, không bao giờ gặp lại nhau nữa. Ồ, anh nhìn kìa, phía trước có một y quán. Anh có muốn qua đó nhìn xem một lát không? Trần Tư Tuyền chỉ vào một cửa hàng nằm trong một tòa nhà cổ kính bên đường nói. Nàng dáng người cao, chân dài. Dáng đứng cao có thể nhìn thấy cảnh vật ở xa nên nàng có thể nhìn thấy những thứ Tần Lạc ngồi ở xe lăn không nhìn thấy. Vào xem một chút, Tần Lạc cười nói. Lần này hắn ra ngoài là muốn xem sự phát triển của Trung Y ở Đài Loan. Hắn không ngờ mới ra khỏi viện không lâu đã nhìn thấy một y quán. Tần Lạc vô cùng háo hức, chờ mong khi hắn nghĩ tới việc có thể cùng với những đồng nghiệp tha hương luận bàn về y thuật. Một lát sau Trần Tư Tuyền thở dài nói, tôi lầm rồi.
không phải là trung y mà là y quán Hàn Quốc. Ban đầu Tần Lạc ngẩn người nhưng sau hắn cười nói, không sao, cứ vào xem. Trần Tư Tuyền không phản đối, nàng đẩy xe của Tần Lạc tiến vào trong y quán. Bên trong y quán có mấy người khác đang ngồi chờ đợi ở phòng đợi, thái độ nhàn nhã, đọc báo chí. Trong phòng có một người đàn ông trung niên mặc áo blue trắng đang tiến hành châm cứu ở lưng cho một ông lão. Châm cứu là phương pháp Tần Lạc cảm thấy hứng thú nhất, cũng là kỹ năng mà hắn nghiên cứu sâu nhất, nhìn thấy có người đồng đạo Tần Lạc cười nói với Trần Tư Tuyền, đẩy vào gần hơn một chút, tôi muốn xem ông ấy châm cứu. Tiên sinh, tiểu thư, hai người tới khám bệnh sao? Nếu như hai người tới khám bệnh, vậy xin mời hai người hãy lấy số, được không? Người thầy thuốc đó đột nhiên quay người nhìn Tần Lạc và Trần Tư Tuyền hỏi. Ông ta nói tiếng Trung Quốc rất chuẩn, thậm chí còn rõ ràng hơn so với một số người trong nước. Xem ra ông ta đã rất mất nhiều thời gian học tập. Không, chúng tôi chỉ vào xem thôi, Tần Lạc cười nói. Chỉ vào xem thôi sao? Người thầy thuốc nhìn chân của Tần Lạc nói, chân của anh bị thương hả? Bị thương nhưng tôi có thể tự chữa được, Tần Lạc gật đầu nói, sau đó hắn chìa tay ra nói với người thầy thuốc, mời anh tiếp tục, xin đừng để ông lão bị cảm lạnh. Mặc dù khí hậu Đài Loan rất ôn hòa nhưng với một người già ở trần nằm trên giường thế kia rất dễ bị nhiễm lạnh. Tôi là thầy thuốc, tôi biết tôi phải làm gì, người thầy thuốc có vẻ bất mãn với hành động như sai khiến của Tần Lạc. Thế nhưng ông ta cũng phải ngầm công nhận Tần Lạc nói đúng, vì vậy ông ta liền cầm ngân châm, chậm rãi hướng vào huyệt dương quan ở thắt lưng ông lão đâm tới. Tần Lạc lặng lẽ ngồi trên xe lăn chăm chú thưởng thức kỹ năng châm cứu của vị thầy thuốc Hàn Quốc này. Mà vị thầy thuốc này dường như cũng hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Tần Lạc, ông ta chăm chú châm cứu cho người bệnh. Chờ một chút, Tần Lạc đột nhiên kêu to. Anh muốn làm gì vậy? Đây là nơi chữa bệnh, anh không được gây ồn ào. Các anh không thể nói nhỏ được à? Người thầy thuốc Hàn Quốc tức giận nói. Tần Lạc cười hỏi, có phải anh chuẩn bị châm vào huyệt thứ liêu của ông ấy không? Người thầy thuốc Hàn Quốc ngẩn người ra. Ông ta thực sự không ngờ một thanh niên trẻ tuổi ngồi trên xe lăn lại là một người trong nghề. Quả thật ông ta đang định châm vào huyệt thứ liêu của ông lão, không ngờ đã bị người Trung Quốc trẻ tuổi này nhận ra. Người Trung Quốc thì sao nào? Người thầy thuốc thầm bĩu môi nghĩ. Mặc dù ông ta thầm kinh hãi nhưng ông ta vẫn giữ vẻ mặt tức giận nói, không sai, vậy thì sao nào? Tôi cảm thấy một châm này châm vào huyệt A thị của ông ấy có phải là có hiệu quả hơn không? Tần Lạc khiêm nhường nói. Giống như là một học sinh học thuộc bài. Người thầy thuốc Hàn Quốc nổi giận, ông ta bỏ ngân châm xuống nói với Tần Lạc, anh là ai? Anh có tư cách gì mà nói với tôi chuyện này? Anh dựa vào cái gì mà tới đây chỉ đạo việc châm cứu của tôi? Yêu dương quan. Tên huyệt. Huyệt ở vùng lưng yêu, bên trong ứng với đơn điền, là giao điểm của nguyên dương và nguyên âm. Huyệt thuộc mạch đốc, là biển của dương mạch, là cửa ải quan của dương, vì vậy gọi là yêu dương quan trung y cương mục. Tên khác, dương quan, xuất xứ, thiên, cốt không luận, ti vi ấn, 60. Đặc tính, huyệt thứ ba của mạch đốc, vị trí, chỗ lõm dưới mỏm gai đốt sống thắt lưng 4, 5, ngang với mào chậu. Giải phẫu, dưới da là cân ngực, thắt lưng của cơ lưng to, chỗ bám của cân khối cơ trung rãnh cột sống, cơ ngang, gai, dây chằng trên gai, dây chằng gian gai, dây chằng vàng, ống sống. Thần kinh vận động cơ là các nhánh dây thần kinh sống. Da vùng huyệt chi phối bởi thiết đoạn thần kinh D12. Tác dụng. Ôn huyết thất, ôn tinh cung, điều thận khí, lợi vùng lưng và gối, khư. Hàn thấp ở hạ tiêu. Chủ trị. Trị vùng thắt lưng cùng đau nhức, liệt chi dưới, kinh nguyệt không đều, di tinh, liệt dương, ruột viêm mạn, hai bên hông đau, thần kinh hông đau. Phối huyệt. 1. Phối khúc cốt NS. 2 cộng quan nguyên NS, 4 cộng thứ liêu BQ, 32 cộng trung liêu BQ, 33 cộng trung cực NS, 3 trị bàng quang đau buốt Trung Quốc châm cứu học. 2. Phối mệnh môn DC, 4 cộng tuyệt cốt D, 39 thủy châm trị đa thần kinh viêm châm cứu học Thượng Hải. 3. Phối thận du BQ, 23 cộng thứ liêu BQ, 32 cộng ủy trung BQ, 40 trị lưng đau do hàn lâm sàng kinh nghiệm. Châm cứu. Châm kim chách lên, luồn dưới mỏm gai, hướng về khoảng gian đốt thắt lưng 4, 5, sâu 0, 3, 1, 5 thốn. Cứu 10, 20 phút. Ghi chú, châm sâu quá có cảm giác tê như điện giật lan xuống hai chân. Huyệt ở chỗ đau A thị huyệt. Đây là những huyệt không có vị trí cố định, cũng không tồn tại mãi mãi.
chúng chỉ xuất hiện tại những chỗ đau. Huyệt A thì còn được gọi là huyệt không cố định châm phương, hoặc huyệt thiên ứng y học cương mục. Cơ sở lý luận của việc hình thành huyệt A thị là nguyên lý lấy chỗ đau làm huyệt của châm cứu học được ghi trong nội kinh. A thị huyệt thường được sử dụng trong điều trị các chứng đau nhức cấp hoặc mãn tính. Thứ liêu, tên huyệt, xuyệt ở gần liêu kế thứ, đầu tiên xương cùng, hoặc ở xương cùng thứ hai, second, dexiem, vì vậy gọi là thứ liêu. Xuất xứ, giáp ất kinh, đặc tính, cộng huyệt thứ 32 của kinh bàng quang. Cộng huyệt đặc hiệu dùng cứu trị bệnh phụ khoa, sinh dục phái nam thấp khớp viêm châm cứu chân tủy. Cộng một trong bát liêu huyệt. Cộng nhận mạch phụ từ kinh túc thiếu dương đến. Vị trí. Nơi lỗ xương thiêng hai, điểm giữa cạnh dưới của gai chậu sau trên và đốc mạch. Giải phẫu. Dưới da là cân của cơ lưng to, khối cơ chung của các cơ ở rãnh cột sống, lỗ cùng hai. Thần kinh vận động cơ là nhánh của đám rối cánh tay, nhánh của dây thần kinh sống cùng hai. Ra vùng huyệt chi phối vở tiết đoạn thần kinh S2. Chủ trị. Trị vùng thắt lưng và xương cùng chậu đau, tư, cung viêm, dịch hoàn sưng, xích bạch đới. Châm cứu. Châm thẳng 1,1, 5 thốn, cứu 3,7 tráng, ôn cứu 5,15 phút. Ghi chú, theo Nakatani Yoshio, ấn mạnh vào huyệt thứ liêu thấy đau. Cộng dấu hiệu đã có thai. Cộng đang hành kinh. Cộng tiền liệt tuyến viêm, đàn ông. Chương 360, tranh chấp hạ. Tần Lạc không ngờ người thầy thuốc Hàn Quốc này đột nhiên tức giận. Hắn lập tức nghiêm mặt cười nói, ông không nên tức giận. Tôi chỉ vô tình nói ra quan niệm của mình, tôi thấy kỹ tâm dương nên mới luận bàn một chút. Tại sao tôi phải bàn luận cùng với anh? Người Trung Quốc các anh có hiểu phép tắc không hả? Tôi là thầy thuốc, tôi đang chữa bệnh. Trong khi tôi chữa bệnh anh nên tôn trọng mà giữ yên lặng vì tôi mới là thầy thuốc ở đây. Bệnh nhân cũng là bệnh nhân của tôi nên tôi không cần anh phải chỉ huy tôi càng không cần anh phải nói cho tôi cái gì đúng, cái gì sai. Anh không đủ tư cách để nói tôi có thể làm gì. Sắc mặt Po Chang Hao, tên người thầy thuốc này, vô cùng khó chịu. Sau đó ông ta quay sang nói, y tá hãy mời hai vị khách không được chào đón này ra ngoài. Một cô gái xinh đẹp mặt đồng phục màu hồng đi tới. Nàng nhìn thấy ông chủ của mình xảy ra xung đột với người khác. Sắc mặt lạnh băng. Nàng cúi chào lấy lệ rồi nói với Tần Lạc và Trần Tư Tuyền, tiên sinh, tiểu thư, xin mời hai người ra ngoài. Trần Tư Tuyền nhìn Tần Lạc không có ý muốn hai người rời khỏi đây nên nàng cũng không đẩy xe lăn của hắn ra ngoài. Tần Lạc ngoan cố nhìn người thầy thuốc cười nói, tôi cũng biết ông là thầy thuốc nhưng nếu thầy thuốc trị bệnh sai phương pháp người khác không thể chỉ ra hay sao? Anh dựa vào cái gì mà nói tôi trị bệnh sai phương pháp? Anh dựa vào cái gì mà khẳng định như vậy? Po Chang Hao nói vẻ khinh thường, y thuật của các anh sẽ nhanh chóng biến mất trên thế giới này trong khi đó hàn y của chúng tôi đang ngày một phát dương quang đại. Sao anh có thể dùng cái tri thức sốt đặc cán mai của mình chất vấn tôi? Tần Lạc cười nói, tôi đơn giản chỉ muốn cùng ông thảo luận một chút về kỹ thuật châm cứu, tại sao lại có liên quan tới vấn đề dân tộc ở đây. Thế nhưng ông đã nghĩ như vậy, tôi có thể khẳng định cho ông một điều là Trung Y sẽ không biến mất mà nó sẽ phát triển vững chắc trở lại. Càng ngày Trung Y càng phát triển, càng ngày càng có nhiều người ủng hộ. Một tập thể y học dân tộc bị xuống dốc, liệu năng lực của những thầy thuốc của dân tộc đó có thể làm được không? Po Chang Hao nhìn Tần Lạc nói, xin lỗi, tôi bận rất nhiều việc. Tôi không có thời gian cũng như hứng thú để nói chuyện với anh. Y tá, hãy mời bọn họ đi ra ngoài thôi. Tiên sinh, xin mời ra ngoài, nữ y tá lại nói. Cái mũi của cô là giả phải không? Tần Lạc nhìn nữ y tá hỏi. Ban đầu nữ y tá sửng sốt nhưng sau đó nàng đỏ bừng mặt, tức giận quát to, lưu manh, anh không thấy anh làm như vậy là không có lương tâm sao? Anh cũng đối xử với phụ nữ của anh như vậy hả? Liệu anh có dám nói hàng của mẹ anh không phải là giả không? Anh lớn lên dựa vào cái gì vậy hả? Trời ơi, sao lại có hạng người như anh vậy? Anh có phải người man dợ từ ngoài hành tinh tới không? Không, anh nhất định là cầm thú. Nhìn cảnh nữ y tá thở hổn hển, mồm tuôn một chàng phản kích lại, Tần Lạc thấy tâm trạng mình khá tốt, hắn cười nói, tại các người đã sỉ nhục người Trung Quốc không có năng lực trước. Tại sao trước đó các người không tự hỏi thái độ của mình với người ngoài như thế nào? Tôi chỉ muốn cùng vị thầy thuốc này trao đổi một chút về phương pháp chữa bệnh của ông ta, tại sao ông ta lại công kích sự xuống dốc của Trung Y? Điều tôi nói chính là sự thật, chẳng lẽ anh muốn phủ nhận sao? Chẳng lẽ Trung Y của các anh đang phát triển rất thịnh vượng sao? Po Chang Hao cười nhạt nói. Được rồi,
Tôi công nhận điều này, Tần Lạc gật đầu nói. Việc trung y xuống dốc là suy nghĩ của cả thế giới này. Bản thân hắn muốn phản đối cũng không thể được, thế nhưng tôi cũng nói thật lòng. Tôi nói ông không nên châm vào huyệt vị đó của người bệnh. Tôi cũng muốn nói cái mũi của cô gái này là giả. Anh nữ y tá trợn tròn mắt nhìn Tần Lạc, nàng chỉ hận không thể xông tới cắn cho Tần Lạc hai phát. Trời ơi, sao trên thế giới này lại có loại đàn đáng ghét như vậy? Tại sao anh ta không bị động đất giết chết đi? Hãy để cho tất cả đàn ông Trung Quốc chết hết đi. Thôi được, anh đã nói tôi châm cứu sai vị trí huyệt đạo. Anh hãy nói cho tôi biết tôi phải châm cứu chỗ nào mới đúng vị trí huyệt đạo. Po Chang Hao quay đầu liếc nhìn nữ y tá, ra hiệu cho nàng hãy tạm thời bình tĩnh. Ông ta đã quyết định, ông ta muốn dùng y thuật đánh bại đối phương, làm cho đối phương phải tâm phục, khẩu phục. Nếu như tôi đoán không sai thì thắt lưng của ông cụ này là do lao động vất vả mà sinh bệnh, đúng không? Tần Lạc nhìn ông lão cười hỏi. Đúng vậy, cháu rất lợi hại, chỉ liếc mắt nhìn một cái mà đã nhận ra, ông lão cười ha hả nói. Cái này thì có gì lợi hại, chỉ cần liếc nhìn qua thì bất kỳ thầy thuốc nào cũng biết đó là bệnh gì, nhưng làm thế nào chữa khỏi bệnh mới là vấn đề quan trọng nhất. Po Chang Hao ở bên cạnh đã kích ông lão vì tội sùng bái mù quáng nhầm đối tượng. Lao tổn eo thắt lưng trong trung y có thể cho rằng bị gây nên do cảm lạnh, khí trệ, huyết ứ, thận khuy, thể trạng hư nhược hoặc là do ngã nên bị ngoại thương. Bệnh lý biến hóa thường biểu hiện ra các triệu chứng sau, lấy thận hư làm gốc, cảm thụ ngoại tà, nhân tố gây bệnh là tà. Cách gọi của đông y có đặc điểm là đi nhau người về trước, vì thế căn cứ vào chứng bệnh có thể đại khái chia ra thành mấy loại, loại hàn thấp, loại thấp nhiệt, loại thận hư cùng với loại tụ huyết. Tần Lạc chỉ vào phần lưng lên của ông già nằm trên giường hỏi, ông cụ khi còn trẻ đã bị thương ở thắt lưng có phải không? Đúng vậy, cháu rất lợi hại, năm đó ông tham gia chống giặc ngoại xâm nên bị thương, cái thắt lưng này đã bị cố tật từ đó, ông lão cảm thán nói. Chứng bệnh của ông cụ đây là ư huyết do lao tổn thắt lưng mà nên. Bây giờ phải châm vào A thị huyệt, đây là trừ ứ, giảm đau, nhưng ông lại châm vào huyệt thứ liêu rõ ràng là thanh nhiệt, giải hỏa. Ông cụ đã lớn tuổi như vậy sao ông còn châm vào huyệt đạo đó? Tần Lạc cười châm biếm nói. Hắn cảm thấy rất vui vì đã đả kích được gã đàn ông kiêu căng, ngạo mạn này. Cần phải phức tạp vậy sao? Anh chỉ nói hưu nói vượn, Po Chang Hao tức giận nói. Hàn y của các anh là sao chép từ trung y mà ra, ăn cắp một số bề ngoài nên đâu có biết phải phân chia chủng loại như vậy. Chỉ có trung y mới thể hiện chi tiết, phân chia thành hệ thống. Không phải chúng tôi sao chép, ăn cắp ý tưởng, chúng tôi chỉ tham khảo. Trước kia Hàn Quốc ngoại trừ việc tiếp thu một số ít văn minh Trung Quốc thì bây giờ đang học tập văn hóa của những quốc gia Âu, Mỹ phát triển. Tôi tin rằng sau này chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục học tập những ưu điểm của các quốc gia trên thế giới. Po Chang Hao không cho phép người khác hạ thấp nền y học Hàn Quốc, ông ta đỏ mặt, gân cổ lên đấu lý, tôi cho rằng chẳng có cái gì là sỉ nhục ở đây cả. Ngược lại tôi còn thấy kiêu ngạo vì năng lực học tập của dân tộc chúng tôi. Còn của các anh thì sao? Phát minh ra thuốc nổ, người khác học rồi phát minh ra súng, các anh chỉ dùng làm pháo. Phát minh ra la bàn, người khác học dùng trong ngành hàng hải, các anh chỉ dùng để thăm dò phong thủy. Phát minh ra bóng đá, người khác học để tổ chức World Cup, các anh chỉ dùng để hướng ra châu Á. Hơn nữa bây giờ chẳng phải người Trung Quốc các anh chỉ có học tập mà cũng chẳng phát minh ra cái gì sao? Túi xách tay, kịch, điện nả và truyền hình, còn các sản phẩm xe hơi cùng điện tử cùng hàng loạt các sản phẩm khoa học kỹ thuật khác, không phải các anh cũng học của người khác sao? Chẳng lẽ các anh vừa học tập vừa cảm thấy hổ thẹn vì điều đó sao? Các anh đúng là một dân tộc không còn thuốc chữa. Tự tin căn bản là một đức tính không hề tồn tại trong dân tộc anh. Chỉ có sự kiêu căng cực kỳ dẫn tới tự ti. Ông nói tiếng Trung Quốc rất tốt, Tần Lạc cười nói. Đúng vậy, tôi đã dành 7 năm để học tập tiếng Trung Quốc chính là để học tập y thuật của các anh, Po Chang Hao đắc ý nói. Bây giờ thì tất cả đã trở thành tri thức của tôi. Tôi sẽ bắt đầu truyền cho các đời sau. Hậu thế của chúng tôi sẽ được hưởng cái phúc đó. Trong khi đó người các anh lại đi trả một lượng tiền rất lớn để sử dụng Tây Y, đi truyền bá Tây Y. Đây chính là vận mệnh của các anh. Tần Lạc lắc đầu cười nói, lang băm hại người. Ông chỉ học được một ít như vậy mà nói là đi tạo phúc cho hậu thế. Ông không sợ là sẽ hại chết tất cả sao? Po Chang Hao chỉ vào Tần Lạc quát to, tôi không có hứng thú nói chuyện với loại người như anh. Người Trung Quốc các anh chỉ có mồm miệng lợi hại, còn các anh đã làm ra chuyện gì để người khác tâm phục khẩu phục chưa? Y tá, tiễn khách. Tôi sẽ đi. Tần Lạc dùng tay để ngăn sự xua đuổi của nữ y tá, hắn nói với Po Chang Hao,
nhưng trước tiên tôi muốn chỉ cho ông thấy một sai lầm. Tôi sẽ để ông thấy một châm đó nên châm vào huyệt đạo nào. Xin lỗi, tôi không thể để anh tùy tiện dùng người bệnh của tôi làm thí nghiệm. Po Chang Hao từ chối, hơn nữa tôi cũng không biết bản thân anh có giấy phép hành nghề y hay không. Ôi, người thầy thuốc trẻ tuổi kia nói ông châm không đúng. Ông phải châm lại cho lão đây. Sao ông có thể cố chấp như vậy hả? Ông nói ông không để người khác dùng thân thể lão làm thí nghiệm, vậy ông có đùa giỡn với thân thể lão không? Ông lão đột nhiên ngồi dậy chỉ vào Po Chang Hao nói. Ông lão, ông có dám để cháu châm cho ông một châm hay không? Tần Lạc cười hỏi ông lão. Có gì mà không dám? Ông lão cười ha hả nói, lại đây. Ông tin tưởng cháu nói rất có đạo lý. Ông rất thích. Tần Lạc cười cảm kích rồi hắn nói với Trần Tư Tuyền, chị hãy tìm giúp tôi một hộp ngân châm. Thật xin lỗi, chúng tôi không bán ngân châm, y tá lạnh lùng nói. Các người làm chuyện gì vậy? Trần Tư Tuyền tức giận nói, anh cứ đợi một lát tôi đi ra ngoài tìm mua cho anh. Tôi không tin ở Đài Loan này chỉ có một chỗ bán ngân châm. Nói xong nàng nện giày cao gót thình thịch đi ra ngoài, chỉ cần nghe tiếng bước chân của nàng là biết nàng đang cực kỳ tức giận. Một lát sau Trần Tư Tuyền cầm một hộp ngân châm chạy vào, nàng nói với Tần Lạc, mua được rồi, còn có cả bông tiệt trùng. Cảm ơn. Tần Lạc nhận lấy hộp ngân châm. Hắn lấy châm ra và nói với ông lão, ông chỉ cần quay lưng về phía cháu. Một châm là được. Được nói xong ông lão nằm xuống giường, quay lưng về phía Tần Lạc. Tần Lạc cẩn thận trừ độc ngân châm, sau đó hắn nhanh chóng hướng A Thị huyệt ở sau lưng đâm tới. A, à, ngứa quá, ngứa quá, ông lão kinh hãi kêu lên. Là ngứa hay là lạnh? Tần Lạc hỏi. Ông lão cẩn thận cảm nhận lại rồi nói, lạnh. Tại sao lại lạnh như thế vậy? Po Chang Hao ở bên cạnh cười nói, pháp luật Đài Loan rất nghiêm khắc. Hãy để xem anh gánh tội ngộ thương người bệnh như thế nào. Chương 361, Mỹ nữ thanh khiết. Po Chang Hao rất vui vẻ. Gã khỉ con Trung Quốc tự cao tự đại, không hiểu phép tắc này rốt cuộc cũng sẽ nhận được trừng phạt xứng đáng. Dựa vào luật pháp ngặt nghèo của Đài Loan, gã này không có giấy phép hành nghề y nhưng lại ngộ thương người bệnh đã đủ để cấu thành phạm tội hình sự, thì mối thù của ông ta đã được báo, hơn nữa cũng gột sạch những cảm giác bực bội trong lòng ông ta. Liệu có cần phải gọi điện thoại cho một số người bạn phóng viên để nói về chuyện này không? Đây chính là vụ án đả kích tốt nhất với Trung Y. Po Chang Hao thầm nghĩ trong lòng. Ông thì hiểu cái gì? Trần Tư Tuyền cười nhạt nói với Po Chang Hao, sở học của anh ấy, ông học cả đời cũng không bằng. Tiểu thư, đợi đến khi cảnh sát tới bắt người bạn của cô sẽ không còn nghĩ như vậy nữa. Po Chang Hao thản nhiên cười phản bác lại Trần Tư Tuyền. Không có trình độ mới đáng sợ, Tần Lạc nói, hắn thậm chí còn không ngẩng đầu nhìn ông lão một lần. Hắn vẫn đang chăm chú châm cứu A Thị huyệt của ông lão, dùng kỹ thuật, thấu tâm lương của Thái Ất Thần Châm để hóa giải máu bầm đã tụ lại rất nhiều năm trong cơ thể ông lão. Tôi đã nói rồi, người Trung Quốc các người chỉ có cái mồm mép lợi hại. Tôi đã nghiên cứu qua văn hóa của các người, tôi thực sự hiểu rõ các người. Po Chang Hao cười ha hả nói. Dáng vẻ ông ta tuyệt đối tin tưởng vào thắng lợi của mình. Y tá, tại sao cô không báo cảnh sát? Hãy báo trong y quán của chúng ta có người là ngộ thương người bệnh. Tôi thực sự không muốn gánh chịu trách nhiệm thay cho một người Trung Quốc. Tần Lạc không thèm để ý tới ông ta, hắn nói với ông già, ông lão, bây giờ ông có cảm giác gì? Có một luồng khí lạnh chạy trên lưng. Điều kỳ quái là khi nó chạy tới đâu thì lại có cảm giác ngứa tới đó. Có cảm giác nào khác không? Có. Cảm giác gì? Tần Lạc hỏi. Còn muốn đi vệ sinh nữa, ông lão có vẻ xấu hổ nói. Tay Tần Lạc khẽ nhấc lên, rút cây ngân châm ra ngoài. Tần Lạc nói với ông lão, nếu ông đã muốn, ông phải đi toilet ngay. Ông lão trả lời một câu rồi cứ để thân trần như vậy cuống cuồng chạy tìm toilet, dáng vẻ vô cùng gấp gáp. Tôi đã nói các ông chỉ học một ít bên ngoài mà ông vẫn không tin tôi. Lúc này Tần Lạc mới có thời gian lý luận với Po Chang Hao. Ông có hiểu cái gì gọi là vận khí đẩy châm không? Châm cứu vốn là do chúng tôi phát minh ra. Tại sao tôi lại không biết? Po Chang Hao mạnh mồm phản kích. Quả thật người Hàn Quốc vẫn cho rằng Lý Thị Chân là người Hàn Quốc. Bọn họ cũng cho rằng châm cứu là do bọn họ phát minh ra. Suy nghĩ này giống như là máu chảy trong huyết quản của mỗi người Hàn Quốc, hành nghề y hay trong suy nghĩ của mỗi người Hàn Quốc. Thật vậy sao? Tần Lạc cười hỏi, nếu đã như vậy thì tại sao lúc này ông lại có kết luận ngu ngốc là tôi đã ngộ thương người bệnh? Tôi chỉ suy nghĩ vì sự an toàn của người bệnh, hơn nữa làm thế nào để biết chính anh đã dùng khí vận châm đây?
có một số điều không phải cứ nói ra khỏi mồm là đúng. Tôi đã chứng minh, Tần Lạc nói. Hắn chỉ vào ông lão vừa bước ra từ toilet nói, ông có thể hỏi ông lão về cảm nhận và hiệu quả của châm cứu. Không cần Po Chang Hao hỏi, ông lão đã vui mừng nói. Rất thần kỳ, thực sự là rất thần kỳ. Mới rồi đi vệ sinh ra một ít máu đen, hơn nữa cảm giác triệu chứng bệnh ở thắt lưng đã khá hơn rất nhiều, tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Thầy thuốc, cháu rất lợi hại. Trung y của chúng ta cũng rất lợi hại. Po Chang Hao cũng là một nhà chuyên môn. Ông ta biết người bệnh đi vệ sinh ra máu đen chứng tỏ quả thật châm cứu đã khai thông máu tụ trong cơ thể người bệnh, thế nhưng ông ta không dễ dàng nhận thua. Trước khi anh tới, tôi đã tiến hành châm cho ông ấy rất nhiều châm, cũng có khả năng lúc ông ta đột nhiên muốn đi vệ sinh là hiệu quả châm cứu của tôi lúc trước. Đúng thế, cho dù anh không tới thì thầy thuốc của chúng tôi cũng châm cứu cho bệnh nhân đi tiểu ra hết máu tụ, nữ y tá đương nhiên phải nói xen vào để giúp ông chủ của mình. Đi tiểu ra máu. Tôi còn sợ là hộc máu ra. Trần Tư Tuyền khinh thường nói, người Hàn Quốc các cô thật lợi hại, bất kỳ công lao nào cũng có liên quan tới các người. Điều tôi nói chính là sự thật, Po Chang Hao ra vẻ đứng đắn nói. Tần Lạc không nhịn được cười, hắn không thể ngờ những người này lại có thể làm ra những chuyện nực cười như vậy. Khi còn ở trong nước, một khi gặp phải những người khiêu khích thì dù bọn họ có thái độ không tốt lắm nhưng đã thua là thua, chỉ nói mấy câu sĩ diện rồi bỏ đi. Còn có những người như người ông tài đức kiêm toàn của Vương Dưỡng Tâm sau khi bị thua lại không có chút thù hận nào, ngược lại còn đem tuyệt học của bản thân mình truyền thụ cho hắn. Thế nhưng người Hàn Quốc lại không như vậy. Nếu anh ta tỉ thí thua bạn, anh ta sẽ nhìn bạn chằm chằm nói, thật ra những tuyệt học này của anh là học của chúng tôi. Rất nhiều năm trước kia một vị tiền bối của chúng tôi đã sử dụng, hơn nữa còn giỏi hơn anh rất nhiều. Với trình độ của anh như vậy mà đã tấm tắc khen sao? Bọn họ hoàn toàn không thèm quan tâm tới việc bạn tin hay không, dù gì thì anh ta cũng kiên định với lập trường của bạn. Nếu như tôi không ngăn cản thì một châm của ông châm vào cơ thể của ông lão sẽ làm tiết ra tinh khí của ông lão, làm cho ông lão càng ngày càng yếu hơn, Tần Lạc nghiêm túc nói. Anh ngậm máu phun người, Po Chang Hao mỉa mai nói, anh cho rằng anh nói cái gì thì cái đó đúng sao? Đúng vậy, tôi nói anh đó, Tần Lạc lấy một cây châm từ trong hộp châm, dùng rượu sát trùng và đưa cho Po Chang Hao rồi nói. Ông cũng hiểu thế nào là vận khí đẩy châm. Ông hãy biểu diễn một lần cho tôi xem, được không? Tôi nguyện ý dùng thân thể tôi để ông làm thí nghiệm. Tại sao tôi phải biểu diễn cho anh xem? Po Chang Hao từ chối, ông ta sao có thể hiểu được vận khí đẩy châm là cái gì chứ? Mặc dù ông ta đã thấy một số quyển y thư cổ có ghi lại nhưng cái phương pháp này giống như là bí kíp võ lâm, chỉ có một người hoặc là rất ít người có thể có cơ hội học thành. Thế này đi, tôi để ông làm thí nghiệm. Ông làm thí nghiệm trên cơ thể tôi có được không? Po Chang Hao không dám, nếu gã Trung Quốc này có ý đồ xấu làm hỏng danh tiếng của ông ta thì sao? Tần Lạc lắc đầu nói, thôi quên đi, tỉ thí cùng với ông cũng chẳng có ý nghĩa gì, vô duyên vô cớ lại đi hạ thấp thân phận của mình. Tần Lạc cẩn thận bỏ ngân châm vào trong hộp rồi hắn nói với Trần Tư Tuyền, chúng ta đi thôi. Không có khí phách gì cả, ông lão nhìn Po Chang Hao nói, nghe người khác nói ông ta rất lợi hại nên ông mới tới. Thì ra cũng chả ra cái trò trống gì. Sau này ông không bao giờ tới nữa. Sắc mặt Po Chang Hao lúc trắng lúc xanh rồi hắn đột nhiên nói to, đợi một chút. Trần Tư Tuyền đứng lại, xe lăn của Tần Lạc quay một vòng, xoay Tần Lạc đối diện với Po Chang Hao. Ông đã nghĩ thông suốt chưa? Là ông biểu diễn cho tôi xem hay là tôi biểu diễn cho ông xem? Anh là người Trung Quốc sao? Trước kia cũng thế, sau này cũng thế. Tôi đã xem qua y thư cổ. Dùng khí vận châm là một loại phương pháp châm cứu rất cao thâm, cho dù là người Trung Quốc thì cũng không có nhiều người nhìn thấy. Anh đã học thành phương pháp châm cứu này chứng tỏ anh nhất định là một thầy thuốc rất nổi tiếng, đúng không? Po Chang Hao nhìn chằm chằm Tần Lạc hỏi. Trong lòng ông ta bừng bừng ý chí đấu tranh. Rất đúng, Tần Lạc có vẻ xấu hổ. Tại sao lại có người không ngần ngại vỗ mông ngựa trước mặt người khác vậy? Xin anh hãy cho biết danh tính của mình. Tần Lạc, chữ Tần của Tần Thủy Hoàng. Chữ Lạc trong Lạc Thủy. Tôi cũng không hiểu anh có hiểu ý tứ của những từ ngữ đó hay không. Tần Lạc, tôi thay mặt sư phụ tôi chính thức khiêu chiến với anh, Po Chang Hao nói. Nếu sư phụ của ông cũng chỉ có trình độ như ông thì tôi không có hứng thú tiếp chiêu, Tần Lạc nói. Anh Po Chang Hao tức giận đến đỏ bừng mặt, ông ta vừa mới từ chối biểu diễn cho Tần Lạc xem phương pháp, lấy khí vận châm nên ông ta cũng chỉ có thể phản ứng yếu ớt. Những gì tôi nói là sự thật. Nếu như sư phụ của ông cũng giống ông,
tôi quả thật không có hứng thú. Tần Lạc ngẩng đầu nhìn mắt Po Chang Hao nói, hơn nữa tôi cũng không có hứng thú tỉ thí với sư phụ đã dạy ra một đồ đệ ngu ngốc như ông. Thật buồn cười, anh cũng dám làm nhục ân sư của tôi. Chết tiệt, anh thì biết cái gì. Sư phụ tôi là Hứa Nhược, danh tiếng lẫy lừng. Po Chang Hao giận dữ gào lên, dáng vẻ của ông ta như muốn xông lên đại chiến 300 hiệp cùng với Tần Lạc. Hứa Nhược, Tần Lạc hơi ngỡ ngàng khi nghe tới cái tên này. Hắn nhìn Po Chang Hao hỏi, là hậu nhân của Hứa Tuấn sao? Đúng thế, là hậu nhân của Thánh Y Hứa Tuấn Hàn Quốc chúng tôi, Po Chang Hao nói vẻ kiêu ngạo. Hứa Tuấn là Thái Y Triều Tiên, cũng là soạn giả của Đông Lâm Bảo Giám. Vào thời đó quốc vương Triều Tiên là Quang Hải Quân đã nói, Đông Viên là Bắc Y, Đan Khê là Nam Y, Tông Hậu là Tây Y, Hứa Tuấn chính là y học của Triều Tiên, cũng là Đông Y, bởi vậy Đông Y là để gọi y học Triều Tiên và Hứa Tuấn cũng được mệnh danh là Y Thánh ở Hàn Quốc. Trong sử sách Hàn Quốc vẫn coi Hứa Tuấn chính là người đầu tiên trên thế giới giải phẫu cơ thể người. Đông Lâm Bảo Giám là quyển sách trước chỉ nổi danh ở Hàn Quốc nhưng những năm gần đây đột nhiên nổi danh khắp châu Á và thế giới. Người Hàn Quốc này vốn tham khảo các cuốn nổi tiếng của người Trung Quốc như Tố Vấn, Linh Xu, Thương Hàn Luận để soạn ra một cuốn sách của chính mình rồi bây giờ đề nghị trở thành di sản thế giới. Hơn nữa người Hàn Quốc còn có mong muốn cải biến Hán Y thành Hàn Y. Có thể lấy một ví dụ rất phổ biến. Một người nước ngoài sau khi đọc xong Hồng Lâu Mộng thâm tâm rất yêu thích, thế là người đó căn cứ vào nội dung của Hồng Lâu Mộng viết ra cuốn Hồng Lâu Mộng giải tích. Kết quả người đó lại cầm cuốn Hồng Lâu Mộng giải tích đi đề nghị được công nhận là di sản phi vật thể của thế giới và nói Hồng Lâu Mộng là của bọn họ. Ông khẳng định người đó là sư phụ của ông. Đúng thế. Ánh mắt không được tin tưởng cho lắm. Không biết y thuật của ông ta thế nào. Tần Lạc lắc đầu nói. Hậu nhận của Nhất Đại Y Thánh lại đi thu nhận một đồ đệ tầm thường như vậy thật sự làm dơ bẩn thanh danh. Sắc mặt Po Chang Hao tái mét, ông ta hoàn toàn không còn vẻ nhã nhặn, nho nhã nữa, ông ta hung tợn nói, thế nào? Không dám nhận lời sao? Tần Lạc nói với Trần Tư Tuyền, hãy đưa danh thiếp cho ông ta. Mặc dù trong lòng Trần Tư Tuyền vẫn có nghi ngờ nhưng nàng vẫn làm theo. Nàng mở túi lấy danh thiếp ra đưa cho Po Chang Hao. Sau khi xác định được thời gian và địa điểm thì hãy gọi điện thoại, Tần Lạc cười nói. Thế nhưng nếu không có chuyện gì thì đừng quấy rầy mỹ nữ thanh khiết trời sinh của chúng tôi, cho dù các anh có thiếu điều này đi chăng nữa thì cũng không được. Hứa Tuấn. Hứa Tuấn. Cho Son Gun. Hơ Chun. Han Cha, Hán Tự. Su Jun. Mắc Kiu Nơ, Ri Sauer. Ho Chun. Romaha Quốc Ngữ. Heo Jun. Hứa Tuấn. Hứa Tuấn hay hiệu Tuấn He Ngun, Hơ Chun, phiên tự La, Tinh, Hơ Chun, Heo Jun, Hu Jun, hay Hu Jun, năm 1546 đến năm 1615, là một danh y lỗi lạc, một vị thầy thuốc huyền thoại bậc nhất của đất nước Triều Tiên trong thế kỷ 16, thế kỷ 17. Ông là người có rất nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp phát triển nền y học Triều Tiên. Cuộc đời ông đã được dựng thành phim truyền hình thần y Hơ Jun. Tiểu sử. Hứa Tuấn tự là Thanh Nguyên. Hiệu là Quy Nham, ông là danh y dưới thời vua Tuyên Tổ và Quang Hải Quân nhà Triều Tiên, và cũng là tác giả của tác phẩm nổi tiếng Đông Y Bảo Giám, ra đời muộn hơn so với cuốn bản thảo cương mục của Lý Thời Chân Trung Quốc, nhưng vì là viết về những vị thuốc được trồng ở Triều Tiên nên được sử dụng rộng rãi ở Triều Tiên hơn. Đông Y Bửu Giám được hoàn thành vào năm Quang Hải Quân thứ 2, 1610. Tác phẩm này đã trình bày lại một cách có hệ thống nền y học cổ truyền của Triều Tiên, góp phần cho sự phát triển nền y học Triều Tiên. Ngoài ra nó còn bổ sung những quan điểm mới vào nền y học phương Đông. Hiện nay tác phẩm này vẫn là một y thư nổi tiếng và được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới. Ngoài ra ông còn viết nhiều tác phẩm khác bằng tiếng Triều Tiên. Thời kỳ vua Tuyên Tổ, Hứa Tuấn thì vào viện nội y, đồng thời lập công lớn trong việc chữa bệnh trong vương thất bằng y thuật nội khoa. Hứa Tuấn đã tạo được niềm tin từ vua Tuyên Tổ và vương tử Lý Hồn, sau này là vua Quang Hải Quân. Năm 1604, ông được phong làm hộ thánh công thần tam vị. Năm 1606 ông lại được ra phong Dương Bình Quân. Nhưng về sau ông bị bãi chức và lưu đày bởi các đại thần khác do mục đích chính trị. Ông qua đời năm 1615, làm ngự y 39 năm. Sau khi mất ông được truy phong bổ quốc Sùng Lộc Đại Phu. Chu Đan Khê năm 1281 đến năm 1358. Chu Đan Khê tên là Trấn Hanh, tự Ngạn Tu, người Vũ Châu. Nghĩa Ô, nay là Chiết Giang, Nghĩa Ô. Vì sống ở Đan Khê nên sau này được gọi là ông Đan Khê. Ông là một trong tứ đại gia, sáng lập phái, Tư Âm, đời Kim, Nguyên.
Chu Đan Khê con nhà nông, lúc nhỏ đã sớm mất cha. Ông Hiếu học từ nhỏ, đọc qua sách là thuộc ngay, mỗi ngày ghi chép cả ngàn chữ. Lớn lên ông theo học kinh sử với thầy dạy tư ở quê để dự thi. Năm 36 tuổi học với đệ tử bốn đời của Chu Hy là Hứa Khiêm, nghiên cứu lý học. Vài năm sau ông trở nên một Đông Nam đại nho, học vấn uyên bác. Về sau Hứa Khiêm mắc bệnh nặng, nằm liệt giường, khuyên ông đổi hướng học y để cứu đời. Ông nhớ lại vợ con mình, chú, bác, anh em đều chết về tay những ông thầy lang rốt nát, vì vậy ông cảm khái nói rằng, tôi học được tinh thông môn y thuật, trị bệnh cứu người, tuy không làm quan, cũng giống làm quan vậy. Nói rồi, ông đem toàn bộ sách vở đốt hết, từ bỏ ý niệm khoa cử, dốc lòng dốc sức cho sự nghiệp y học. Trước kia ông cũng đã từng đọc sách tố vấn nhưng không lý giải được nhiều. Năm ông 30 tuổi, mẹ đau dạ dày, ông đọc lại tố vấn trong 5 năm và hiểu được sách. Bệnh của mẹ ông được trị khỏi, việc này khích lệ ông. Ông quyết định rời quê nhà tìm thầy học. Trong 5 năm liền ông đi nhiều nơi, cuối cùng đến Vũ Lâm, nay là Hàng Châu, gặp được danh y La Chi Để. Tuy nhiên ông này là người kiêu căng và bảo thủ, Đan Khê đến nhiều lần xin ý kiến đều bị cự tuyệt, trong đó có 7 lần bị mắng. Ông vẫn không nản lòng, mỗi ngày khoanh tay đứng ở bên cửa, không kể mưa to gió lớn, bên lòng trầu trực suốt 5 tháng. Sau đó, La Chí Đế cảm động, nhận Đan Khê là đệ tử duy nhất, lúc đó Đan Khê đã 44 tuổi. Dưới sự hướng dẫn của thầy, trải qua nhiều năm học tập khắc khổ, Đan Khê đã nắm vững được tri thức lý luận y học và kinh nghiệm trị liệu của thầy. Học xong, ông trở về quê dùng y thuật sâu dày của mình trị khỏi chứng bệnh liệt cho ông Hứa Khiêm. Từ đó ông dùng phương pháp mới trị bệnh cho người, trị đau khỏi đó, tiếng vang đồn xa, ai cũng biết tên, số người đến xin trị bệnh cũng đông. Chu Đan Khê đã sáng lập, lưu phái, với tính cách độc đặc đơn độc đặc biệt ở phương diện lý luận y học. Ông chủ trương tránh vượng hỏa, tiết chế ăn uống, sắc dục để bảo dưỡng âm tinh. Khi trị, ông đề xướng nguyên tắc tự âm, giáng hỏa, bổ âm hạ hỏa. Vì ông giỏi dùng phép này, cho nên đời sau gọi ông là thầy thuốc, tư âm phái. Để dạy người học sau, ông cần mẫn biên soạn không ngơi nghỉ. Ông soạn trên 20 loại, trong đó có Cách Trí Dư Luận, Cục Phương Phát Huy, Đan Khê Tâm Pháp là các sách tiêu biểu. Ông mất 5 năm 1358, hưởng thọ 77 tuổi. Lý Đông Viên 1180-1251. Lý Cảo, tự Minh Chi, về gia hiệu Đông Viên Lão Nhân. Người đời Kim ở Chân Định, nay là Chính Định, Hà Bắc. Lý Cảo là một trong bốn thầy thuốc lớn của đời Kim, Nguyên, cũng là người đặt cơ sở cho học thuyết, tỷ vị của Trung Y. Ông xuất thân ở một dòng họ hào phú, yêu thích y học từ bé thơ. Thuở ấy, người Dịch Châu, nay là Dịch huyện ở Hà Bắc Trung Nguyên tố, y thuật cao minh, có tiếng tăm rất lớn ở một giải Yên, Triệu. Lý bèn gom góp ngàn vàng để học y với thầy Trương. Sau mấy năm đã học được y thuật của thầy. Tên tuổi còn hơn cả thầy. Y thuật của ông chủ trường đặc biệt về trị liệu thương hàn, bệnh nóng nội khoa, ung thư, bệnh nhọt lở ngoại khoa và đau mắt. Khi trị bệnh, thủy cổ, bụng chướng nước của một người tên là Vương Thiện Phổ ở Bắc Kinh, trong lúc đa số các thầy thuốc dùng phương, cam đạm thấm thấp lợi thủy, không có hiệu quả, ông dùng phương, tư âm, cho uống vào thì người bệnh tiểu tiện được thông và lành bệnh. Tiêu Quân Thủy, phó quan ở Tây Đài, bệnh thương hàn phát nóng, thầy thuốc khác sau khi cho uống, bạch hổ thang, bệnh trạng tuy hết nhưng mặt người bệnh lại đen như mực, mạch trầm tế, không làm chủ được tiểu tiện. Thầy Lý thì dùng thuốc ấm, thang dương hành kinh, trị được khỏi. Vợ của Ngụy Bang Ngạn đau màng mắt nặng, sưng nhức không chịu nổi, tuy được điều trị, nhưng tái phát đôi ba lần, ông xét là vì kinh mạch không điều hòa, cho nên trị theo hướng suy luận đó, và bệnh không tái phát nữa, ông còn dùng châm cứu trị lành bệnh bại nửa người của Quách Cự Tế, tướng Suý Đất Thiểm. Do vì ông chuyên trị liệu những chúng bệnh nguy, khó lạ, nên người đương thời đều xem ông là một thần y. Sự cống hiến chủ yếu của ông cho y học là dựa trên cơ sở lý luận của quyển sách y cổ. Điền, Nội Kinh, kết hợp với kinh nghiệm lâm sàng của bản thân, sáng lập ra Tân Thuyết. Ông ở vào niên đại đúng ngay thời kỳ chiến loạn giữa Kim và Nguyên, binh lửa liên miên, tinh thần người dân bị kích thích, ăn uống thất thường, sinh hoạt không giờ giấc, ấm lạnh không thích hợp, bao nhiêu nhân tố ấy làm phát sinh nhiều bệnh tật. Mà số tật bệnh này điều trị bằng phương trị thương hàn thường không có hiệu quả. Với kinh nghiệm thực tiễn, ông nhận thấy rằng các nhân tố này đều có thể làm cho nguyên khí của con người bị tổn thương, sinh ra bệnh nội thương, cho nên ông đề xuất học thuyết nội thương. Đồng thời, ông viết một quyển, Nội Thương Biện Hoặc Luận, ghi rõ ràng sự phân biệt giữa nội thương nhiệt bệnh, và ngoại cảm nhiệt bệnh, bệnh nóng vì nội thương,
bệnh nóng vì ngoại cảm cho thấy đối với bệnh nóng vì nội thương phải dùng nguyên tắc trị liệu, cam ôn trừ đại nhiệt, phù chính dĩ khử tà. Theo sự giải bày chương nguyên tố trong học thuyết, tạng phủ bệnh cơ, kết hợp với thuyết, nhân, dĩ thủy vị bản, hữu vị khí tắc sinh, vô vị khí tắc tử của nội kinh, ông nhận xét rằng trong ngũ tạng lục phủ, tỳ vị là tối quan trọng đối với hoạt động sinh lý của thân thể người ta. Nhân đó ông đề xuất chủ trương, nội thương tỳ vị, bách bệnh do sinh, trăm bệnh đều do tỳ vị bị tổn thương, đồng thời ông viết một quyển, tỳ vị luận, để giới thiệu học thuyết của mình. Đối với việc phát huy lý luận trung y, ông tập trung chủ yếu ở điểm nhấn mạnh tác dụng của tỳ vị. Tư tưởng chủ đạo của ông là, thổ vi vạn vật chi mẫu, tỳ vị vi sinh hóa chi nguyên, đất là mẹ của vạn vật, tỳ vị là gốc của sinh hóa. Vì đó mà khi trị liệu bệnh nội thương, ông dùng một lối, ôn bổ tỳ vị, thăng cử trung khí, làm phương chủ yếu, đồng thời sáng chế phương thuốc chứ danh, bổ trung ích khí thang, được y ra đời sau luôn noi theo áp dụng. Vì ông giỏi ứng dụng phép ôn bổ tỳ vị, đời sau tôn xưng ông là bổ thổ phái, hoặc ôn bổ phái. Học thuyết nội thương tỳ vị do ông sáng lập có ảnh hưởng sâu xa trong sự phát triển trung y học. Ông mất năm 1251, hưởng thọ 71 tuổi. Chương 362, không cần giữ thể diện. Khi Trần Tư Tuyền đẩy xe lăn của Tần Lạc ra khỏi y quán Hàn Quốc, hai người đang chuẩn bị quay lại bệnh viện thì bất chợt có người hô lên ở đằng sau, này cháu chờ một chút. Chờ một chút. Trần Tư Tuyền quay đầu lại nhìn rồi nàng cười nói, ông lão đó đang đi tới. Ông lão thở hổn hển chạy tới trước mặt Tần Lạc nói, chàng trai, ông vẫn còn chưa nói cảm ơn cháu. Sao cháu lại bỏ đi thế? Ông à, người nên nói cảm ơn chính à cháu. Cháu phải cảm ơn ông vừa rồi đã tin tưởng phối hợp với cháu. Nếu như ông không nói ủng hộ cháu hoàn toàn không có cách nào ra tay trị bệnh cho ông, Tần Lạc cảm động nói. Ây, cháu không nên khách khí. Ông ta là người ngoại quốc, hoàn toàn không có quan hệ với chúng ta, ông lão cười ha hả nói, hơn nữa cháu rất lợi hại. Cháu hãy nói cho ông biết y quán của cháu ở đâu, sau này ông phải tới chỗ cháu khám bệnh, ông còn muốn giới thiệu cho mấy người bạn nữa. Tần Lạc lắc đầu nói, cháu ở Yến Kinh, cháu không có mở y quán ở Đài Loan. Ông lão nói vẻ tiếc nuối, không có hả? Tại sao cháu lại không có y quán ở Đài Loan? Ông không còn cách nào để tìm cháu khám bệnh rồi. Tần Lạc cười nói, ông à, bệnh của ông là lao tổn dẫn tới tụ máu ở thắt lưng. Cháu đã bài trừ hết máu đọng trong người của ông. Bây giờ cháu kê cho ông một đơn thuốc điều dưỡng, chỉ cần ông uống thuốc theo đơn, chú ý tới ăn uống và nghỉ ngơi là ông sẽ không có vấn đề gì nữa. Trong lúc Tần Lạc nói chuyện, Trần Tư Tuyền đã lấy giấy bút từ trong túi ra, Tần Lạc viết một đơn thuốc rồi đưa cho ông lão. Ông lão nhận đơn thuốc xem qua một lượt rồi trân trọng cất đi, sau đó ông hỏi Tần Lạc, cháu tên là Tần Lạc hả? Tại sao ông lại cảm thấy tên của cháu rất quen nhỉ? Cháu là Tần Lạc. Tần Lạc mỉm cười nói, mấy ngày này báo chí Đài Loan toàn đưa tin nói hắn là khách quý của Đài Loan. Bất kỳ ai đọc báo cũng sẽ ngẫu nhiên bắt gặp cái tên của hắn. Ồ! Ông nhớ ra rồi, cháu chính là Tần Lạc, ha ha, ông thật sự không ngờ Tần Lạc làm rung động Đài Loan lại chính là cháu. Nào, cháu hãy cho ông xin chữ ký. Sau khi từ biệt ông lão có vẻ nhiệt thành thái quá kia, Trần Tư Tuyền đẩy xe đưa Tần Lạc quay về bệnh viện nghỉ ngơi. Anh thực sự sẽ chấp nhận tỉ thí với người Hàn Quốc sao? Trần Tư Tuyền hỏi Tần Lạc, nếu ông ta gọi điện thoại tới thì phải làm sao? Chỉ cứ nhận lời thách thức đi. Tóm lại là không thể làm suy yếu thanh danh của chúng ta được, Tần Lạc cười nói. Chuyện này đối với hắn mà nói cũng không có vấn đề gì. Hắn thực sự cũng không cảm thấy lần này đặc biệt nguy hiểm đáng sợ. Cái người Hàn Quốc đó thật đáng ghét, tại sao anh không mắng cho ông ta một trận nên thân? Trần Tư Tuyền vẫn còn tức giận khi nhớ tới chuyện vừa xảy ra. Vô luận là chúng ta nói bất kỳ điều gì thì lời nói đó phải có trọng lượng, Tần Lạc cười nói. Nghĩa là sao? Ví dụ như chúng ta mắng sản phẩm Hàn Quốc không tốt nhưng sản phẩm của chúng ta còn kém hơn rất nhiều, vậy khi đó chúng ta mắng người ta thì chỉ để người ta nghĩ rằng chúng ta có cảm giác cay cú. Nếu như người Đức mắng xe hơi do người Hàn Quốc làm ra là rác rưởi, người Hàn Quốc có thể phản bác không? Những câu đó người Đức nói rất có sức mạnh. Một khi chúng ta muốn công kích người khác nhất định chúng ta công kích cái mà chúng ta tốt hơn bọn họ. Đây chính là sức mạnh khi nói chuyện. Ý của anh là đợi khi anh chính thức đánh bại cái người gì đó là hậu nhân của Y Thánh thì lúc đó anh sẽ nhục mạ bọn họ sao? Đến khi đó thì lại không cần tôi nhục mạ bọn họ, sẽ có vô số phương tiện truyền thông sẽ làm thay chuyện đó hộ tôi. Tôi chỉ cần đánh bại họ mà thôi, Tần Lạc cười nói. Tần Lạc,
tôi cảm thấy lối suy nghĩ của anh rất thú vị. Cách suy nghĩ của anh luôn khác với của chúng tôi. Trần Tư Tuyền cúi người nhìn Tần Lạc, nói vẻ nghiêm túc. Bởi vì tôi ngốc hơn so với người khác. Tần Lạc vừa liếc nhìn một khe núi sâu thăm thẳm hiện ra trước ngực Trần Tư Tuyền khi nàng cúi người xuống, vừa nói vẻ thành thật. Không phải, anh là một vĩ nhân. Trần Tư Tuyền sửa lại, chúng tôi luôn không kìm hãm được tình cảm của mình trước anh. Người ta nói người tốt đoản thọ, người xấu thọ ngàn năm, chị có nghĩ như vậy không? Trần Tư Tuyền nhân cơ hội nắm tay Tần Lạc, nàng xúc động nói, Tần Lạc, anh đã đắc tội với rất nhiều người. Sau này anh nhất định phải chú ý tới sự an toàn của mình. Tốt nhất là không có chuyện gì xảy ra với anh. Yên tâm đi, Tần Lạc tự tin nói. Tôi nghĩ người tốt sống lâu. Hãy nhìn xem tôi có thể làm được hay không. Nếu như kiếp này của tôi quá ngắn, vậy thì kiếp sau tôi sẽ không bao giờ làm nhiều chuyện ngu ngốc như vậy nữa. Tập đoàn Hà Thị đã rút tất cả các sản phẩm thực phẩm cùng sản phẩm nước uống của tập đoàn Thanh Định ra khỏi thị trường vì nghi ngờ những sản phẩm đó có vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm. Mười mấy nhà tập đoàn, công ty bán lẻ khổng lồ kể cả bán lẻ Phương Bắc, bán lẻ Sinh Sinh, Cát Địa, Chí Địa cũng đồng loạt trả lại sản phẩm của tập đoàn Thanh Định. Hàng chục nhà bán lẻ nhỏ cũng theo đó quyết định trả lại sản phẩm của Thanh Định. Tập đoàn Hà Thị người khởi xướng việc này đã từ chối trả lời phỏng vấn của phóng viên chúng tôi, nhưng một quan chức cao cấp giấu tên của tập đoàn tiết lộ sau khi tập đoàn Hà Thị nhận được lời phàn nàn từ khách hàng thì mới đưa ra quyết định hệ trọng này. Thực phẩm của tập đoàn Thanh Định đồng loạt bị tẩy chay. Một gói khoai tây rán giá bán gốc 35 đồng nay bán một tặng một mà không có người nào hỏi mua. Có những người đã mua sản phẩm nay lại cầm hóa đơn mua hàng tới yêu cầu bồi thường. Người phát ngôn của văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Thanh Định đã trả lời phỏng vấn của các phóng viên. Người này cho biết sản phẩm của Thanh Định không có vấn đề gì. Bọn họ đã bị người khác hãm hại. Sau khi chuyện tập đoàn Hà Thị trả lại sản phẩm của tập đoàn Thanh Định bị tiết lộ ra ngoài giống như tiếng sấm giữa trời xanh thì sau một ngày gần như toàn bộ con mắt của giới truyền thông đều tập trung vào sự việc này. Tập đoàn Hà Thị đi tiên phong, một số công ty có quan hệ với tập đoàn Hà Thị cũng hùa theo. Vô số những nhà bán lẻ chung và nhỏ thuận theo chiều gió lập tức tập đoàn Thanh Định rơi xuống đáy vực. Tất cả sản phẩm của tập đoàn rơi vào tình trạng ế ẩm, không người mua. Mà không chỉ có thế. Một số người sau khi ăn uống sản phẩm của Thanh Định lại cầm hóa đơn mua hàng tới yên cầu bồi thường, hơn nữa bọn họ lại còn chuẩn bị khởi tố tập đoàn Thanh Định. Người phát ngôn của tập đoàn Thanh Định phản ứng lại rất yếu ớt, giọng nói của người đó nhanh chóng bị chìm trong những câu hỏi chất vấn của giới truyền thông. Thực phẩm là chuyện quan trọng với mỗi người dân, chuyện an toàn thực phẩm nặng tựa Thái Sơn. Nếu như một công ty không quan tâm tới tính mạng của người dân, công ty đó cũng hoàn toàn bị người dân bỏ rơi. Ngôn Thừa Hoan nổi giận, hắn ta cực kỳ phẫn nộ. Đầu tiên hắn ta đánh đập cô thư ký hấp dẫn của mình, đánh cho gã đầu heo Hà Á Vĩ sưng mặt, sau đó đập nát tất cả đồ đạc trong văn phòng của mình mà vẫn không sao hả giận. Tần Lạc, tao và mày thề không đội trời chung. Ngôn Thừa Hoan nhìn bức tượng đồng nhân châm cứu ở trên bàn làm việc, sắc mặt dữ dằn nói. Đây là vật gì nhất trong văn phòng hắn ta không dám đập phá. Đây là đồ vật quý giá nhất mà cha hắn ta gìn giữ trong nhà. Hắn ta đương nhiên hiểu giá trị của vật này. Ông chủ, bây giờ chúng ta phải làm gì bây giờ? Gương mặt lúc này của Hà Á Vĩ sưng lên không khác gì cái đầu heo, nhưng hắn vẫn phải làm tròn chức trách của mình mà đưa ra chủ ý. Tao có thể làm gì bây giờ? Tao biết làm gì bây giờ, lũ lợn chúng mày muốn làm gì thì làm đi. Ngôn Thừa Hoan nổi giận lôi đình. Bọn chúng có Hà Thị làm chỗ dựa, chúng ta không thể động tới chúng. Hà Á Vĩ nhổ ra một ngụm máu, lúng túng nói. Không động vào được sao? Ai bảo là không động vào được? Bọn chúng không cho tao một con đường sống. Tao nhất định sẽ để chúng nhìn thấy tử lộ. Ngôn Thừa Hoan điên cuồng nói. Đúng lúc này chuông điện thoại di động trong túi hắn ta vang lên. Hãy trả lời giúp tao, hãy nói tao không có ở đây. Ngôn Thừa Hoan lấy di động ra đưa cho Hà Á Vĩ và nói. Sau khi Hà Á Vĩ nhận điện thoại, vừa nhìn điện thoại hắn vội vàng đưa trả lại và nói, Ngôn Tổng, là chủ tịch. Ngôn Thừa Hoan nghe nói đó là điện thoại của cha mình, hắn ta vội vàng cầm lấy điện thoại và ấn nút nghe. Cha Ngôn Thừa Hoan khẽ nói. Hãy về nhà ngay. Từ trong điện thoại vang lên giọng nói uy nghiêm của một người đàn ông. Nói xong người đó không đợi Ngôn Thừa Hoan trả lời đã lập tức ngắt máy. Lão gia muốn ra tay sao? Hà Á Vĩ cười hỏi. Binh! Ngôn Thừa Hoan tức giận vung tay tát Hà Á Vĩ và mắng, mày cười cái rắm gì hả? Ông ta ra tay thì bản thân tao cũng gặp xui xẻo. Gia đình của Ngôn Thừa Hoan là người Đài Loan sinh trưởng ở địa phương,
giống như mọi người vẫn nói là, dân bản xứ. Trước kia gia đình hắn ta sinh sống ở Đài Nam, đến đời cha hắn ta thì đột nhiên làm ăn phát đạt, sau đó cha hắn mua một khu biệt thự xa hoa ở ngoại thành Đài Bắc. Bài trí trong ngôi biệt thự này không xa hoa nhưng ảnh hưởng sâu đậm của phong cách Trung Quốc. Đồ dùng trong nhà phần lớn là sản phẩm chế tác từ gỗ, hơn nữa phần nhiều là dùng màu đỏ sậm. Ở trên góc tường có treo một bàn thờ và một cây đại đao của quan công, hương khói lượn lờ bốc lên đỏ rực. Một người đàn ông mặc một bộ đường trang ngồi ở ghế uống trà. Vóc người ông ta không thể nói là ưa nhìn, thậm chí có vẻ gầy gò, nhưng ở gò má trái của ông ta có một vết sẹo thon dài. Lông mi dày, làn môi mỏng làm người khác có cảm giác ông ta cực kỳ hung ác. Ngôn Thừa Hoan đứng trước mặt ông ta, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Người đàn ông đặt chén trà xuống bàn nói, khi ta mới bắt đầu vào nghề, đại ca đã dạy ta một câu, đừng trêu chọc vào những người không thể trêu chọc, như vậy mới có thể sống lâu hơn. Những lời đó ta vẫn nhớ như in trong lòng nên ta mới có thể sống tới ngày nay. Binh! 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 Người đàn ông đột nhiên vung tay, ông ta liên tục tát ba cái vào mặt của Ngôn Thừa Hoan rồi dừng tay nói, khi ta bắt đầu cho con ra ngoài làm việc, ta cũng đã dạy con những lời này nhưng con lại không làm được. Con có nhớ những điều đó không? Cha, con nhớ kỹ. Dù đầu Ngôn Thừa Hoan ong ong nhưng hắn ta không dám dùng tay ôm đầu. Hắn để mặc cho nỗi đau đớn bỏng rát dày vò tinh thần hắn ta. Tốt lắm, người đàn ông gật đầu nói, bây giờ đã biết làm thế nào chưa? Dạ, biết, Ngôn Thừa Hoan nói. Con đã tới tạ tội với hắn, con lại cầm bức tượng đồng của cha tới xin lỗi hắn nhưng hắn vẫn không chấp nhận lời xin lỗi của con. Hắn đã cho người trả lại lễ vật, sau đó hắn dùng Hà Thị khai đao với chúng ta. Vậy là bọn chúng đã không nể mặt chúng ta, người đàn ông đột nhiên nhảy dựng lên nói. Nếu như chúng đã không biết nể mặt chúng ta, đơn giản chúng ta cũng không cần phải giữ thể diện. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 20.